nhiên ôm cổ vũ anh trai thật là sao anh không đổi giấy khai sinh luôn đi biển biệt nửa năm trời không về thăm bố mẹ làm như hà nội với sài gòn là israel vậy ấy tôi tưởng là cô bù đắp được tình cảm cho bố mẹ đòi ở gần bố mẹ không đi du học hóa ra lại càng làm cho bố mẹ buồn thế này thì tôi phải về đây giải quyết thôi cái thằng này mồm miệng không ngọt được một tí nào à em nó đang buồn đấy bà hoa xót nhiên nắm tay con trai véo một cái trời ơi mẹ vẫn cưng chiều nó như ngày nào thế này thì nó muốn về ở với bố mẹ là đúng rồi. Mẹ kệ anh ấy đi, anh ấy muôn đời thích bắt nạt con mà. Anh bắt nạt em gái bao giờ? Anh không bắt nạt em đâu, chỉ chọc em khóc thôi. Hay là con về đây luôn đi, chứ nhà mỗi người một nơi mẹ xót quá, một thân một mình trong đấy, lại là con trai nữa rồi ăn uống làm sao? Anh con còn nhớ gì đến người mẹ mong mòn mong mỏi ở đất Hà Thành này nữa đâu? Anh ấy bây giờ nghe đến tên Thiên Thanh thì có mà vứt cả của để chạy theo người ấy. Vũ vội vàng bịt mồm nhiên lại. Con bé này, vừa gặp anh mày đã linh tinh gì thế hả? Ông bà Thành nhìn hai đứa con trí chóe chỉ mong gia đình được đoàn tụ thôi mà thằng con này nó lại chạy miết vào trong Sài Gòn. Không hiểu nó ham mê cái gì ở trong đấy. Ngoài này gia đình ông đủ sức để mở thẩm mỹ viện cho con. Nhìn em gái ngồi bên cửa sổ lặng lẽ ngắm hoa, Vũ đặt đĩa trái cây ở bên cạnh em thoát được cái thằng đấy là phúc của nhà chúng ta đấy không có gì em phải buồn sầu cả em gái của anh cái gì cũng có chỉ là thiếu một chút tàn nhẫn thôi sau này sẽ có người yêu em hơn cả trăm ngàn lần em giờ đã một đời chồng rồi sẽ không còn dám mơ đến một người đàn ông chịu vì mình mà hy sinh tất cả đâu em chỉ cần một người vị tha với quá khứ của em là được còn bé ngốc này có gì đâu mà không vị tha thời đại nay ly hôn cũng là một chuyện bình thường như kết thúc một mối tình mà thôi được rồi, không nói chuyện của em nữa Anh với chị ấy thế nào rồi Vũ cười, ánh mắt lấp lánh khi nghĩ về cô gái đó Cô ấy có tính cách rất giống với em gái anh Dịu dàng mềm mại Chính vì vậy chỉ tiếp xúc vài lần Là anh đã có cảm giác rất thân thuộc Rồi say đắm không thoát ra được Ở gần cô ấy Anh có cảm giác của một gia đình thân thuộc và bình yên Nhưng cô ấy vẫn chấp niệm với một mối tình đã cũ Cô ấy vẫn đang trong quá trình hồi phục Anh mở quán trà sữa và bánh chất cổng trường cho cô ấy anh trai em nam thần quá, chị ấy đã chấp nhận anh chưa? Vẫn chưa, nhưng chắc là sắp rồi. Ánh mắt Vũ thâm trầm mang chút da diết và đau khổ khi nhắc đến cô gái ấy. Đừng lo anh ạ, à, anh chân tình thế này, không sớm thì muộn chị ấy sẽ nhận ra được tình cảm của anh thôi. Cô ấy cũng như em, cố chấp một mối tình dù biết đó là vọng tưởng. Anh trai, em không cố chấp mối tình đó nữa, em quên người đàn ông bội bạc đấy rồi. Em quên được là tốt. Hay là em vào Sài Gòn đi Làm quản lý thẩm mỹ viện cho anh cũng được Thôi em ở ngoài này với bố mẹ Anh đã đi xa rồi em phải ở gần chứ Thật không Hay là lại vương vấn cái gì đó ở ngoài này Anh có xem mấy bộ ảnh của em Còn có những bức ảnh tại event Với một người đàn ông nào đó nữa cơ Không phải đâu Đó là người đứng ra làm hợp đồng với em Chỉ là quan hệ công việc thôi Nhìn cục mắt Vũ nhìn em gái Con bé có một tật xấu cố hữu Là bất cứ khi nào nói dối đều sẽ cục mắt xem ra anh chàng kia thật sự có vị trí trong lòng nó rồi em gái này ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc qua một đời chồng không có nghĩa là tất cả những điều tốt đẹp ở tương lai đều bị đóng sập lại mạnh dạn lên thoát khỏi vỏ ốc đi chúng ta là con của bố mẹ cháu của những giáo sư đầu ngành em có rất nhiều thứ để tự hào và kiêu hãnh được rồi em biết mà anh em mình vào bếp đi hôm nay xem mẹ nấu món gì ngon nào tú ngồi trước bàn làm việc tay cầm chuột nhưng không làm được gì, không đánh được chữ nào hết. Anh buồn bực, cầm điếu thuốc đứng bên cửa sổ hít một hơi, rồi lại dập và đi đến bàn mở phai ảnh mẫu ra xem. Bộ ảnh mới nhất của Nhiên với còn xếp những chuyến xe mùa đông, từng ánh mắt nụ cười của cô ấy, anh đã từng ôm vọng tưởng mình đã nắm bắt được cảm xúc và ánh mắt nụ cười ấy, nhưng thực ra là của người đàn ông khác. Anh đã sai khi đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Chị Hường liên lạc với Diệp Nhiên giúp em thanh lý hợp đồng. Tú nói với chị kế toán trưởng Vậy có ký hợp đồng tiếp không em? Cái đó tùy thuộc vào cô ấy Nếu cô ấy muốn thì vẫn ký khung cao nhất Còn nữa Chị đừng quên thêm khoản phụ phí truyền thông trang phục cho cô ấy Ok cậu, chị làm luôn đây Chị cũng mong con nhiên nó ký hợp đồng tiếp Chứ không lại thêm một đứa óng eo như con Ngọc Nặc Nô đến đây Thì chúng tôi phục vụ mệt lắm Tú nhìn chị hưởng đăm chiêu Chị thích nhiên làm mẫu ở đây lắm à? Tất nhiên rồi, Ngoan hiền, không kiêu căng hợp hĩnh, không kỳ kéo cắt xê, ai mà lại không thích. Chị Hường nhìn dáng vẻ sầu não của Tú hơi ngạc nhiên. Cậu ấy hôm nay làm sao vậy? Người cứ như sắp chết đến nơi ấy. Nói năng thì thiều thà thiều thào. Chẳng nhẽ buồn con bé Nhiên sắp hết hợp đồng sao? Chị Hường tìm số điện thoại gọi cho Nhiên báo hết hợp đồng. Bên này Nhiên cùng với bố mẹ và anh trai đang quây quần chuẩn bị đồ đi du lịch. Chẳng mấy khi anh trai về, cả nhà cùng nhau đi Singapore Nhìn biết bố mẹ và anh trai muốn bù đắp tổn thương tinh thần cho mình. Anh trai này, chiều nay anh chở em đến công ty một chuyến được không? Em đi thanh lý hợp đồng. Vũ nhìn em gái ngạc nhiên. Con bé là đứa tự lập, không bao giờ muốn nhờ vả gì người khác. Sao tự dưng lại muốn anh trai chở đi nhỉ? Lâu ngày anh em mình đi dạo phố luôn, em muốn đi shopping. Lại shopping à? Đúng là đàn bà phụ nữ. Hai anh em đi chơi cho khuây khỏa. Còn có đứa bạn nào giới thiệu cho anh con luôn đi. Mẹ thèm một đứa cháu lắm rồi. Sắp 30 mà vẫn không thấy đưa đứa con gái nào về nhà cả. Mẹ, anh con đâu cần phải giới thiệu đâu, gái xếp hàng có mà đầy. Anh con sẽ cưới một cô gái dịu dàng hết sức cho bố mẹ. Mẹ cũng hóng vợ nó như hóng bà ngoại đi chợ về dưới đây này. Hai anh em cười vang đi ra khỏi nhà, nhìn gọi điện thoại cho chị Hưởng thăm dò người kia có đến công ty không rồi lên thẳng Việt Trây. Vũ ngồi cà phê hai lên chờ em gái phía dưới. Nhìn đi lên Việt Trây, qua phòng tú cửa đóng im, im im, trái tim cô đập liên hồi, đã ba tuần rồi không gặp Không biết dạo này anh có khỏe không Có còn hút thuốc nhiều nữa không Cậu Tú bảo chị làm hợp đồng cho em Gửi thêm khoản tiền phụ phí Vậy anh ấy về chưa chị Không có ở trong phòng Chị cũng không biết Em có suy nghĩ về chuyện tiếp tục ký hợp đồng không Em Chắc là không chị ạ Chị hưởng thở dài luyến tiếc cho cô gái Hôm sau em qua bàn giao công việc cho mẫu mới một buổi luôn nhé. Nhìn chào mọi người rồi đi ra khỏi công ty. Cô hít sâu một hơi, chân nặng như chì vào thang máy. Vũ đang đợi ở trung tâm thương mại. Hai anh em dạo quanh Vincom một chút. Vũ thấy thần sắc của em gái không được tươi tắn cho lắm. Cháu cô vào cửa hiệu HM. Chọn đi em gái. Hôm nay anh cần tất cả chỗ này. Em muốn mua trời đất gì cũng được. Điện thể chọn cho anh một bộ màu xanh lam. Ái chà, anh trai em đúng là người đàn ông tuyệt vời đấy. Chị ấy không đổ anh thì thật là đáng tiếc. Vũ đẩy em gái vào trong. Chọn đi, anh ngồi đây đợi. Nhiên chọn hai chiếc váy một trắng một vàng nhạt, thay chiếc váy vàng bước ra xoay một vòng. Anh, em đẹp chưa? Xấu. Nhiên nhăn mặt rỗi. Anh dám chê em à? Em sẽ mách chị Thiên Thanh là anh bắt nạt em đấy. Được rồi, đẹp. Ở ngoài cửa hiệu, một người đàn ông đưa ánh mắt đau khổ thất vọng và tức giận, nhìn cô gái trong kia vui như Tết. Không thể ngăn nổi bước chân, anh đi nhanh vào trước phòng thử đồ. Khi Nhiên vừa định đóng cửa phòng lại thì bị một bàn tay nắm lại kéo. Nhiên, nói chuyện với tôi một lúc. Nhiên giật mình khi nhìn thấy Tú, mặt cô đỏ lên, anh trai cô đang ngồi chờ đằng kia, đây lại là cửa hàng rất đông khách, cô nhỏ giọng. Anh bỏ ra đi, có chuyện gì thì nói sau. Tú cẩn giọng. Nói cái gì? Em có người mới nhanh như vậy hả? Vì thế nên em vừa giận dỗi tôi đúng không? Anh Tú, mong anh tự trọng bỏ tôi ra đi. Không bỏ. Chuyện hôm trước là tôi sai. Tôi quen thói hư hỏng, từ nay tôi thể tôi sẽ không như vậy nữa. Em đừng giận dỗi nữa đừng yêu người khác nữa được không? Anh nhầm rồi. Tôi không yêu anh, tôi có người khác rồi. Nói dối, đi với tôi. Ánh mắt anh ra giết nhìn gương mặt trắng hồng của cô. Anh nhớ cô đến chết mắt, nhớ đến cồn cào trái tim mà không biết làm sao để đỡ nhớ. Bất chấp tất cả, anh nắm tay cô kéo đi. Nhiên vội giằng tay ra, nhưng tay anh như gọng kìm nắm chặt. Nhiên, em làm gì lâu thế? nhìn vội vàng rất mạnh tay Tú ra chạy thẳng đến ôm lấy cánh tay của Vũ dựa vào ngực anh trai. Anh, mình đi đi. Vũ liếc nhìn người đàn ông kia rồi nhìn xuống em gái một chút. Ừ, mình đi. Váy của em gói xong chưa? Tú như người mất hồn, nhìn hai người kia khuất sáng khỏi cửa hiệu. Anh đứng ở dưới ngọn đèn trùm của trung tâm thương mại. Ánh sáng tỏa xuống bao phủ lấy người anh, khiến cho hình dáng cao lớn lại càng nổi bật. Những cô gái trẻ đi qua bị hấp dẫn ngoài ánh mắt lại nhìn, nhưng ánh mắt anh không hề có tiêu cự cả người run nhẹ cô độc và lạnh lẽo cô ấy thật sự đã có người khác rồi bên cạnh người đàn ông đó lúc nào cô ấy cũng cười nói rất vui vẻ ra khỏi cửa hàng vũ nhìn quanh rồi kéo em gái vào một nhà hàng anh sợ người đàn ông kia lại đi theo em gái mình nhiên người đàn ông kia có phải người hay đi cùng em tới các event không nhìn cục mắt không nói chỉ gật nhẹ em sao thế em có tình cảm với anh ta không em không chỉ là quan hệ giữa nhân viên và sếp thôi thật sao ánh mắt của hai người không như vậy em tự ti cái gì em không tự ti chỉ là không hợp thôi chưa thử làm sao biết hợp hay không em không muốn thử mất thời gian lắm em không còn trẻ nữa em gái của anh ạ à, đừng có tuyệt vọng và mất niềm tin với cuộc sống như vậy nếu hai người yêu nhau thì hãy đến với nhau hết mình đâu phải yêu là cưới là phải sống chung trọn đời đâu em hãy để cho bản thân buông thả theo cảm xúc. Yêu nhau nếu không hợp thì chia tay. Ai bắt em phải yêu cố hữu một người. Để gặp được một người mình yêu mà người đó cũng đáp lại rất khó. Em rất may mắn vì yêu được đáp lại, đừng như anh. Nhìn nhớ lại ánh mắt của người đó, chỉ không gặp một tuần thôi mà sao lại gầy và xanh như vậy. Cô chợt thấy rất đau lòng. Chẳng lẽ cô yêu người đó rồi sao? Không thể nào, cô và anh ấy không cùng một thế giới. Vài ngày sau, Cô đến Việt Trây để hoàn tất bản giao công việc, chào mọi người xong xuôi, cô đến phòng Tú gõ cửa, dù sao cô cũng nên chào một tiếng. Cửa phòng mở ra, một gương mặt đàn ông khá lạ lẫm nhìn cô. "Cô hỏi ai?" nhìn ngớ người. "Tôi, cho tôi hỏi anh Hoàng Tú." Minh nhìn cô gái, nhận ra ngay người mà thằng Tú mất ăn mất ngủ ngắm hình mỗi đêm. "Cô hỏi Tú có việc gì không? Tôi là bạn của Tú." "Không ạ. À, tôi, tôi chỉ muốn chào anh ấy một tiếng thôi." Cảm ơn, chào anh ạ." À. Nhìn toàn quay đi thì người đàn ông kia gọi giật lại. "Cô gì ơi, cô đi đâu hay sao mà chào bạn tôi? Cô có muốn nhắn gửi Tú gì không thì tôi sẽ nhắn hộ cho." "À, không ạ. À. Tôi kết thúc hợp đồng ở công ty này thôi. Cảm ơn anh, tôi sẽ đến công ty sau." "Cô muốn gặp Tú lắm à?" Minh nhìn cô gái trước mặt cười cười, cô gái này hơi giống một người bạn của anh, trông có vẻ hiền lành và dịu dàng. Nhìn cắn môi yên lặng một lát rồi nhìn Minh anh ấy về sài gòn rồi sao mình tựa cửa ánh mắt thú vị nhìn cô gái trước mặt cô quan tâm như vậy sao không gọi điện cho cậu ấy đi vâng cảm ơn anh tôi không phiền anh nữa này cô khoan đã nó đi đua rồi lưng nhiên cứng lại chữ đi đua khiến cô giật thót mình tìm đập thình thịch lo lắng ập đến thật nhanh anh ấy anh ấy đùa ở đâu cô không phát hiện ra giọng nói của mình đã run nhẹ đùa ở cao nguyên đồng văn cái gì cơ? sao lại ở tận trên đấy? tôi không biết, chỉ biết là đua đường đèo cùng với nhóm phượt thôi. tôi biết rất nguy hiểm nhưng tôi không ngăn được. đua xe là niềm đam mê của cậu ấy và lại tâm trạng cậu ấy đang rất tồi tệ, hùng trước còn uống rượu nguyên một đêm, chắc là lấy đó làm thú tiêu khiển thôi. nhìn hốt hoảng mặt đã chuyển sắc. Đu đua xe. hình ảnh lần anh ấy bị thương Chảy xước hết tay chân hiện lên trong đầu. sáng mai nó sẽ đua. hy vọng cô có thể liên lạc được với nó để ngăn lại đây là máy nhắn tin, có lúc sẽ cần đến. Nhân không kịp chào, vội vàng chạy ra khỏi công ty. Trên đường về nhà lòng như lửa đốt, gọi điện thoại cho anh nhưng không được. Facebook, Zalo, Instagram cũng không sáng đèn. Tại sao lại như vậy chứ? Qua hai tiếng đồng hồ không biết phải làm thế nào, cô vừa vội mấy bộ quần áo vào túi sách rồi chạy ra bến xe Mỹ Đình. Bây giờ là 12 giờ trưa, lên đến thành phố Hà Giang là 4 giờ chiều. Không biết sẽ lên đồng văn bằng cách nào nữa, nhưng cô vẫn đi, trên đường tranh thủ google tìm hiểu cách lên đồng văn sợ bố mẹ lo lắng cô lại gọi điện thoại cho anh vũ nhờ anh nói dối bố mẹ cô đi từ thiện vùng cao tú bên kia vẫn im lìm hôm nay anh và đoàn vượt vào bản pải chư phìn làm từ thiện trao quà và quần áo ấm cho trẻ em ở trên đó mùa xuân mưa phùn gió bấc rất lạnh lẽo mà trẻ em nơi đây quần áo phong phanh đói rét vùng này thật sự rất đẹp anh đã đi qua nhiều quốc gia nhưng chưa thấy ở đâu có cảnh núi non hùng vĩ như việt nam bản tài chư phìn bồng bềnh trong những tầng mây hoa mơ hoa mận nở trắng xóa không khác với chốn bồng lai tiên cảnh là mấy chỉ tiếc là vùng này còn chưa có điện lưới và đường vào rất khó khăn xe máy lớn hầu như không vào được chỉ có thể đi bộ hoặc xe dream chiến mới có thể vượt qua được những con đường lầy lội ngoằn nghèo bùn đất quanh co trên những sườn dốc nhìn vào rừng mơ trắng trước mắt trong đầu anh lại tưởng tượng ra bóng dáng của người nào đó trong sương mờ nếu như cô ấy chụp một bộ ảnh ở đây cùng xe thì thật sự sẽ không có mẫu nào vượt qua nổi, dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của cô ấy cắm sâu vào trái tim anh đến nỗi, bây giờ anh nhìn ở đâu cũng thấy bóng dáng. Tu lấy điện thoại ra chạm vào màn hình, nhưng màn hình điện thoại lại rất tối, ở đây không có điện mà anh lại để sạc dự phòng ở trong xe ngoài thị trấn. Trái tim anh bỗng đập liên hồi, trong lòng cồn cào đến khó chịu. Chắc là sẽ không ai quan tâm nhắn hỏi mình gì đâu. Sống một cuộc sống không công nghệ một ngày thử xem thế nào. Nhân nằm trên xe khách, lo lắng đến cực điểm, vào ra Facebook của anh hàng trăm lần. Anh ấy không có hoạt động nào mới trên Facebook, thì giờ biết tìm làm sao đây? Đã nhắn qua mấy nhắn tin mà cũng không thấy nhắn lại, cô lại không quen biết người bạn nào của anh cả. Lên thành phố Hà Giang đúng 5 giờ chiều, theo chỉ dẫn của người dân địa phương, thuê một chuyến xe ôm đi lên cao nguyên Đồng Văn là 6 giờ 30 tối. Bác có thể cho cháu vào tận bản được không? cháu sẽ trả thêm tiền ạ. Không phải là vấn đề tiền bạc mà đường vào đó không đi được đâu. Sương xuống trơn lắm, đi là lan xuống núi đấy. Cô đợi sáng mai mà vào, đi bộ còn khó nữa là đi xe. Vậy cháu cảm ơn bác, bác cứ đi đi ạ. Cháu ở đây chờ xem có ai vào bản không? Ở chỗ này còn không tra được Google Map, nhìn không biết phải làm thế nào để vào được bản bài chư phìn. Cô chỉ có thể đi theo hướng dẫn của Minh lúc ở trên xe. Trời đã tối lắm rồi, Cô đang đứng ở đường tỉnh lộ nhưng không có một ánh đèn, không có trăng nên bao quanh cũng chỉ là màn đêm tối đen. Đúng lúc đó, cô nhận được cuộc gọi của Minh cho biết Tú đã theo đoàn từ thiện vào bản bài chư phìn. Cô đã có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Vậy là cuộc đua chưa bắt đầu. Cô phải làm cách nào đó vào bàn được trước sáng ngày mai. Nhiên lại lấy máy nhắn tin, nhắn cho anh một cái tin nữa. Hy vọng anh sẽ đọc được. Nhiên bật đèn pin điện thoại nhỏ xíu treo lên lùng lẳng ở cổ, bắt đầu mỏ mẫm đi bộ vào hẻm núi xung quanh vắng lặng như tờ không một tiếng động chỉ còn tiếng rì rào và dầu dĩ của ếch nhái bước chân của cô đi đến đâu ếch nhái nhảy loạn xạ nhưng nhiên không nghe được gì hết trong đầu cô chỉ có hình ảnh của anh bước chảy chuộ trên con đường bùn đất lởm chởm đá tay mèo tay bám những cái cây bên cạnh để không trượt ngã tú uống một chút rượu cần cả nhóm đốt lửa trại ngồi quây quần ở nhà của anh trưởng bản bốn phía những tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt nhưng anh không thấy vui cảm thấy mình lạc lõng ở giữa chốn này anh lặng lẽ đi ra vườn dựa lưng vào cây mận ngửa mặt lên trời đêm vùng cao lạnh nhưng cũng có một chút ánh sáng trời dù không có trăng đom đóm bay loạn xạ xung quanh như những bóng đèn nhấp nháy ở thành phố chỉ khác là không tỏa vầng hào quang xung quanh mà yên bình lặng lẽ thắp sáng một vùng anh cảm thấy trong người cồn cào dữ dội trái tim đập loạn nhịp không rõ lý do lúc nãy cũng không uống rượu nhiều lắm chỉ làm vài hơi và ăn rất nhiều chẳng hiểu đây là cảm giác gì nữa Bà điếu thuốc đã bị đốt cháy trong màn đêm tĩnh mịch, tàn cho rơi xuống thành từng đống lửa nhỏ rồi tắt hẳn. Ánh mắt đau khổ nhìn vào những đống lửa nhỏ theo tàn thuốc rơi xuống, đêm vùng cao lạnh nhưng cũng không bằng lòng người. Tình yêu đầu tiên tưởng chừng đã chắc chắn trong tầm tay, chỉ phút chốc vụt tan theo mây khói. Khoảnh khắc cô ấy ôm người đàn ông kia, cô ấy cười rạng rỡ như lưỡi dao rằng từng thớ thịt trên người anh, xã rời và rũ rượi cả tâm hồn lẫn thể chất. Cảm giác này còn hơn cả cảm giác bị rơi xuống vực thẳm còn hơn cả cảm giác đi rừng không tìm ra lối tú thở dài đi vào nhà mượn chiếc điện thoại của một người bạn cùng đoàn gọi cho ai bây giờ muốn gọi cho mẹ mà không nhớ số cho nội thì không muốn nghe nội dầu dĩ khắt khe hay gọi cho thằng phong mà gọi cho nó làm gì để nghe giọng điệu thất tình mệt mỏi à cuối cùng chỉ còn nhớ số của hai người anh bấm một dãy số dừng lại rất lâu rồi thở dài xóa đi bấm lại rồi xóa cuối cùng anh gọi cho minh alo minh à ở nhà có chuyện gì mới không máy tôi hết pin cái gì cơ nhiên lên đây á cô ấy ở đâu sao lại để cô ấy đi như thế được được rồi tôi ra ngay đây tú vội vào nhà mượn sạc dự phòng rồi lao như bay ra ngoài một thanh niên bản đi theo anh dẫn đường vừa đi vừa mở máy nhắn tin bao nhiêu tin nhắn của cô ấy anh tú anh ở đâu rồi em chuẩn bị lên hà giang anh tú anh đừng đua nữa em có chuyện muốn nói với anh anh tú em đã lên đến đồng văn rồi anh tú em ở ngay ngoài thị trấn anh tú em đang đi vào đây anh tú em sai rồi em thật sự sai rồi anh đừng đi đua nữa đi đường mòn vào bản chỉ vài cây số nhưng với con đường đất đá đó lại còn đường rừng nữa trái tim anh quặn thắt lại khi tưởng tượng đến cảnh nhiên mỏ mẫm đi trong bóng tối buổi đêm ở đây có gì nguy hiểm không anh hỏi trai bản nếu đi đường mòn thì sẽ gặp trai bản đi bắt vợ còn nếu đi đường xuyên núi thì có vực sâu còn có vắt rồi rắn rết nữa Nặng nhất là sẽ gặp ma rừng dẫn dìm xuống sông suối Tôi nhắm mắt lại Không dám nghĩ đến trường hợp thứ hai Nếu cô ấy gặp trai bản bắt vợ thì còn an toàn hơn Trai bản bắt cô ấy về Thì anh còn có thể chuộc ra được Còn nếu như những con vật kia cắn Nếu kiến thức không đủ thì sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng Nghĩ đến trường hợp thứ ba Thì tự dưng dùng mình Chuyện ma rừng dẫn lối không phải hiếm gặp với dân đi phượt Cô ấy lại là phụ nữ yếu vía Mới năm trước một thanh niên trai tráng ở Sài Gòn có kinh nghiệm đi rừng đã phải bỏ mạng không có nguyên nhân trong lần đi trekking ở Tà Năng. Có cách nào làm cho ma rừng không dẫn đi được không? Đốt lửa lên thì sẽ đuổi được ma. Anh không muốn nghĩ đến nữa, cảm thấy sự lo lắng trong lòng đã dâng lên đến đỉnh điểm. Điện thoại đã lên nguồn, nhưng lại không có vạch sóng nào. Đi theo tôi, nơi này không có sóng điện thoại, phải qua được ngọn đồi này rồi mới bắt được sóng. Tôi nhắn vội cho nhiên mấy cái tin bằng máy nhắn tin, rồi dào bước theo thanh niên bản hy vọng rằng khi có sóng cô ấy sẽ nhận được nhân đi được tầm một cây số thì chân mỏi rã rời mỗi đốt đã sưng vù cả hai chân cô dừng lại lôi điện thoại ra kiểm tra vẫn không có động tĩnh gì lại còn mất sóng Mày nhắn tin cũng vậy cảm giác như mọi hy vọng dần dần đang trôi tuột khỏi tầm tay nhưng trái tim lại đập dữ dội nhân cầm điện thoại lên áp vào tai cố gắng kết nối sóng qua mấy chục cuộc thì bên kia mới có tiếng chuông chưa hết một hồi chuông thì đã nghe được giọng nói quen thuộc vội vàng Nhìn em đang ở chỗ nào? Anh, anh đây rồi. Giọng nói cô nghẹn ngào. Được rồi, bình tĩnh nói cho anh nghe. Em đừng khóc, không sao rồi, lỗi tại anh. Em đang ở hướng nào? Trời tối lắm, em không xác định được hướng. Em bật la bàn của điện thoại lên. Dừng lại đừng đi nữa. Em đi thì điện thoại sẽ không xác định được hướng đâu. Em ở hướng Tây. Nhiên, em ngồi nghỉ tại chỗ đó cho anh. Em đừng đi để anh đến. Nhớ kỹ lời anh dặn. Nếu có ai đó gọi không được lên tiếng, nhớ không? gọi to gọi nhỏ đều không được lên tiếng, nhắm mắt lại cho anh được không? Hoặc em niệm chú trong miệng đi, anh sẽ đến ngay, anh đang đi sắp đến chỗ em rồi, đừng sợ, có anh bên cạnh đây. Em có bật lửa không? Em có, em tìm chút lá khô, củi khô xung quanh đốt lên cho ấm để anh còn nhìn ánh sáng tìm đến cho nhanh, nhớ lời anh chưa? Em nhớ rồi, nhiên à, có chuyện gì thì cố gắng nối điện thoại hoặc máy nhắn tin ngay cho anh, nhớ chưa? Anh yêu em, anh rất yêu em. Nhiên làm theo lời anh, May mắn là bác xe ôm đã cho cô một cái bật lửa khi cô nói muốn đi vào bản. Cô bẻ cảnh khô xung quanh, vừa đống lá cả khô cả tươi rồi nhen một đống lửa nhỏ. Trời mùa đông lạnh giá, ngọn lửa nổi lên cũng khiến không gian xung quanh đỡ yên ắng và cô quạnh hơn. Cô ngồi thụp xuống ôm gối, dùng chiếc khăn quàng cổ vây kín mặt để mũi không đốt được, tay cho vào túi áo phao nắm chặt lấy cái điện thoại, dù sao cũng liên lạc được với anh rồi. Mọi nỗi sợ với cô chẳng là gì nữa ngồi đến tê tầm liệt phế, tê dại hai bàn chân, mỗi đốt kiến cắn cũng không còn cảm giác. Bỗng nhiên có tiếng động sột soạt, tim giật thót lên, cô hiểu lời dặn dò của anh không được lên tiếng khi ai gọi là gì. Người cô run rẩy, máu như bị rút dần ra khỏi cơ thể, tiếng bước chân lại rất gần, lại còn nghe tiếng nói chuyện nhưng không phải tiếng kinh. Nhìn không dám ngẩng lên nhìn nữa, nước mắt rơi xuống quất cái khăn len. Nhìn run run bắt đầu lẩm nhẩm, Nam mô A Di Đà Phật trong miệng. Tú ơi, anh đâu rồi? em cần anh lúc này em cần anh lắm nhìn cô gái trước mặt run run ôm chặt gối bên đống lửa nhỏ trái tim tú thắt lại yêu và thương dâng lên như vỗ sóng anh quay sang dặn dò thanh niên bản bằng tiếng địa phương để cậu ấy quay về trước rồi đi về phía cô nhiên à anh đây rồi nghe giọng nói quen thuộc nhiên ngẩng đầu lên thấy anh cô mở to mắt nhìn một chút như thoát khỏi cơn mơ vội vàng đứng lên nhưng đôi chân tê mỏi vì ngồi đã lâu khiến người cô lảo đảo ngã nghiêng sang bên cạnh Cô rơi vào vòng tay quen thuộc được anh siết chặt lại. "Anh xin lỗi, em mệt lắm phải không?" Đôi mắt cô đỏ lên, răng cắn lấy môi, đôi mắt long lanh nhìn anh tủi hờn rồi bật lên những tiếng khóc nức nở, cô vùi mặt vào lòng anh, nước mắt chảy càng nhiều hơn. "Anh, không sao nữa rồi, anh đây." Tú ôm siết người thương vào trong lòng, vùi mặt vào tóc cô để nỗi nhớ bao lâu nay cạn bớt, nhìn ngước đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn anh. "Anh, anh đừng đua xe nữa." Sao lại ngốc nghếch và liều lĩnh như vậy? Ai nói em anh đi đua? Anh ôm khuôn mặt của cô trong bàn tay, vừa hôn lên những giọt nước mắt vừa hỏi. Anh Minh nói, nói là sáng mai anh đua xe, cho nên... cho nên em mới... Nhìn khóc đến long trời lở đất, anh cũng không ngăn cô lại, lặng lẽ lau những giọt nước mắt trên môi và trên má cô. Nhìn nhiên khóc đã đỏ bừng khuôn mặt, anh thật sự rất xót. Một cô tiểu thư lặn lộ từ dưới kia lên đây, lại còn đi bộ cả chục cây số đường rừng chỉ để ngăn anh đua xe. Chắc cả đời này anh sẽ không thể gặp được cô gái thứ hai nào như thế nữa. Nhiên à, em lên đây chỉ để ngăn anh đua xe thôi sao? Còn người đàn ông đó, em ôm anh ta. Nhiên, em coi anh là gì? Sao anh không hỏi em là ai? Sao anh không điều tra kỹ? Nhiên sụt xịt, đó là anh trai em. Em chưa từng nghĩ đến việc sẽ tiến tới với anh, vì thế nên... Nhưng mà nhưng mà khi không có anh Em rất không thoải mái Em nghĩ mình không thể cố gắng chịu đựng được nữa Tảng đá đẻ nặng trong lòng Trong phút chốc bị những lời thú tội ngọt ngào Của cô ấy phá tan hoàn toàn Anh nâng cảm cô lên Xoáy sâu vào đôi mắt đẹp Hôn lên hàng mi cánh bướm Có gì muốn nói với anh không Mặt nhiên đỏ bừng Ngại ngùng cục mắt Tránh ánh mắt ôn nhu say tình của anh Anh nhẹ mơn man chiếc cảm mịn Ngón tay run run vì phải tiết chế cảm xúc thương yêu Đang muốn bộc phát ra ngoài động tác cẩn thận như thể đang vút ve một món đồ sứ mỏng manh dễ vỡ hay một món bảo bối vô giá. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô, ánh mắt sâu hơn, nồng nàn hơn, cảm xúc dâng trào cuồn cuộn trong đôi mắt ấy. Không nói thì anh đi đua vậy. Ngón tay anh như luyến tiếc trượt khỏi cằm cô, nhìn vội vàng mở to mắt nhìn anh. Đừng, em yêu anh. Gì cơ, không nghe rõ. Em yêu anh, anh Tú. Anh Tú, giọng nói mềm mại nửa làm nũng nửa ngại ngùng gọi tên anh dường như làm đứt sợi dây kìm nén cuối cùng của anh môi anh bất ngờ chặn xuống rực lửa tình trao hơi ấm cho cô giữa đêm xuân sương giá anh mở đôi môi của nhiên vươn đầu lưỡi vào cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của cô gần như chẳng hề do dự mà muốn được đáp lại thật nhiều cảm xúc của cô anh muốn là của riêng mình giờ khắc này nhiên không phân biệt nổi đây là thực hay là mơ chỉ cảm thấy một luồng điện truyền từ nơi tiếp xúc của hai người ra khắp toàn thân, nhìn cũng không phản kháng, cô không nhớ bắt đầu từ lúc nào mình đã quen với nụ hôn của anh, thậm chí còn khao khát nữa. Nụ hôn của anh như mưa rào gió lốc, khí thế mạnh mẽ, gần như làm cho cô không thể thở nổi, nhưng lại đắm chìm trong những đám mây bồng bềnh. Cô vòng tay lên cổ nồng nhiệt đáp lại, cảm nhận bàn tay rực lửa tình của anh siết chặt eo nhỏ, hai người hôn đến mức hơi thở có chút nặng nhọc. Rất lâu sau, nụ hôn mới dừng lại trong hơi thở nóng bỏng dồn dập quyến luyến. Tú vuốt ve cơ thể mềm mại trong lòng mình, hít hà mùi hương của riêng nhiên, tận hưởng cảm giác hạnh phúc thấm trong từng mạch máu. Buổi sáng vì vội vàng lên xe khách, nhiên chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và một chiếc áo gió. Một cơn gió đêm thổi qua nên hơi rùng mình. Tú vội buông cô ra, cởi áo khoác ngoài bọc nhiên lại. Mình đi đến homestay, cứ đứng như thế này người yêu anh sẽ ốm mất. Em lên lưng anh đi, anh cõng, không cần đâu em đi bộ được mà từ đây ra đường tỉnh lộ còn vài cây số nữa anh sẽ mỏi chân đấy anh không mỏi em gầy mảnh như vậy chẳng lẽ anh không cõng được một chút sao tú ngồi xuống kéo cô áp lên lưng mình nhìn ôm cổ anh lưng của anh rất ấm và rộng làm cho cô có cảm giác mình đang nằm trên một chiếc đệm rộng và dày vô cùng thoải mái cảnh đêm ở cao nguyên đồng văn không hề xa hoa nhưng lại vô cùng bình yên và thanh tịnh đôi nam nữ cõng nhau đi bên sườn núi ánh sáng leo lét từ đèn điện thoại cũng đủ soi bóng hai người dựa vào nhau in trên sườn dốc. Nhìn nhìn xuống gương mặt của anh, sương đã bám vào mặt thành một tầng mỏng lắm tấm. Cô đưa tay lau nhẹ, tú mỉm cười hạnh phúc. Anh vừa đi vừa nói chuyện chọc cho cô cười. Một lúc sau phát hiện ra người trên lưng đã ngủ mất rồi. Cô còn cọ cọ má mềm vào cổ anh nữa, y như một con mèo lười biếng cần hơi ấm. Ra được đường lớn, lại đi khoảng hai cây số nữa là đến thị trấn cổ đồng văn mới có ánh đèn. Ngủ một chút là đã thấy tâm trạng đỡ hơn nhiều. Ánh mắt cô sáng lấp lánh, thú vị nhìn ngắm thị trấn cổ này. Nhưng đôi chân đã mệt dã rời không còn đi tàn bộ được nữa. Bụng lại đói cồn cào vì chưa có gì bỏ bụng từ trưa. Tú cõng cô vào một quán ăn đêm ở thị trấn. Anh bỏ em xuống đi, người ta nhìn kìa. Thì sao? Đứa nào dám nhìn người yêu anh, anh móc mắt. Nhìn phỉ cười, người đàn ông này thật sự quá bá đạo mà. Một bàn đồ ăn đặc sản vùng cao được dọn lên. Cơm lam, trêu nướng, cháo ấu tẩu, và đồi nướng, rất đói cho nên cô cắm cúi ăn ngon lành. Nhìn sang, hình như anh không đụng đũa, vẫn cẩn mẫn xé thịt cho cô. Anh không ăn sao? Trước khi ra gặp em, anh đã uống rượu cần và ăn cơm trong bản rồi. Sao gọi nhiều thế này, làm sao mà em ăn hết được? Con heo nhỏ của anh lầy lội từ dưới Hà Nội lên, làm sao mà không vỗ béo cho được? Nhìn quắc mắt, đúng là cô dạo này có chút béo, nghe anh nói vậy vội vàng buông đũa. Tú nhìn cô khóe miệng lộ ra ý cười, tự dưng lại muốn trêu chọc cô một chút. Em cứ ăn đi, dù là heo, nhưng hai cái ốc vít cũng khó mà to lên được, ăn lúc nào thành tranh thì thôi. Nhìn tuổi thân nhìn anh, vây quanh anh chỉ toàn là những cô chân dài thôi, anh muốn em như vậy thì đừng gọi nhiều đồ nữa. Anh đùa, anh không có ý như vậy đâu. Trong lòng anh em thật sự rất xinh, xinh hơn tất cả những cô gái nào trên đời này. Thật chứ? Thật, nếu không thì làm sao em có trọng lượng kéo anh ra khỏi cuộc đô quan trọng đấy? nhìn lại vui vẻ ăn tiếp thật sự kinh ngạc khi cô ăn được gần hết một bàn đồ ăn xong xuôi tú lấy xe máy chở cô về homestay bên cạnh sườn núi mình về nghỉ ngơi ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi hết vùng này nhé nhiên gật đầu chui vào lòng anh không buông để mặc anh bế cô từ ngoài xe vào đi qua quầy lễ tân bị nhìn với ánh mắt tò mò cô cũng mặc kệ tự dưng cô lại muốn được ỉ lại vào người đàn ông này muốn được anh yêu chiều hơn nữa tú đặt nhiên ngồi trên ghế sofa Cỡ đôi giày lấm lem bùn đất Canh mũi sộc lên khi nhìn thấy những ngón chân nhỏ sưng đỏ, sau gót phòng rộp lên. Anh đã quen đi vượt và trekking, cho nên không vấn đề gì nếu đi rừng cả chục cây số, nhưng đối với một người thành phố là phụ nữ nữa thì đúng là quá sức chịu đựng. "Em ngồi đây nghỉ một chút chờ anh nhé." Năm phút sau, anh bê một chậu nước nóng bằng đồng đặt dưới sàn, nâng đôi bàn chân của Nhiên vào chậu nước nóng xoa bóp nhẹ. Nước thảo quả quế hồi ngâm chân khiến cả người cô tỉnh táo hẳn lên. "Em thấy đỡ đau chưa?" Anh nhìn cô trìu mến. Em đỡ rồi, anh cũng ngâm đi, anh đi bộ còn nhiều hơn em ấy. Anh đi phượt quen rồi, không sao hết. Ngâm xong, anh lại nhẹ nhàng dùng khăn bông thấm chân cho Nhiên. Đời này cô chưa bao giờ được ai chăm sóc như thế cả. Kể cả chồng cũ của cô, nói yêu nhau gần chục năm trời, cũng chỉ ở phía cô cho đi chứ chưa bao giờ được nhận lại. Nhìn ngâm mình trong bồn tắm nước ấm rắc đầy những cánh hoa, thoảng qua trong đầu là cảm giác tự ti về bản thân mình. Cô đã một đời chồng, không còn cái gì nguyên vẹn để trao cho anh cả. Còn anh vẫn còn là trai tân, lại có khả năng làm chủ được kinh tế. Liệu ông trời có dễ dàng để họ ở bên nhau không? Tình yêu của anh là thật, hay cô chỉ như ông bướm vây quanh? Nếu tình cảm của anh là thật, thì liệu anh ấy có vượt qua được thị phi của người đời để ở bên cạnh cô lâu dài không? Nhiên à, sao lâu vậy? Đừng ngủ quên ở trong đấy nhá, đêm khuya sẽ lạnh ốm đấy. Nhìn bị giọng nói dịu dàng của anh kéo về với thực tại, cô lau khô người, mặc áo tắm đi ra ngoài nước theo những lọn tóc chảy xuống cổ trắng ngần như những hạt pha lê lấp lánh. Tú nhìn nhiên đến ngây người, chiếc áo tắm bông màu vàng kim càng khiến cho cơ thể non mềm của cô nổi bật. Nhìn không phải là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp, thậm chí không phải là người xinh đẹp xuất sắc, nhưng làn da của cô rất mềm lại trắng sứ, khiến anh nhìn vào không thể dứt ra được, chỉ muốn chạm vào thôi. Dáng người gầy mảnh, mềm như cây liễu của cô, làm cho anh luôn có cảm giác muốn yêu thương, muốn che chở, làm cho anh cảm thấy mình thực sự rất mạnh mẽ, bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của nhiên đôi môi anh khẽ cong lên cầm máy xấy đến gần nhẹ nhàng xấy tóc cho cô cả hai không nói với nhau câu nào nhưng không khí lại vô cùng hòa hợp và bình yên xấy tóc cho nhiên xong anh cũng vào nhà tắm đêm nay là một đêm rất đặc biệt của họ tú biết cô đã đón nhận tình cảm của anh nhưng dường như những định kiến xã hội là một rào cản quá lớn giữa họ nhiên của anh vẫn chưa thực sự thoải mái và sẵn sàng trao gửi tình cảm cho anh vì vậy anh sẽ phải nỗ lực rất nhiều cho cô thấy anh thật sự là một người đàn ông đáng để cô dựa vào cả đời. Tắm xong đi ra ngoài, đã thấy nhân đứng trước cửa kính đang nhìn ra ngoài trời đêm. Anh đi lại nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần, hít hà mùi sữa tắm thấm đượm trong mùi da thịt của cô, tỏa ra đến mê hoặc. Anh xoay người cô lại, đặt môi hôn xuống, dưới nụ hôn của anh, nhưng không còn chút sức lực nào cả. Cô không biết làm thế nào để đẩy anh ra, nhắm mắt lại để mặc cho anh hôn toàn thân dường như có dòng điện chạy qua làm cho tê liệt cô vô thức nhấc tay lên và ôm cổ anh sự đáp trả vụng về ấy làm nổi hứng thú nguyên thủy của người đàn ông trong anh tú nhìn cô say đắm mặt nhiên đỏ ửng mê muội trong nụ hôn của anh anh bế cô lên ngồi lên đùi của mình một tay ôm chặt eo tay còn lại luồn vào những sợi tóc mềm như lụa để nụ hôn sâu hơn nữa bàn tay kia bắt đầu luồn vào trong áo tắm chạm vào khối non mềm và mơn man nhẹ sự đau khổ và mất mát trong đôi mắt của Nhiên khiến anh sững lại một chút, giờ anh mới nhớ cô ấy từng có một đời chồng. Tú ngừng động tác, nâng cằm của Nhiên lên, nhìn xoáy vào đôi mắt đẹp long lanh nhuốm tầng sương phủ. Anh đã ngủ với gái từ lúc 15 tuổi, cho đến nay anh không còn nhớ được hết mặt và tên của họ, như vậy em sẽ chê anh bẩn phải không? Nhiên lắc đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này, trái tim như đang có dòng nước ấm tưới vào. Chỉ một câu nói của anh phá tan những khúc mắc trong lòng cô. Anh cúi xuống, dùng môi lau khô những giọt nước mắt trên má cô. Cô ấy thật sự rất xứng đáng để yêu thương và trân trọng, rồi không để nhiên phải suy nghĩ. Nụ hôn nóng bỏng lại rơi xuống, quấn chặt đôi môi mềm ửng đỏ. Nụ hôn còn mạnh bạo hơn lúc nãy, vừa hôn bàn tay vừa rút dây buộc của áo tắm. Cả cơ thể mềm mại của nhiên không còn mảnh vải, bị anh kéo sát vào người mình, ôm ấp và che chở. Còn anh chỉ biết rằng Bao nhiêu cảm xúc khổ tâm kìm nén bấy lâu nay như được chút bỏ. Đúng ra là anh đã không thể kìm nén được lâu hơn nữa. Anh muốn chiếm trọn lấy cô, dốc hết sức lực để chiếm lấy cô, để cô chỉ có thể là người đàn bà của anh, của một mình anh, để cho đám đàn ông ngoài kia không còn vọng tưởng nữa. Nắng ấm dần lên, ánh nắng xuyên qua khe hở của tấm rèn dày và nặng, chiếu vào căn phòng bừa bộn, dường như cảm thấy ánh mặt trời trói mắt, người trên giường vô thức nhíu mày, co người vào chăn, chờ mình nhẹ một cái rồi lại mơ màng thiếp đi. Tú đã dậy từ lâu, anh lặng yên chăm chú ngắm gương mặt say ngủ của Nhiên, khi cô xoay người để lộ ra những dấu hôn chi chít trên da thịt trắng ngần, vừa nhìn thấy đã giật mình, anh không khỏi tự trách, tối qua là do anh quá phóng túng, hẳn là nên dịu dàng hơn, nhưng không thể hoàn toàn trách anh được, nhìn quá hấp dẫn, chẳng ngờ thưởng thức được hương vị của cô, anh mới thấy không thể ngừng lại, hệt như ăn được món ngon người ta cứ muốn ăn mãi. Thực sự chưa bao giờ anh nghĩ đến Có ngày mình lại phạm quy tắc Yêu điên dại một người phụ nữ đã qua một đời chồng như cô Ngón tay thô giáp Nhẹ nhàng vén tóc vương bên má của nhiên ra sau Khuôn mặt nhỏ lộ ra dáng ngủ yên tĩnh Da thịt trắng nõn như một đứa bé mang theo ngây thơ mê người Đây chính là ma lực của em sao Anh thật sự đã động lòng Trái tim đập loạn nhịp cúi đầu hôn nhẹ lên chán nhiên Quanh quẩn trong khoang mũi bây giờ đều là hương vị ngọt ngào của cô Thanh đạm và thuần khiết có một không hai anh rón rén xuống giường kéo kín lại rèm cửa chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng để cô có thể ngủ ngon giấc hơn điện thoại của nhiên reo liên tục nhưng cô vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say anh nhìn cô hôm qua chắc là đã rất mệt nên cũng không nỡ đánh thức cô dậy nhìn thoáng qua màn hình điện thoại ánh mắt sững lại đôi đồng tử căng ra nhìn chằm chằm vào đó anh gấu anh cầm điện thoại lên máu nóng đã dâng hừng hực nhiên em đi đâu để anh gọi cả tối qua không được hả anh là ai, gọi Nhiên có việc gì?" Giọng nó đã gần lên bực bội. "Mày là ai, sao lại cầm máy của Nhiên? Mày là thằng nào, người yêu tao đang ngủ?" "À, cái thằng này, mày dám ngủ với em gái tao à?" Tú đỏ bừng mặt. "Chết rồi, tại sao cái mồm mình lại ngu thế hả à, trời, đúng là ghen quá mất khôn." "Anh vợ, em là Hoàng Tú, người yêu của Nhiên, em xin lỗi đã thất lễ." "Cậu liệu hồn đấy, em gái tôi đâu?" "Anh vợ, cô ấy mệt quá cả đêm qua." Ai là anh vợ cậu hả? Anh vợ, em xin lỗi chưa ra mắt anh đã vô lễ. Vài ngày nữa em sẽ đưa cô ấy về rồi tới chào anh và hai bác. Được rồi, nếu để em gái tôi rớt một giọt nước mắt thì cậu chết với tôi. Anh nhìn nhiên nằm trên giường không nhịn được mà cong khóe môi. Nhìn của anh ngủ say chìm trong giấc mộng đẹp, hoàn toàn không biết tất cả mọi việc. Nhiên của anh, em rất tuyệt. Anh không dám hứa sẽ không bao giờ làm em khóc, nhưng sẽ làm cho em cười nhiều nhất có thể nhiên mở mắt từng dậy đã là 11 giờ trưa, không thấy anh đâu. Cô vội vàng vơ áo tắm đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ra ngoài. Cả một đêm cùng anh lăn lộn, ngón tay cử động cũng khó khăn. Cô mệt nhòi nằm dựa vào thành ghế sofa. Tú đi vào, nhìn thấy cô đang lim dim nằm yên trên ghế sofa như một con mèo lười. Mắt anh nheo lại ý cười, lại gần nâng cô dậy ôm vào lòng. Ngày mới tốt lành em yêu, sao không ngủ tiếp? Đã gần 12 giờ rồi, em không thấy anh đâu, anh đi xuống dưới kia rửa xe một chút. Nhìn ngược đến đỏ mặt, nghĩ lại hôm qua mình phóng túng thế nào, vội nắm tay anh ngăn lại, cọ cọ vào lòng anh, giọng nói nhẹ nhàng có chút nũng nhịu. Em đói lắm, em muốn ăn cơm, thế này mà đi ra ngoài thì người ta sẽ nhìn nhiên của anh mất, nhưng cả đêm qua đã hành cô ấy rồi, không thể lại để cô ấy nhịn đói được. Em mặc đồ kín đáo vào rồi mình đi ăn. Nhìn thay quần áo xong, anh nhìn cô một lượt, không thấy hở hang chỗ nào mới hài lòng ôm cô đi ra ngoài người yêu của anh làm gì có chuyện thằng nào được nhìn mấy ngày trời cả hai rong ruổi khắp núi đồi anh đưa nhiên đi hết các danh lam thắng cảnh của hà giang đây là lần đầu tiên cô được lên vùng cao phong cảnh vùng núi đất việt thật sự rất tuyệt vời không thua kém cảnh đẹp của quốc gia nào lại đang đắm chìm trong tình yêu nên cảnh sắc lại càng tuyệt vời hơn hai người đứng trên khúc quanh của dòng sông nho quế nhìn thật sự bị choáng ngợp dòng sông nho quế uốn lượn như giải lụa màu xanh mang vẻ đẹp nên thơ kỳ bí thời tiết mùa xuân vùng cao rất lạnh, ôm người yêu nhỏ trong lòng dường như càng ấm hơn. Chỉ qua mấy ngày thôi mà anh phát hiện mình yêu cô rất nhiều, không có lúc nào không muốn ôm ấp, không giờ phút nào muốn buông tay. Giữa núi đồi trước rừng mơ trắng xóa, hai người ôm nhau chìm sâu trong rừng mơ trắng lãng mạn và hạnh phúc. Nếu em thích thì năm nào mình cũng sẽ đi lên đây, mùa hè đi thuyền trên dòng sông nho Quế rất mát, mùa đông lạnh nên anh không dám đưa em xuống dưới. Nhìn quay lại ôm cổ anh, anh hứa đấy nhá, em rất thích đi du lịch bụi, em không thích đến những chỗ đông người, chỉ muốn đến những vùng hoang sơ thôi. Anh yêu chiều nhéo mũi cô. Vậy là em yêu đúng người rồi đấy, em thích thì tuần nào anh cũng đưa em đi, thậm chí ngày nào cũng được. Anh còn phải đi làm, xong chơi mãi làm sao được. Anh chung với thằng Minh, nó quản lý thì anh làm online cũng được. Giờ thứ quan trọng nhất của anh là em, anh phải canh bên cạnh em, nếu không thì thằng khác nó cướp mất. Không ai thèm em đâu, em không còn xuân sắc nữa. Nói bậy, em mới chỉ 24 tuổi thôi, làm gì mà không còn xuân? Không còn xuân mà anh nghiện ngập thế này à? Hay là em bỏ bùa anh rồi? Anh nghiện quá, sao lại yêu điên cuồng thế này chứ? Anh cầm tay cô đưa lên ngực, chạm đầu vào chán nhiên thì thầm. Rồi lỡ như ai giải bùa cho anh thì sao? Anh nguyện không giải, suốt đời không giải. Nhìn im lặng, nét vào ngực anh, nghe trái tim và hơi thở của anh đang dồn dập Cô thật sự sợ tình yêu này mong manh, sợ lại đổ vỡ một lần nữa anh mối quan hệ này đừng hứa hẹn gì được không em em không thể hứa hẹn với anh điều gì cả tú nghe thương xót trong lòng là cô ấy đang tự ti sao anh nhìn vào sâu mắt nhiên em không hứa hẹn nhưng anh thì có anh bước vào mối quan hệ này một cách nghiêm túc nếu có thể anh còn muốn mang chưa nói hết câu thì đã bị cánh môi hồng mềm mại chặn lại cô thật sự không muốn nghe lời hứa hẹn của anh cô sợ siết chặt cô vào lòng hôn sâu, hôn đến khi thiếu khí anh mới hài lòng dừng lại, cảm nhận các mảnh huyết trong người mình sôi sục và phấn chấn. Qua mấy ngày rong ruổi chỉ sống để yêu nhau, cuối cùng cũng phải về Hà Nội. Anh buộc chặt cô sau lưng mình, vượt qua những dốc núi quanh co và mơ mộng, đi đến đâu, hoa mùa xuân đua nở khoe sắc sáng bừng như tâm hồn của hai người đang yêu đến đó, đưa họ về với Hà Nội. Anh cho em xuống ở cổng khu đô thị thôi nhé. Anh đưa em vào nhà. Không, Em chưa chuẩn bị gì cả, hôm sau được không?" Tú xoa xoa tay áp vào khuôn mặt lạnh ngắt của người yêu. "Được rồi, nhưng anh sẽ đến gặp bố mẹ em thật nhanh đấy. Anh đã hứa với anh vợ rồi, anh muốn ở bên cạnh em là thật, đừng nghĩ tình cảm này là hời hợt thoáng qua, được không? Em vào nhà đi, trời lạnh lắm." Nhìn về nhà thấy bố mẹ và anh trai ngồi ở phòng khách khẽ chột dạ, không biết anh trai có giữ bí mật cho cô hay không. "Nhân về rồi à con, đi từ thiện thế nào, có mệt không con?" "Dạ con nó đi từ thiện lại sướng cả người ấy chứ mệt sao được mẹ nhìn đỏ mặt nhắc anh trai ra hiệu nhưng vũ vẫn tủm tỉm cười cố tình nói to khéo đi từ thiện lại gặp được anh chàng nào đó cũng nên anh gấu cái thằng này thế lại càng tốt chứ sao con gái bố thiếu gì thu hút nhỉ dạ vâng con lên thay đồ đây ạ bố mẹ ngủ sớm đi ạ nhìn vội vàng đi lên lầu hú hồn bố mẹ không hỏi han gì nhiều nữa vừa đóng cửa lại bị vũ đẩy ra ôi anh làm gì thế anh mới phải hỏi em đấy. Thằng đó là thằng nào? Còn dám gọi anh vợ như đúng rồi ấy. Người mà anh gặp trong Vincom ấy. Trông dáng dấp cũng ok đấy. Sếp của em đúng không? Vâng ạ. Anh ấy vẫn là trai tân. Trời ơi em gái ơi. Thời nào nữa mà tân với không tân hả? Để xem nó là thằng nào. Đưa Facebook đây anh test cho. Anh, đừng làm anh ấy sợ. Em gái anh chưa gì đã bảo vệ người ngoài rồi. Anh có làm gì nó đâu. Xem thông tin cá nhân xem có tử tế không thôi anh đừng lo anh ấy đối xử với em rất tốt em cũng có tình cảm với anh ấy từ trước khi ly hôn rồi tuy nhiên em không dám bước tới giờ thì em nghĩ kỹ rồi đúng như lời anh nói em sẽ mở lòng đón nhận vui ngày nào tận hưởng ngày đấy thôi được rồi thôi em gái ngủ đi anh thấy thần sắc của em dạo này rất tốt đấy em sẽ rất hạnh phúc khổ như vậy cũng đủ rồi giờ là lúc cuộc đời được đền đáp cho em không cần lo lắng đâu cặp đôi thúy sơn lúc mới ly hôn cũng vui sướng và hạnh phúc lắm thỏa thích mà dính lấy nhau khắp mọi nơi, chẳng cần lo miệng đời hay bất cứ ai nữa. Tình trạng hạnh phúc kéo dài được hai tháng thì bắt đầu lục đục, không còn cơm lành canh ngọt như trước nữa. Tự nhiên về nhà, sơn lại nhớ đến hình ảnh của nhiên dịu dàng và giản dị, cười tươi, dù chồng có về muộn đến mấy. Rồi hình ảnh cô loay hoay nấu những món ăn mà mẹ con anh thích. ở với thúy đúng là phương diện tình dục rất thỏa mãn, nhưng không được một bữa cơm gia đình nào, suốt ngày chỉ ăn hàng ăn quán, thậm chí nhiều hôm còn ăn tối ở trên ba. Anh ta ngồi thử người nhớ lại những chuyện cũ, rồi nhớ đến số nợ 500 triệu, đầu óc như bị búa đập vào đau nhức dữ dội. Cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Lừa mình ký vào tờ giấy nợ lại còn hạ nhục mình trên tòa nữa. Vừa bước vào salon thấy mặt sơn đã nhăn nhó. Anh làm gì mà ngây người ra thế? Hay lại tơ tưởng đến con vợ cũ? Thấy nó dạo này ngon quá à? Đừng có mà nói linh tinh. Đang lo không biết lấy tiền ở đâu mà trả đây. Bán nhà đi mà trả, cái đồ dạy gái. Dạy gì đâu, tiền đó không phải của mình cũng không thể ăn mãi được. Thế tiền của con này cũng không phải của mình đâu. Em còn tính toán gì với anh nữa? Tiền lương anh có lấy một đồng nào đâu, coi như đó là trừ nợ đi. Rồi tiền ăn chơi đi bay lắc, tiền tiêu xài của anh móc từ dưới lỗ móc lên à? Suốt ngày chỉ tơ tưởng đến con vợ cũ câm như hến, không hiểu nó cho ăn cái gì mà chịu ký vào tờ giấy nợ, ngu hết chỗ nói. Này nhá, nói một lần nữa tao sút vỡ mồm, tao không phải ăn không ngồi rồi mồm lúc nào cũng oang oác ra, không nói không chịu được à? Sơn bực bội đi ra ngoài, phóng xe về nhà. Bà Thu ngồi bên bàn, nhìn thấy mặt con trai hầm hầm thì lại hỏi. Ai làm gì hay sao mà anh mặt mày thế kia, ăn chưa? Chả ai làm gì, chưa ăn. Vào ăn luôn đi, mẹ vừa nấu xong đấy. Sơn nhìn mâm cơm ảm đạm, chán nản, nhưng đói không chịu được đành ngồi xuống. Thế chuyện với con Thúy thế nào? Cưới thì cưới nhanh lên chứ nó cũng cao tuổi rồi, còn để cho tao đứa cháu, cứ từ từ mới ly hôn mấy tháng vội vàng gì ô thế anh chờ đến mùa quýt à mẹ đã phải tự nấu ăn mấy tháng rồi không thì bảo nó chuyển về đây ở rồi cưới sau thúy không phục vụ được mẹ đâu mà về ở chật trội thế này nó cũng không ở được đâu bọn con ở bên kia mẹ chịu khó ở một mình đi chúng mày để cái thân già này ở đây à vậy nên con mới nói mẹ từ từ ngày trước con nhiên nó phục vụ thì mẹ không ưng đừng có nhắc đến cái con lăng loản đó nữa Tao thả tự phục vụ để có một đứa cháu Còn hơn để cái loại tịt đẻ như nó ở trong nhà Sơn ngán ngẩm Buông bát cơm nguội lạnh xuống khẽ thở dài Căn nhà này từ khi không có nhiên vô cùng vắng lặng Dù hồi trước cô ấy không nói nhiều Đổ đạc không ai sắp xếp Cốc chén để linh tinh Anh vẫn chưa dám nói với bà Thu Chuyện còn phải trả nợ cho vợ cũ Mẹ, mẹ có tiền không? Làm cái gì? Đưa con vài triệu tiêu vặt đi Làm gì mà lắm thế? Bảo con Thúy nó đưa cho đã lấy về đâu mà, bao giờ lấy về tha hồ nó đưa tiền cho mà tiêu? Bà thu nguyết ngắn nguyết dài, mở tủ lấy tiền đưa cho con trai. Lần thứ ba rồi đấy, không có chuyện lần sau đâu. Sơn vội vàng cầm tiền lên ba quẩy, dạo này tâm trạng không được tốt, luôn cảm thấy bực bội ở trong lòng, vừa ra khỏi ngõ gặp bà Giang Thánh buôn chuyện. Gớm, dạo này có vẻ xuống sắc nhà. Xuống gì cô, cho vẫn bình thường mà. Ừ, bây giờ ruồng rẫy được con nhiên sướng rồi thì chả bình thường. Cô nói thế nào ấy chứ, nó bỏ cháu đấy. Mày làm như ai cũng hiền lành như nó đấy. Cả cái phố này á, ai không biết mày cặp bồ với con Thúy từ một năm nay. Còn nhìn nó cũng tốt phước khi thoát được khỏi nhà mày. Hôm trước mới gặp nó ở phố đi bộ. Ôi chao ơi, sắp lấy chồng rồi đấy. Thằng cu kia nó nâng như nâng trứng. Nó dạo này á, đẹp như hoa hậu. Quần áo ăn mặc đầu tóc sang chảnh lắm. Bởi vậy người ta mới nói, phụ nữ đẹp vì lụa. Mày sáng mắt ra chưa? Mẹ mày mà thấy chắc hộc máu mà chết. Cô Giang, Cô nói cái gì mà độc mồm độc miệng vậy? Cô không nói được câu gì tử tế thì im mồm đi. À, cái thằng mất dậy này, càng ngày càng láo. Đúng là đi với ma thì mặc áo giấy. Nói rồi cô Giang bế cháu đi nhanh vào nhà, để lại Sơn bực tức trong lòng. Cái gì mà con vợ cũ của anh ta lại một bước lên tiên được như thế? Có vẻ vớ bở được thằng kia. Mà thôi, kệ mẹ nó đi, giờ đâu còn quan hệ gì với nhau đâu. Nghĩ vậy nhưng Sơn lại không thắng nổi sự tò mò và ghen tức. Anh ta rút điện thoại gọi cho Nhiên nhìn thấy số của chồng cũ, ngần ngừ một lúc thì nhận cuộc gọi, hy vọng anh ta sẽ trả lại số tiền như đã hứa trước tòa. Lúc nhìn đến thì thấy Sơn đã đến trước rồi, cô đặt túi sách xuống. Chào anh. Sơn nhìn sang vợ cũ, có chút ngỡ ngàng trước thần thái của cô, mới ly hôn được mấy tháng mà nhìn trông khác hẳn. Dường như anh ta gặp lại nhiên của những ngày yêu nhau, tươi trẻ và rạng rỡ không hề giống với con vợ già khô như sắc ve trước kia. Anh gọi tôi đến đây có việc gì? Không có việc gì không gặp được sao? tôi với anh không có chuyện gì đáng nói cả chỉ có mỗi chuyện tòa phân xử anh có số tài khoản của tôi rồi cứ thế mà chuyển thôi em không thể coi anh là bạn bè được à xin lỗi tôi không làm được chúng ta tốt nhất đừng có gặp nhau kẻo tình mới của anh lại hiểu nhầm này nọ chuyện tiền của tôi anh thu xếp xong chưa đừng để tôi mất công lại phải thưa luật sư em có thể cạn tàu giáo máng vậy sao em khác xưa quá nhiều vâng nhờ anh cả đấy anh đi vào chủ đề chính đi anh chỉ muốn xem cuộc sống của em dạo này thế nào thôi giờ anh thấy đủ chưa để tôi còn về nhiên từ từ đã sơn đột nhiên nắm lấy tay nhiên anh xin lỗi nhiên à quay lại với anh được không nhiên giật mạnh tay anh ra bắt đầu nổi điên lên to tiếng ngay giữa quán cà phê ảnh cút ngay đi đừng có xuất hiện trước mặt tôi quay lại à đừng có mơ tôi bây giờ không có ngu ngốc như ngày xưa nữa anh buông tha cho tôi đi đừng quấy dày cuộc sống của tôi tôi nhắc lại nếu không trả tiền thì tôi sẽ thưa kiện đến cùng. Anh không trả. Em phải gặp anh thì anh mới trả. Anh cứ thử xem. Nhìn đứng dậy đi ra khỏi quán. Một cuộc gặp không giải quyết được cái gì. Bản bên cạnh, một cặp mắt vẫn nhìn không bỏ sót một chi tiết nào. Ánh mắt như ngọc lóe lên tia sáng. Còn nhiên, số mẻ xuôi từ gốc đến ngọn rồi. Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm bấm cười thỏa mãn. Bên kia, Thúy nhận được tin nhắn mắt sáng quắc lên. Thúy vội vàng ra xe lao đến nhà Sơn, lại vội vội vàng vàng đi vào nhà, nhìn thấy bà Thu đang ngán tận cổ nhưng cố ngọt nhạt. "Bác dạo này thế nào, cháu bận quá không qua thăm bác được. Hai cái đứa này, yêu đương thế nào mà không tính đến chuyện cưới xin gì cả. Bác là bác thương cháu lắm, chỉ mong cháu sớm về làm dâu thôi." "Dạ, cháu cũng mong vậy lắm bác, mà dạo này bên salon của cháu đang có cái dự án mới, bù đầu có làm được cái gì đâu. Anh Sơn cũng phải chạy suốt ấy." Cháu xin lỗi không năng sang thăm bác được. Thế thì về đây ở luôn đi cho tiện. Chứ bác thấy mẹ một nơi con một nơi là bác cũng không yên tâm rồi. Cháu làm việc mệt mỏi thế, về đây bác còn tầm bổ cho nữa. Hai đứa không còn trẻ, chưa cưới thì có con trước đi cũng được. Làm vậy hơi khó bác ạ. À. Cháu làm ngành dịch vụ, đêm ngày đều phải có mặt để quản lý nhân viên để làm việc đến nơi đến chốn Sắp có dự án kinh doanh mới, cháu đang đau hết cả đầu về vốn liếng đây mà cháu nghe nói anh sơn lại quyết định trả bảy tám trăm triệu cho vợ cũ giá mà anh ấy nghĩ cho cháu vun vén để hai đứa sau này còn có cái salon rộng rãi mà làm ăn cái thằng ngu bác đã nói nó rồi không việc gì phải trả cả mà nó không nghe nó sĩ diện thì mất tiền chứ được cái gì đâu cái con đần kia nó làm gì được cho cái nhà này không vác mồm vác thân đến đây làm dâu cả năm trời không có việc từng đấy tiền đưa nhà này là quá ít vậy không phải bác đưa tiền cho anh sơn trả cho nó à bác đâu có ngu như vậy cháu thằng sơn nó làm gì có tiền mà đưa thôi đừng nói đến cái chuyện con đần đấy nữa bác ngứa cả tai thế giờ hai đứa định bao giờ cưới chứ bác nghe người ta ì ẻo mãi cũng đau đầu lắm cháu giờ đang lo vốn để mở thêm một cơ sở làm đẹp nữa tâm trí nào mà cưới với xin hả bác cháu mà mở được cơ sở mới nữa là trúng thưởng lớn luôn bố mẹ cháu đã bỏ ra được hai phần ba tiền rồi chỉ còn một ít nữa thôi cháu phải cật lực đi vay mượn cho đủ à mà bác có xem vtv một hôm trước cháu nhận giải doanh nhân trẻ thành đạt không? có chứ bác phải đi khoe cả xóm đấy cháu trẻ tuổi mà tài cao quá người ta phải thẩm định hết đấy bác ạ à. chứ không phải ai cũng được nhận giải đâu nếu như một cơ sở phải đạt doanh thu ba bốn tỷ một tháng thì người ta mới trao cho cháu giải thưởng đấy giờ mà mở thêm một cơ sở thì tiền á à, có mà cả năm ăn không hết mắt bà thu sáng lên nghĩ một lát định nói gì đó lại thôi thúy trộm liếc bà thu rồi ướm ý bác ơi cháu có cái này hay lắm chỉ cần bỏ vốn một tháng là bác được mấy chục triệu luôn. Cháu hiện tại đang làm thủ lĩnh đây này. Cháu dự định tham gia một thời gian, đủ tiền mở salon mới là nghỉ. Không biết bác có muốn kiếm được nhiều tiền không? Bà Thu chăm chú nghe, Thúy mở điện thoại cho xem hình rồi giảng giải các thứ. Hai người đàn bà mưu mô ngồi nói chuyện với nhau một lúc, rồi Thúy khắp khởi mừng thầm đi ra về. Thái độ bà già kia như thế thì chắc đét rồi. Thúy vừa ra khỏi cửa, bà Thu đã vội vàng gọi điện cho con trai về nhà. Sơn chưa kịp thả giày bà đã lôi lôi kéo kéo. Mẹ nói này, con Thúy chuẩn bị mở cơ sở mới đúng không? Sao mẹ biết hay vậy? Mẹ cái gì chẳng biết. Mẹ nói nghe này, mai mẹ lấy tiền thuê ốt dưới tầng 6 tháng được 240 triệu. Mẹ bù vào cho đủ 500 triệu, rồi con đưa cho nó để làm mở cơ sở mới. Mẹ, làm vậy sao được? Nếu làm ăn thua lỗ thì sao? Con làm quản lý chỗ đó mà không hiểu tình hình kinh doanh của nó à? Thua lỗ thì làm sao nó mở được thường xuyên như vậy? Với lại cái này mẹ không phải đưa không cho nó Mẹ góp vốn chung Đã ký giấy tờ rồi đây mày nhìn xem Mẹ sẽ được trả lãi tận 20% cơ đấy Bà Thu mừng thầm toan tính trong lòng Dù bà có thích Ngọc Thúy thế nào đi chăng nữa Thì tiền nông cũng phải rõ ràng và sòng phẳng Có lợi thì bà ta mới nhả ra Với lại con Thúy nó giàu có biết làm ăn Lại là gái Hà Nội gốc Thằng Sơn mà lấy nó thì chẳng phải lo tiền bạc Lại có sẵn cái nghề đó rồi Nghĩ vậy tinh thần bà Thu phấn chấn hẳn lên vừa ra khỏi quán cà phê điện thoại đổ chuông dồn dập nhìn vào số điện thoại trên màn hình đôi mắt nhiên cong lên vội áp vào tai anh à em đây đang ở đâu em đang ở nắng sài gòn gần công ty anh đây sang đây hay là anh sang được rồi chờ em 10 phút nhiên đi lên công ty anh chào hỏi mọi người rồi đến gõ cửa phòng anh vào đi nhiên bước vào thì thấy có hai người đàn ông cao lớn ngồi ở ghế vội bước ra ngoài nhưng anh đã gọi lại em vào đây đi anh sắp xong rồi, chút nữa thôi." Anh quay sang hai người đàn ông. "Không có gì cả, cứ nói tiếp đi." Nhìn hơi ngại, cô không quen tiếp xúc với đàn ông lạ, rút tay về nhưng anh càng nắm chặt, nhìn cô ánh mắt đượm niềm vui. "Không cần ngại đâu, đây là anh em của anh, Rằn và đi, sau này em sẽ gặp nhiều." Nhiên nhìn hai người kia gật đầu chào một cái rồi hơi ngẩn người, sao cô lại thấy hai người này quen như vậy chứ? Nhiên ngồi yên nghịch điện thoại một lúc, nghe vào tai chữ được chữ không hẳn qua biên giới gì đó không hiểu lắm. Một lúc sau hai người kia ra về thì cô mới ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút có nên nói với anh không? Anh này, anh làm việc với hai người kia à? Ừ, anh chung vốn buôn bán một số mặt hàng. Nhìn hôn nhẹ lên má anh. Em không biết anh buôn bán làm ăn thế nào, nhưng hai người kia là xã hội đen phải không? Tú phỉ cười, cái người tâm hồn trong sáng này còn biết đến cả xã hội đen cơ đấy. Nhìn bọn nó xăm trổ như thế thôi, chưa hiền lắm. Không hại người tốt bao giờ đâu, anh cũng xăm chỗ đầy người em có sợ anh không? Em không sợ xăm chỗ. Anh đam mê xe cộ mới xăm hình xe thôi. Sợ mà em chịu thế này á. Tú không nhịn được, cúi xuống cuốn lấy đôi môi mềm mại như lụa của cô. Nhìn choàng tay qua cổ anh đáp lại. Một lúc sau anh buông cô ra. Nhìn nhìn vào ánh mắt mơ màng say mê của anh thì thầm. Em biết hai người đó từ trước rồi. Hả? Cái gì? Sao em biết chúng nó? nhiên không biết phải giải thích với anh thế nào lựa lời ấp úng. Hai người đó có lần sơn nợ tiền Hai người đó đến đòi nợ rồi đánh anh ta Còn lấy luôn xe máy của em để gắn nợ nữa Nó dám làm thế với em hả? Nó có động chạm gì đến em không? Nhìn cục mắt Chưa làm gì Tú biết Sơn đã vay tiền của nhóm khứa rằn Nhưng không ngờ khứa sai hai thằng thuộc hạ thân thiết đi đòi nợ Anh biết độ máu gái của hai thằng kia đến mức nào Lửa trong người anh đã bốc lên Hai thằng này mà để anh biết được làm gì người yêu của anh thì nó chết chắc anh vớ ngay điện thoại trên bàn bấm số. Hai đứa mày quay lại đây ngay cho tao. Tao cho đúng 5 phút. Anh, anh làm gì thế? Người ta không động gì đến em cả. Không động gì đến em thì anh cũng phải giao ước với chúng nó. Giản Di đứng mãi ngoài cửa mới dám gõ cửa vào. Từ lúc nhiên bước vào là hai đứa đã nhận ra cô rồi. Cô gái này đã gặp vài lần lúc đi đòi nợ. Chưa kể đến đại ca khứa của chúng nó còn có vẻ ưng mắt cho nên không thể quên được. Lúc nãy chúng nó đã không dám ngẩng đầu lên nhìn cô rồi. Chỉ mong cô ấy không nhớ. Ai ngờ bây giờ bị gọi giật lại. Anh hai là bạn của đại ca, còn hùn vốn làm ăn thường xuyên với đại ca nữa. Anh hai mà biết chúng nó làm gì với cô ấy, thì đại ca sẽ giết chết. Hai đứa mày đã làm gì vợ tao? Nói nhanh. Anh hai, bọn em không biết đó là vợ anh. Thời gian đó anh vẫn còn cắp nách con Ngọc Anh, chủ tiệm gốm bát chàng, bọn em tưởng... Tú nước nước bọt, trái tim muốn rớt ra ngoài, tránh ánh mắt sắc như dao của Nhiên đang nhìn mình. Tổ sư chúng mày, tưởng cái gì mà tưởng? Lúc đó tao đã yêu vợ tao rồi, Chúng mày không có mắt à? Anh hai, rõ ràng thời gian đó anh với con Ngọc anh còn quấn nhau trong hồ gươm xanh. Hôm trước nó còn hỏi em... Thằng Di vội cãi lại. Thằng rằn nghiến răng, bóp miệng thằng ngu kia lại vội vàng nói. Chị dâu, bọn em có làm gì không phải cho bọn em xin lỗi. Chị dâu bỏ qua cho bọn em được không? Nhìn không nói gì, lặng lẽ cầm quyền tạp chí lật ngang nhìn từng trang. Tú nhìn sang cô không biết phải làm sao. Như thế này là giận thật rồi. Bao bực dọc chỉ còn biết chút vào hai thằng ngu kia. Tao mà biết cô ấy mất một sợi tóc thì chúng mày xác định vỡ sọ. Anh, chưa làm gì cả, em thề. Em chỉ nắm tóc giữ con thằng rằn nó cởi cái cúc áo thôi. Tú xông lên nắm cổ thằng rằn. Mày nói không làm gì. Nhìn thở dài nhìn ba người đàn ông to xác đang gây lộn xộn. Anh buông người ta ra đi. Em không bị làm sao hết. Đừng lúc nào cũng dùng bạo lực. Anh ta mới đụng đến cái cúc áo thì Sơn hứa là sẽ trả tiền. Nên em vẫn còn nguyên vẹn. Em có thể dừng gọi tên thằng chồng cũ của em được không? Tú bực bội khi nghe người yêu nhắc đến chồng cũ thả thằng rằn ra. Vậy em phải gọi là anh yêu sao? Giống như anh cô nào cũng em yêu à? Nhiên, không phải vậy đâu. Hai thằng ốc bã đậu này nhớ nhầm đấy. Nhiên xị mặt. Được rồi, anh đừng làm khó họ nữa. Anh phải cảm ơn người ta vì đã không làm gì tổn thương đến em mới đúng chứ. Sợ vào tay người khác thì không biết sẽ thế nào đâu. Rằn ri nghe vậy trố mắt. Cô gái kia nói anh hai cảm ơn họ sao? Mấy con em nặc nô bên cạnh anh hai đều kiêu căng không thèm nhìn họ bằng nửa con mắt mà cô này lại còn nói giúp họ hay là chơi chữ. Không cần đâu chị dâu, bọn em biết lỗi rồi mà. Chị dâu tha cho bọn em là may mắn lắm rồi. Anh hai đánh bọn em nhập viện cũng được. Các anh về đi, anh Tú không nhỏ mọn thế đâu. Rằn ri nhìn qua Tú thấy không nói gì rụt rẻ đứng dậy. Chị dâu nói vậy chắc là anh hai sẽ không tính toán đâu. Nhìn anh hai có vẻ sợ chị dâu lắm, cứu nước tẻ ra quần thôi. Tú quắc mắt nhớ kỹ đây là chị dâu của bọn mày sau này đi đâu mà gặp cô ấy phải lễ phép chào hỏi đàng hoàng nghe chưa được rồi anh chị dâu xinh đẹp hiền dịu lại tốt bụng thế này bọn em quên làm sao được không bao giờ quên tao không cần chúng mày nhớ vợ tao cút giản di vội vàng chạy thục mạng ra cửa anh kéo nhiên lại ôm vào lòng em đừng nghe bọn đấy luyên thuyên anh thề chỉ yêu mình em thôi nhiên không nói gì vẫn chăm chú vào quyển tạp chí tú rút sách trong tay cô ném lên bàn Nắm cầm cô ép nhìn mình. "Nhiên, đừng giận anh. Anh thề, lúc nghe thằng kia nói bứt cúc áo của em, anh chỉ muốn giết chết nó thôi. Như vậy có phải là anh yêu em nhiều lắm không?" Nhiên dựa vào ngực anh thở nhẹ một cái, nói cô không ghen là dối lòng mình, nhưng cô không dám bộc lộ ra ngoài. Cô đã một đời chồng, có tư cách nào để ghen với những tình cũ của anh? Cô nhìn anh, ánh mắt hơi buồn lắc đầu. "Em không ghen đâu, quá khứ đã qua rồi mà." Cảm nhận được Nhiên đang tự ti, anh càng ôm chặt hơn. Nhiên à, từ lúc gặp em, anh không còn thiết tha người nào trên đời này nữa. Không ai mang lại cho anh cảm giác muốn được yêu như em. Hãy tin anh, thành xuân của anh chơi bời đã đủ rồi. Em là nơi dừng chân của anh. Anh phát hiện chỉ em mới có thể cầm nắm được cuộc đời anh thôi. Thật không? Em chưa tin bây giờ, nhưng sau này em sẽ tin. Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh đan nằm ngón tay vào bàn tay nhiên áp vào má mình. Nhiên nằm yên lặng trong lòng anh, tay nghịch ngợm cổ áo anh, anh có thể cho em biết anh buôn bán gì với đại ca của hai người kia không? Phụ tùng ô tô xe máy à? Em không cần quan tâm. Em chỉ cần yêu anh là đủ thôi. Không cần đi học cũng được. Anh sẽ làm lụng nuôi em cả đời. Anh đang giấu em chuyện gì sao? Em thấy anh buôn xe độ cũng hay mà. Cái công ty này nhỏ như mắt mũi. Anh còn phải chia đôi lợi nhuận với thằng Minh nữa. Làm mỗi cái này thì làm sao nuôi vợ anh được? Nhưng em không muốn anh buôn lậu. Lúc nãy em có nghe hàng hóa gì đó. Anh buôn hàng trắng sao? Tú bật cười. Em đọc tiểu thuyết nhiều lắm rồi, làm gì có ai đẹp trai như anh đi buôn hàng trắng. Nhìn chun mũi, lúc nào cũng ảo tưởng, vậy anh buôn gì mà dinh dáng đến xã hội đen? Lại lậm ngôn tình, người ta không phải xã hội đen, chỉ là một nhóm cho vay nặng lãi và cầm đồ thôi. Thì là tín dụng đen còn gì, như thế là vi phạm pháp luật đấy, anh tham gia cái đó sao? Anh chỉ chơi với thằng chủ thôi, đâu có dạy gì buôn thứ hàng quốc cấm. Vậy anh buôn hàng gì, anh không nói thì thôi em đi về, nói xong cô toan đứng dậy tú vội vàng kéo cô lại được rồi không giấu em nữa anh nhập khẩu lô xe cũ qua đường tiểu ngạch biên giới để về độ lại anh đừng làm thế rồi nhỡ lô hàng không chót lọt thì sao mất cả à em thật là phải quay lại một trăm năm trước sống mới hợp thời bây giờ không có ai không đi đường tiểu ngạch hết anh đã lo lót hải quan và cửa khẩu rồi nếu anh không làm vậy thì lợi nhuận sẽ rất nhỏ thậm chí không lời được đồng nào hết nhập xe mới thì giá quá cao tiền thuê thiết kế tiền lắp đặt thiết bị, tiền quảng cáo truyền thông và vô vàn chi phí khác nữa thì một chiếc xe độ còn lại thâm hụt ngân sách. Trong khi đó hiện nay, rất nhiều công ty nhảy vào thị trường độ xe, anh không thể nâng giá được. Nhìn biết không thể thay đổi suy nghĩ của anh, cô sẽ tìm cách thuyết phục dần dần vậy. Thật ra ngày trước, chồng cũ của cô cũng đi lấy hàng ở Trung Quốc, nhưng cô không hề quan tâm dù biết là nhập lậu. Có khi nào cô không thực sự yêu Sơn như cô từng nghĩ không? Mới yêu tú được hai tháng thôi, nhưng chỉ cần nghĩ có nguy hiểm rình rập quanh anh là cô đã lo lắng không thể an yên được. Được rồi, công việc của anh em cũng không hiểu nên cũng không dám tham gia nhiều. Nhưng em mong anh làm ăn đúng pháp luật, còn an toàn ở bên cạnh em. Em sợ nhớ anh bị bắt rồi rời xa em. Em đừng lo, anh không làm ăn phạm pháp, chỉ là đi đường chui một chút thôi. Có bị bắt thì chịu phạt hành chính hoặc là tịch thu lô hàng. Còn thân thể này là của em rồi, ai dám thu nữa? Bàn tay hư hỏng còn cố tình chui vào áo Sở soạn làn da mịn mát Nhìn kéo bàn tay to của anh ra đưa lên môi hôn Để anh không còn cơ hội làm càn Cơ thể này là của em Cho nên nếu sứt mẻ một chút em cũng sót Từ nay anh không được đi đua nữa Cũng không được hút thuốc nữa thì em mới thu nạp Nếu không em trả về nơi sản xuất đấy Nếu vậy thì bằng anh đi chuyển giới cho xong Đã không được đua lại còn không hút thuốc Hút thuốc cũng được Nhưng cấm hôn em, anh chọn đi Mùi thuốc làm em buồn nôn lắm Đừng đừng, anh bỏ thuốc nhưng mỗi khi anh thèm thuốc thì em phải bay ngay đến chỗ anh để anh còn cai nghiện đấy. Nếu anh chịu cai thuốc thì chuyện gì em cũng đồng ý. Còn chuyện đua xe nữa. Anh có biết mỗi lần anh đi đua là em lo lắng lắm không? Anh bị thương em đau lòng. Rồi nhỡ chẳng may anh đi đua có vấn đề gì thì quân sẽ hốt em đi. Cậu ấy không biết đua xe mà cũng không biết hút thuốc lại còn trẻ hơn anh. Em nói cái gì thế? Thằng nhãi danh kia làm sao đủ tuổi so với anh được? Anh cấm em không được nhắc đến nó đấy. Đấy là em ví dụ, nếu như anh không bỏ đua xe thì em cũng không chắc. Người nào có phẩm chất tốt hơn thì em sẽ yêu thôi. Tú thở dài đau khổ. Được rồi, anh bỏ đua. Nhưng mà cho anh đua mẫu trong các giải đua được không? Chỉ được đua mẫu thôi. Mà đua mẫu cũng chỉ được đua một mình thôi, không được chở ai hết. Được, anh thề anh không chở ai nữa. À không, không chở cô gái nào khác ngoài Hoàng Diệp Nhiên nữa. Anh cúi lướt nhẹ trên môi mềm. Nhiên của anh rất tuyệt vời. Mặt hai người kề rất gần có thể nhìn thấy lông mi của đối phương còn có hình ảnh của đối phương trong mắt nữa nhìn bất chợt đặt một nụ hôn lên môi anh bây giờ đóng dấu anh là của em ánh mắt của anh ánh lên tia kinh ngạc khoảnh khắc tiếp theo là bật cười cười lớn vô cùng sảng khoái đóng dấu phải nghiêm túc một chút chứ nói xong nâng mặt cô dùng sức hôn cô lâu thật lâu đến khi người trong lòng khó hô hấp nổi đẩy anh ra mới thôi thôi anh muộn rồi em phải về không bố mẹ đợi Em gọi điện thoại xin phép tối nay về muộn đi, đi ăn với anh. Mai anh về Sài Gòn có việc, phải xa em mấy hôm rồi. Nhìn nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, lấy điện thoại ra gọi xin phép bố mẹ. Đến đoạn nói dối đi chơi với bạn, mặt đã đỏ ửng lên. Tú ngồi bên cạnh, cọ cọ vào chiếc cổ trắng nõn của cô. Từ lúc nào anh chết mê chết mệt một cô gái đã 24 tuổi rồi, mà đi đâu cũng phải xin phép bố mẹ thế này. Thật là khổ sở hết sức. Mọi hoạt động hẹn hò đều quay trở về thời cấp 3. Nhiên, em không định cho anh gặp bố mẹ à? em có nhưng một thời gian nữa được không anh em anh rất nóng lòng thoải mái đưa đón yêu đương với em em đừng nghĩ nhiều chỉ cần yêu anh là được anh biết nhiên chưa vượt qua được tâm lý thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên cô không muốn ràng buộc anh bất cứ điều gì nhưng thật sự anh rất xem trọng mối tình này muốn chịu trách nhiệm cả đời với cô ấy nếu em còn vướng mắc chưa giải quyết hết chuyện ly hôn thì anh sẽ làm thật mạnh lần này không được cản anh nữa nhìn nhìn anh, ánh mắt đầy biết ơn, ôm ngang hông tú. Anh, từ giờ theo ý anh, không cần nâng tay với anh ta làm gì nữa. Tú thỏa mãn, cúi xuống hôn nhẹ cô một cái, nhưng chạm vào lại không dứt ra được, nụ hôn lại kéo dài mấy phút. Nhìn lửa mắt kéo anh ra ngoài, chị hưởng kế toán nhìn hai người trêu chọc. Chúng tôi muốn ăn kẹo mừng lắm rồi đấy, có thể kiềm chế trước mặt bà già đau khổ này không? Cảm ơn mọi người, vợ của tôi ra mặt mỏng lắm, đừng trêu chọc cô ấy nữa. Mọi người cười rộ lên, nhìn xấu hổ đến độ không thể ngừng mặt lên nhìn ai, tai bắt đầu đỏ rực. Tú lại vô cùng thỏa mãn, chẳng thể nể nang ai ôm cô đi thẳng vào thang máy. Hai người vào nhà hàng Nhật dưới sảnh thương mại. Nào, há miệng ra, béo lên một chút nữa. Vậy như này mỗi lần anh muốn làm gì nghĩ lại sót không dám mạnh bạo. Tú cuốn một miếng sashimi đưa lên miệng cô, nhìn lườm anh. Anh và bố mẹ suốt ngày vỗ béo thế này em chết mất, tăng 3 cân rồi đấy. Càng béo càng đẹp, em không thấy em thẳng đùn đuột từ trên xuống dưới à? Nhiên cong môi lửa một cái, anh cười kéo kéo cái má mềm. Anh nói thật đấy, em phải ăn nhiều cho vòng một vòng ba này nở một chút còn sinh con. Nhiên khựng lại, đôi mắt cụp xuống trong lòng hơi nhói lên. Cô đã từng mang một sinh linh nhỏ trong cái bụng này, nhưng thật không may mắn, con không có số ra đời. Nếu bây giờ có một đứa con với Tú, cô sẽ bảo vệ con thật tốt. Chắc chắn đứa trẻ của hai người sẽ rất xinh xắn và đáng yêu. Anh Tú tài tử lâu lắm không gặp, người ta nhớ muốn chết. Giọng nói trong trẻo nũng nịu vang lên, nhìn trợn mắt, ai gọi người đàn ông của cô ngọt ngào vậy? Nhìn sang đã thấy cánh tay trắng trẻo như rắn của Ngọc quàng qua cổ Tú, Tú đờ mất mấy giây, còn yêu quái này nó từ phương nào mò lại đây? Anh chưa kịp đẩy cô ta ra thì nhiên đã kéo mạnh tay Ngọc dứt khoát đẩy ra, rồi mùi hương ấm áp quen thuộc trong lòng mình. Nhiên thoải mái tự nhiên ngồi vào lòng anh phụng phịu. Anh không biết em ghét mùi nước hoa này à? Sao anh lại không biết? anh người cũng mắc ói anh cưng nực hít hà hương thơm ở cổ nhiên mùi nước hoa này là anh tặng em mà anh không nhớ à tú cái lần mà anh đưa em vào khách sạn rồi chúng ta đi shopping ở tràng tiền plaza mà ngọc nũng nịu ké sát vào tú đen mặt ho khan vài tiếng dường như cảm nhận được cô gái trong lòng mình đã nóng lên tình huống này quả thật chưa gặp bao giờ giải quyết sao với con ngọc nặc nô đây nhìn đẩy anh ra anh vào gọi cho em cốc nước chanh đi em phải thanh lọc cơ thể nhiên à không phải anh có đi không tú đảnh đi vào còn cố ngoái lại sợ con ngọc nặc nô làm gì cô ấy nhiên nhìn anh cười thoải mái ra hiệu mình không vấn đề gì rồi cô quay sang ngọc cảm ơn cô thay phần cả anh tú nữa ngọc tròn mắt không hiểu gì cảm ơn tôi ngủ với anh ấy à nếu cô đủ thông minh thì chuyện từ mấy năm trước đã không giữ mãi trong lòng tôi chỉ muốn cảm ơn vì cô đã giúp chúng tôi đặt lén camera thủy và sơn mèo mả Nhờ vậy mà tôi mới dứt khoát ly hôn được và còn thoải mái đến với anh Tú. Như Ngọc ôm hận trong lòng. Cách đây mấy tháng, anh Tú có nhắn tin nhờ cô đặt máy quay trong spa của Thúy. Anh ấy vậy mà lại lợi dụng cô sao? Trùng quỷ lại cũng tại con lễ tân xấu xí kia. Còn nữa, tôi cũng cảm ơn cô chuyện cô giúp tôi cái đêm ở khách sạn La Velac. Nhờ đêm đó mà tôi biết anh Tú quan tâm đến tôi như thế nào. Tiện thể hôm nay, chúng tôi mời cơm cô được chứ? Ngọc quất nghẹn không nói thành câu. Cô cũng chỉ là tạm thời thôi Anh ấy thay người yêu còn hơn thay áo Một lúc ngủ với mấy em Trong lúc quen cô có thể Tôi không cần biết trước đây thế nào Nhưng từ khi tôi biết anh ấy Tôi tin là đủ rồi Ngọc, cô là hoa khôi đại học Thừa khả năng có được một tình yêu Đừng giành giật Vì anh ấy không yêu cô đâu Mà cô cũng không yêu thương gì anh ấy cả Ai bảo tôi không yêu, tôi đến trước Trước hay sau không quan trọng Quan trọng là cô chỉ vì tiền bạc của anh ấy thôi Tú đã đi đến cầm ly nước chanh trên tay Anh ngồi xuống đưa lên miệng nhiên Em uống đi, anh tự làm đấy Anh biết làm á, xạo Không xạo đâu Vì em nhảy vào lửa anh còn làm được nữa là Cái này có là gì Nhiên cười cầm ly nước chanh uống một ngụ Cô hoàn toàn lười biếng dựa vào lòng anh Để mặc anh cuốn sashimi còn mình nghịch điện thoại Tú cưng chiều cẩn mẫn Chọn từng cái lá kim Cuốn rồi lại chấm rồi lại đưa đến bên miệng của cô Như Ngọc ngồi trước mặt bực tức Nhưng không làm gì được cô ta bị xem như là không khí vậy. Anh Tú chưa bao giờ cho cô ta ngồi vào lòng như vậy, sở đến điện thoại của anh ấy còn hét ra lửa vậy mà. Cô Ngọc, cô dùng bữa đi chứ. Xin lỗi, anh ấy thích chăm sóc tôi như vậy. Anh à, hôm nay em mời Ngọc để đáp lễ đã giúp đỡ chúng ta được chứ. Em muốn thế nào cũng được. nhiên cười ôm cổ anh hôn chụp vào má. Như Ngọc mặt đỏ gay cất giọng bực bội. Anh Tú, từ khi nào anh thích loại gái đã qua một đời chồng già như trái cả còn nhõng nhẽo vậy hả? anh thích phụ nữ chủ động lắm cơ mà anh không thấy mấy con bánh bèo phiền phức à tú buông đũa thở dài một hơi như muốn tống hết bực tức ra ngoài anh nhìn như ngọc đẻ nặng giọng biết vì sao cô ấy dám làm như thế không ngọc tròn mắt chờ đợi vì bố mày cho phép hiểu chưa lượn ngay đi cho nước nó trong phiền phức như ngọc suýt khóc cầm túi ẻo là vội đi cô ta ấm ức trong lòng con nhiên mày đợi đấy tao sẽ tìm cách tiếp cận khi anh tú ở một mình Nhìn ôm bụng cười ngặt nghẽo người đàn ông cục xúc của cô thật là không nể mặt ai hết tú cầm hai má cô lắc lắc em cười gì từ nay gọi đồ về cái con thổ tả kia là mất cả hứng người ta đi rồi bố có chiều em nữa không chiều chứ bố chiều em cả đời con nặc nô cái điên thật xú uế cả không khí tình yêu của bố với em hậu quả của sự phong lưu đa tình của bố đấy em không bực bội thì bố bực làm gì để em tự ăn tay em mọc lại rồi nhìn thoát ra khỏi ngực anh, nhanh nhẹn cho đồ vào nướng. Tú nhìn cô, ánh mắt cưng chiều và thương yêu hết mực. Ăn uống xong rồi lại đi dạo một lúc, anh chở cô đi về nhà, lại phải dừng cách nhà cô mấy chục mét. Ôm hôn tạm biệt rồi nhân mới đi vào nhà. Tú nhìn theo cô bước vào căn biệt thự sáng trưng ánh đèn rồi mới ra về trong luyến tiếc. Giấy báo nợ của tòa được gửi về tận nhà, bà Thu chu chéo lên. Rời ơi là rời, đã ly hôn rồi mà cái con rắn độc ấy còn ám quẻ cái nhà này. Sơn cầm giấy tờ, Máu nóng bốc lên ngùn ngụt Anh ta vừa điên vừa tức giận Sau hôm gặp vợ cũ Trong đầu sơn cứ làng vàng hình ảnh của cô Nhìn bây giờ thật sự rất xinh đẹp Hơn vạn phần lúc làm vợ anh ta Mày thấy mày lấy con vợ tác oai tóc quái Có khổ cả đời không Cả đời mẹ mày không Mẹ có tiền đưa con trả quách đi Tỏa nó gọi đến lần thứ ba mà con không trả Là con bị tống cổ vào nhà ra mất Cái đổ nhát chết Tao chưa thấy ai nợ tiền vợ cũ phải đi tù Mày ngu thì mày chịu đi Tao lấy cái thân giả này mà trả nợ cho mày à? Sơn sửng cổ lên rồi đi ra khỏi nhà. Sẵn có mấy đồng trong túi lao vào ổ bài bạc. Cho tao ván này, tao đặt một cổ. Dần nhìn Sơn một lúc, mắt lóe lên đi ra ngoài gọi điện thoại một lúc, cười cười rồi ngồi vào chiếu bạc. Sơn đánh một lúc thắng mấy ván liền. Bỏ ra có 5 triệu, thu về được 20 triệu. Người ta nói đen tình đỏ bạc thật đúng mà. Mang tâm trạng phấn khởi, cầm tiền đi lên ba quẩy. Mấy khi được cầm nhiều tiền, cứ chơi cho sướng cái thân đã. Tú đang loay hoay với đống đổ cả lê mỏ lết, người lấm lem lên dầu nhìn thấy Như Ngọc chạy vào. Cô ta khó chịu khách khách cái mũi, ở đây hôi hám quá. Anh, em đến công ty tìm anh không thấy, hóa ra là ở đây sao? Có việc gì? Có việc thì em mới tìm đến anh chứ. Tôi đã bảo là cô cút đi cơ mà, hết hợp đồng đến đây làm cái gì nữa? Anh, em nhớ mùi hương nam tính của anh. Như Ngọc sáp lại gần, nũng nịu định dựa vào người Tú, nhưng anh đã tránh sang một bên, cởi áo bảo hộ vất lên người cô ta, Nhớ hơi của tôi thì ngửi đi Đứng đấy mà hít hết cho đỡ nhớ Nói rồi đi thẳng ra cửa Nhưng Ngọc tức giận hất cái áo xuống đất Dầu lên bắn tẩy vào váy trắng khiến cô ả à suýt hết lên <laughs> Anh Tú Anh qua đáng vừa thôi đứng lại cho em Chúng ta đã có thời gian mặn nồng Anh bỏ em dễ dàng như vậy sao Còn bánh bèo kia có cái mẹ gì hơn em Tú dừng bước bực bội quay lại Đừng có lẩn vờn quanh đây Cô không phân biệt được đâu là giải tỏa Đâu là tình yêu à Ai mặn nồng với mấy thứ như cô Anh, anh có thể không cần em nữa Nhưng anh xem cái này đi Con nhiên đần nó hú hí với chồng cũ ngay giữa ban ngày ban mặt đấy Bị cắm rừng lúc nào không hay Tú sững lại Trái tim bắt đầu đập liên hồi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực Đứng chân chân nhìn như ngọc ngờ vực Cô ả à vội mở túi Lấy điện thoại đưa ra trước mặt Tú Anh nhìn bức hình của họng nghẹn lại Hàm răng cắn chặt Một lúc sau mới ổn định tinh thần Ánh mắt liếc đi chỗ khác Tôi nói một lần nữa Cút ngay Còn nữa Từ nay còn nói vợ tôi con này con nọ thì tôi gọi thằng rằn thằng ri nó chơi cho nát xác cút như ngọc dùng mình nhớ lại lần chung trạ với thằng rằn thằng ri thiếu nước vỡ tử cung thôi đành, đành phải thẫn thờ thèm khát nhìn anh rời khỏi xưởng tú đi ra ngoài phóng bạt mạng về công ty không nói không rằng với ai đóng sập cửa phòng ngồi trên bàn làm việc lặng lẽ suy nghĩ bức ảnh cứ hiện lên trong đầu khiến cả người mệt mỏi tức tối dù sao người ta cũng nói tình cũ không rủ cũng tới họ lại từng là vợ chồng hai năm yêu nhau năm sáu năm trời anh chỉ là người đến sau Anh thật sự không đủ tự tin đã nắm được trái tim cô hay chưa Anh lấy điện thoại nhắn cho cô một cái tin rồi ngồi chờ Nhìn nhận được tin nhắn của anh Em đến văn phòng đi Anh có việc gấp Cô hơi ngạc nhiên Vì anh ít khi nghiêm túc như vậy Cô đến Việt Tray gõ cửa để đi vào Thấy người đàn ông của mình đang ngửa đầu trên ghế ra sau bàn làm việc Cô gión rén đi tới gần Nhẹ nhàng xoa chán anh Hơi thở của anh có phần nặng nhọc Được bàn tay mềm mại xoa bóp dịu đi một chút nhưng anh vẫn không mở mắt. Công việc mệt mỏi lắm hay sao anh? Nhìn hôn nhẹ trên trán anh một cái, sắc mặt anh có vẻ không được tốt lắm. Thấy đống giấy vứt bừa bộn khắp bàn khắp sàn, cô tiện tay nhặt gọn cho vào thùng rác, dọn dẹp cái bàn bừa bộn của anh. Không cần dọn, cứ để đấy có người dọn vệ sinh. Anh nắm bàn tay đang dọn dẹp của cô đưa lên nhìn, nhìn kỹ như soi từng lỗ chân lông nhỏ như vậy. Sao vậy anh, tay em có gì à? Tú bỏ tay cô ra, không thèm nhìn nữa lại cắm cúi vào đống hồ sơ trên bàn, nhìn quan sát vẻ mặt của anh. Cái gì mà lạ lùng vậy? Bình thường chỉ cần cô vừa xuất hiện ở cửa là anh đã bế bổng cô lên mà ôm hôn rồi. Mình làm gì sai hay sao? Anh sao thế? Nhìn sắc mặt ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước vậy. Chàng trai hay nói hay cười của cô hôm nay có chuyện gì thật rồi. Nhìn đẩy ghế của anh ra, cúi xuống đối diện ánh mắt anh. Có chuyện gì anh phải nói với em chứ? Tự dưng giận dỗi thế này em biết làm sao bây giờ? em không yêu anh hả anh nói gì lạ lùng thế không yêu anh em đến đây làm gì em nắm tay người khác đầu nhiên nổ tung một tiếng hiểu ra vấn đề anh đã thấy cô và sơn trong quán cà phê rồi lạ thật với tính cách của anh thì anh phải sấn sổ lại từ lúc đó để kéo cô đi chứ không lẽ là sơn gửi sao nhiên cười chủ động ngồi vào lòng anh ôm cổ phụng phịu hóa ra là người đàn ông của em vừa ăn phải một vại ớt thật là đáng yêu hết sức đi rõ rành rành như vậy em nói là em không nắm đi em không chối nhưng mà anh nghe em giải thích được không anh ta gọi điện thoại hẹn gặp em để nói chuyện tiền nong rồi bất ngờ nắm tay cầu xin em quay lại rồi em đồng ý để cho thằng chó đó nắm sao hơi thở của anh bắt đầu phát ra hơi lửa ngùn ngụt chỉ tích tắc chưa đầy hai giây em trở tay không kịp nhưng em đã nói rõ ràng với anh ta không có chuyện quay lại vì em có bạch mã hoàng tử rồi Giá như bạch mã hoàng tử của em có mặt ở đó thì đã có thể ngăn anh ta nắm tay em hoặc là cho anh ta một quả đấm vì dám nắm tay người phụ nữ của anh, đúng không? Hoặc nếu như hoàng tử của em ở đó thì em đã nhào vào lòng anh để chứng minh em là của ai rồi. Anh đang rất giận nhiên nhưng ánh mắt và lời nói như quyện mật ong của cô khiến cho trái tim anh đập thình thịch. Giọng nói của anh khàn đi mang theo chút giận dỗi. Anh không phải bạch mã hoàng tử. Nhìn nghe tiếng thở bực dọc của anh không khí xung quanh dường như giảm mấy độ anh hình như đang phát điên lên lại còn không thèm ôm cô cô cố tình dụi môi vào vùng ngực vạm vỡ của anh thì thầm được rồi hắc công tử của em anh ta thì em không biết nhưng về phía em không bao giờ em có thể quay lại với người đàn ông đánh đập và nhục mạ em như vậy nếu em làm gì để anh hiểu lầm thì anh nói em sửa được không em xin lỗi từ nay em không gặp anh ta nữa anh đừng im lặng như thế này em không quen chút nào từ nay nếu anh ta có hẹn gặp thì anh sẽ đi cùng em được không Tú đã cố gắng chịu đựng hết sức. Anh là người giận cô nhưng lại phải chịu hậu quả đè nén thật là khổ sở hết biết. Hôm nay nhiên của anh mặc một chiếc váy lụa màu xanh lục, làn da trắng hồng vì thế càng trở nên nổi bật xinh đẹp vạn phần. Mái tóc dài buộc lại sau gáy một cách cầu thả, lộ ra xương cổ mảnh khảnh khiêu gợi. Tất cả làm cho nhiên toát lên một vẻ đẹp hết sức kiều mị. Chẳng mấy khi nhiên của anh chủ động thế này, đúng là giết người không giao. Giận không giận thì thôi, quyết định xuống núi. Nhiên giờ trở thành một nữ sinh thực thụ, sáng đi học chiều về nhà, Thì thoảng lại trộm bố mẹ đi chơi với anh một hôm vào ban đêm. Cô vẫn chưa cho bố mẹ biết mối quan hệ của họ. Tính ra thì cô mới chỉ ly hôn chính thức được 3 tháng. Sợ bố mẹ sốc khi con gái bắt đầu một mối quan hệ mới quá nhanh. Chỉ có điều trong lòng vẫn còn lấn cấn về số tiền của bố mẹ. Sơn chảy bừa không chịu trả, mà cô cũng không thể muối mặt đến đòi anh ta được. Dường như từ khi ly hôn xong, cuộc sống của Nhiên khá thoải mái. Bố mẹ lại muốn bù đắp cho con gái nên lại càng cưng chiều cô sống không thiếu cái gì như một tiểu thư nhà giàu vậy. Người ta nói phụ nữ nở rộ xuân sắc nhất là khi an nhàn, không phải lo nghĩ thật sự rất đúng. Nhìn càng ngày càng đẹp, càng ngày càng trẻ trung, không hề giống với thời cô làm dâu phố cổ nữa. Cuộc sống của nhân bây giờ chỉ cần nghĩ đến học hành và yêu, thoải mái và hạnh phúc. Bạn bè trong lớp không nhiều người biết cô đã từng qua một lần đò, vậy nên thi thoảng vẫn nhận được vài lời tán tỉnh của những cậu sinh viên cùng khoa. Cô cũng không để ý làm gì. Bên kia, Sơn vẫn điên loạn nướng vào cờ bạc, sau vài lần thắng đậm, có lần thắng được gần cả trăm triệu thì giờ lại thua liên miên. Cái máu cờ bạc đã ngấm vào người lại càng khó bỏ, đánh để gỡ lại số lần thắng, đánh để gỡ lại số tiền đã bỏ ra, càng đánh càng ham mà càng đánh lại càng thua. Không biết làm sao để có tiền đánh tiếp, Sơn lại lầm lũi về spa của Thúy, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, chờ Thúy hở ví ra là lại lấy tiền đi đánh bạc. Thúy đã chán lắm với thằng bổ xương ăn nhác làm. Cô ả à không ngờ sơn hiền lành của năm xưa lại có thể đổ đốn nhanh như vậy. Thế nhưng bây giờ bỏ thì lại tiếc. Không muốn bị người đời chửi cho lút mặt vì bao trai mấy năm trời mà không lấy lại được cái gì. Về rồi đấy à? Suốt ngày nướng vào cờ bạc, đánh đến lúc cái spa này phá sản luôn đi. Em nói cái gì thế? Chơi chơi cho vui, lâu lâu rút mấy đồng trong ví. Đó cũng coi như là tiền lương em trả cho anh, chứ có gì mà nặng nhẹ. Vâng, anh ngồi không cũng được lương đấy à? Tôi vừa phải thuê một thằng quản lý rồi. 24 tiếng anh đi 23 thì quản lý cái nỗi gì. Anh chỉ chơi vài ván nữa thôi. Anh mới thắng được có mấy ván, vận xui qua, vận may lại đang đến rồi em yêu." Mắt Thúy Lé lên. "Anh thắng được bao nhiêu rồi?" "Được vài chục. Chứng tỏ vẫn đang đỏ đấy, thêm vài ván nữa mà không đỏ là dừng đấy nhá." "Ừ, biết rồi. Em còn 10 triệu đây, anh cầm đi mà đánh nốt đi này, xem vận may thế nào." Trong mắt Sơn muốn nhảy ra ngoài vô cùng ngạc nhiên cầm tiền thúy đưa như là mơ thúy nhìn chỗ khác cười gian cứ đánh đi anh em đưa tiền cho mà đánh nhìn đang phụ mẹ làm đồ ăn trong bếp thì nghe tiếng chuông rồn rã bố ngồi ở ghế buông tờ báo xuống sáng sớm thứ bảy không biết ai mà bấm chuông ẩm ý thế chắc là thằng quân rồi hôm nay lại đến sớm thế cơ ông thành đi ra cổng nhìn thấy chàng trai trẻ to cao trước mặt nhíu mày chưa gặp bao giờ có đi nhầm nhà không vậy cháu chào bác bác mở cửa cho cháu đi ạ à? Cậu là ai? Cháu là người yêu em Nhiên, hôm nay đến đây chào bác. Cái gì? Cậu nhầm với con Nhiên nhà nào không? Trong mắt ông Thành như muốn nổ ra ngoài. Không ạ, à, em Hoàng Diệp Nhiên của cháu, cháu nhầm sao được. Bác là tiến sĩ kiến trúc sư Hoàng Trúc Thành, bác gái là tiến sĩ sinh học Phan Mỹ Hoa, ông nội Nhiên là giáo sư sử học Hoàng Thúc Hà, ông ngoại là giáo sư Phan Tài. Ông Thành nghe cậu thanh niên đọc vị cả tổ tông nhà mình ra mà hốt hoảng, mở cửa gọi toáng lên bà hoa con nhiên ra đây bố bảo hai mẹ con vẫn đang dở tay chạy ra nhiên nhìn thấy anh thì hết hồn trời ơi anh làm cái gì vậy sao tự dưng đến nhà vào buổi sáng sớm đột ngột thế này gì đấy mà ông hét toáng như cháy nhà vậy hả già dạ, rồi suốt ngày la hét om sòm ô cậu này là cháu chào bác gái ạ à, đây là hoa hồng miyako bác thích rượu đây là của bác trai ạ à, cái này của nhiên tú nhanh nhẹn đẩy vào mỗi người một món quà Bà Hoa tròn mắt chưa hiểu gì. Ông Thành quốc mắt nhìn con gái. Nhìn lườm anh cháy mặt. Ai cho đến đây đột ngột thế này chứ? Đi vào nhà rồi hãng nói. Trên phòng khách, Nhiên và anh ngồi một bên, bố mẹ ngồi một bên. Cô nhanh nhẹn pha trà cho bố. Nhiên, cậu này vạch trời nhảy xuống hả con? Nhiên đỏ mặt ấp úng. Con... Anh ấy là bạn trai con bố ạ. À. Bạn trai? Bình rượu mơ của bố nhanh thế sao? Ông Thành tỏ vẻ không hài lòng thế đây là nguyên nhân mà con hay đi đổ rác cả tiếng đấy hả con bà hoa nhìn con gái rồi lại nhìn thằng cu trước mặt Nòng cũng sáng sủa đấy bà nhìn cái mã thấy cũng ưng mắt bố mẹ con và anh ấy yêu nhau cũng được bốn tháng con chưa thu xếp nói cho bố mẹ được bốn tháng rồi không bác ạ à, cháu đã yêu nhân một năm rưỡi rồi nói vậy thì cậu là nguyên nhân mà hôn nhân con gái tôi tan vỡ bố không phải bác không phải đâu ạ à cháu yêu cô ấy từ trước từ lần đầu tiên gặp mặt tiếc là cô ấy đã có chồng mãi đến khi ly hôn một thời gian cô ấy mới chịu chấp nhận cháu nhìn nhéo tay anh một cái mủm mép kiểu gì không biết lần đầu tiên ra mắt cậu yêu con gái tôi được bao nhiêu ngày nữa bố cô ngồi im để bố hỏi cậu ấy cháu muốn ở bên nhân cả đời tú không hề do dự mà nói ông thành mắt không rời chàng thanh niên trước mặt nó có vẻ cũng sáng sủa chững chạc ăn nói đàng hoàng có đầu có đuôi nhưng ông vẫn phải kiểm tra cho thật kỹ, con gái ông đã qua một kiếp nạn khổ đau, ông sẽ phải bao bọc con thật kỹ càng để nó không phải nằm gai nếm mật một lần nữa. Tôi nói thẳng với cậu thế này, con gái tôi dù có thế nào thì nó vẫn là bảo vật của gia đình tôi, và lại so với những đứa cùng tuổi, chưa chắc nó đã thua kém bất kỳ phương diện nào đâu. Chắc cậu cũng biết, nhân nhà tôi hiện giờ nó không thiếu người theo đuổi. Tôi nói như vậy để cậu biết, dù con gái đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, nhưng không phải cậu cứ đến là chúng tôi cho phép qua lại với nó đâu cậu có chịu được thử thách không cháu sẵn sàng làm tất cả mọi việc bác giao để được hai bác cho phép yêu em nhiên ạ à? nhiên nhìn bố tròn mắt lo lắng không biết rồi bố làm khó gì anh ấy đây cuộc tình này thật sự ban đầu cô chỉ nghĩ là cứ yêu thôi nhưng càng gần anh cô mới càng nhận ra mình yêu anh sâu đậm đến mức nào cô cũng có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình là thật tuy nhiên để hỏi cô thật sự tin tưởng anh thì cô không chắc trải qua đổ vỡ một lần như bóng ma trong lòng không ít lần cô bận tâm anh không vượt qua được định kiến của xã hội và gia đình giờ bố cô lại tuyên bố sẽ làm phép thử thế này cô thật sự sợ anh sẽ không còn kiên định ở bên mình nữa dường như cảm nhận được sự lo lắng của nhiên tu nắm chặt đôi tay hơi lạnh của cô trong lòng bàn tay của mình chấn an anh nhìn sang cô trìu mến rồi nhìn ông thành và bà hoa cháu biết sự xuất hiện đột ngột khiến hai bác chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng cháu tin sẽ làm cho hai bác hoàn toàn yên tâm trao con gái cho cháu. Bác có điều kiện gì cháu sẽ cố gắng hoàn thành ạ. Cậu làm nghề gì? Cháu buôn bán phụ tùng xe ô tô và xe độ. Độ xe? Vâng ạ. Cậu có những gì để đảm bảo được con tôi nó không phải làm lụng vất vả? Bà Hoa ngồi bên cạnh đã đá, đá chân chồng, mới lần đầu tiên gặp mà chồng đã hỏi tiền bạc của nó, ông đúng là vô duyên, nó mà chạy mất dép thì con gái mình sẽ thế nào? con gái tôi qua một cuộc hôn nhân đã khổ đủ đường để kiếm tiền nuôi gia đình chồng cũ nếu như để nó bắt đầu một cuộc tình mới lại dẫm lên vết xe đổ thì gia đình tôi không bao giờ cho phép chúng tôi không thể trao nó cho một người không có cái gì trong tay vì vậy nếu như cậu không lo được cho nó cả đời nhàn hạ thì cậu cũng rút lui đi tú cười nhẹ nhõm tưởng cái điều kiện gì khó khăn cháu không có quá nhiều tiền nhưng có thể nuôi được cô ấy cả đời cô ấy tiêu xài mặc sức không cần phải đi làm chỉ cần ở nhà chờ chồng là được. Cháu lấy vợ về không phải đến nay lưng làm lũng vất vả. Cháu cũng không cần một người vợ mạnh mẽ. Một mình cháu mạnh mẽ làm chủ gia đình là đủ rồi. Tôi có cơ sở gì để tin được lời cậu? Kìa bố, con không phải... Nhiên, nếu con không qua được cửa ải này thì hai đứa không cần phải yêu nhau nữa. Cháu sẽ gọi luật sư của cháu ngay bây giờ để làm thủ tục cho Nhiên đồng đứng tên tất cả tài sản mà cháu có. Nói rồi anh điện thoại ngay cho luật sư Thạch nói rõ tình hình trước mặt ông bà Thành. Ngày mai luật sư sẽ làm thủ tục chuyển nhượng, vài ngày tới cháu sẽ chuyển hồ sơ cho hai bác xem. Anh, anh đừng như thế, em không... Anh vuốt những sợi tóc lò xòa trên trán cô. Yên, để anh nói chuyện với bố mẹ, nhá. Anh quay sang ông Thành bà Hoa. Nhưng cháu có điều kiện. Cậu nói đi, cháu muốn đăng ký kết hôn với Nhiên trước, sau đó sẽ chỉnh hai bác hồ sơ chuyển nhượng sau. Ánh mắt ông Thành xẹt qua ánh sáng môi hơi nhếch lên rồi ông nhíu mày lại ông nhìn chàng trai trước mặt tính toán trong lòng một chút xong vấn đề về đời sống của con tôi tiền bạc trong hôn nhân là vấn đề quan trọng nhưng cũng không quan trọng bằng tình yêu cậu dành cho nó lúc mới yêu thì cái gì cũng tốt đẹp hết rồi cậu có nghĩ đến sẽ kết hôn thế nào với người đã qua một đời chồng không cái ông này gì mà suốt ngày cứ nói con gái đã qua một đời chồng thế con tôi một đời chồng nó hơn ối đứa bà hoa bắt đầu bực mình với cái sự dài dòng văn tự của ông thành cháu không dám hứa cả đời sẽ không làm cho nhiên khóc nhưng sẽ làm hết sức để cô ấy có thể cười thật nhiều thời nay một đời chồng không khác gì với chưa lấy chồng hơn nữa cô ấy cũng chưa có con thì một đời chồng cũng chỉ như chia tay một mối tình thôi cháu không có gì khúc mắc hết rồi còn gia đình cậu thì sao cháu đã tự lập từ lâu cũng không còn phụ thuộc gì vào gia đình nhiều chuyện hôn nhân cháu tự quyết nếu gia đình cậu phản đối thì cậu làm sao cháu sẽ bảo vệ cô ấy trước thôi được rồi Giờ cậu về đi, ngày mai đến đây tôi kiểm tra tiếp. Không cần ăn mặc chỉnh chu thế này đâu, trông ngốt lắm. Trời 38 độ, ai bày cho cậu mặc vết vùng làm gì? Mặc đồ ở nhà bình thường thôi, đến đây làm việc với tôi. Bố, bố bắt anh ấy làm gì? Làm gì thì mai biết. Tù lóng ngóng đứng dậy, vẫn nắm chặt tay nhiên không buông. Hai người nhìn nhau mặt mày méo sạch. Anh vào Sài Gòn cả tuần rồi, bây giờ lại... Nhìn đột nhiên bỏ tay anh ra, chạy sang bên ông Thành làm nũng. Bố, con đi chơi với anh tú nhé cái gì nhiên ai cho con bố con đâu còn mười tám tuổi nữa mà ngày trước con cũng không yêu như thế này anh tú vào sài gòn một tuần chúng con xa nhau bây giờ bố không cho con gặp anh ấy con không chịu đâu bác con sẽ đảm bảo yêu em nhiên tử tế con đã ra mắt anh vũ trong kia rồi nếu bác tin anh vũ thì sẽ tin con là người tử tế ông thành bà hoa nhìn nhau Hóa ra mấy lần con gái ông bà bay vào thăm anh trai nó là đi thăm người yêu. Bọn trẻ thời nay đúng là khó mà cấm cản. Được rồi, đi chơi về trước 10 giờ tối. Con gái tôi mà mất một sợi tóc thì cậu coi chừng đấy. nhiên lên phòng thay quần áo, Tú tranh thủ lấy lòng mẹ vợ tương lai. Có vẻ đối tượng này dễ hơn là ông bố. Chẳng biết hai người nói chuyện gì mà rôm giả tít mất ngoài vườn hoa. Ông Thành ngồi bên bàn đá pha trà, quan sát người yêu mới của con gái. Lúc thì cong môi, lúc thì nhíu mày khó đoán nhìn thay một chiếc váy tiểu thư nhẹ nhàng màu hồng phấn rồi đi xuống thấy anh và mẹ ở trong vườn hoa nói chuyện vui vẻ cô thoải mái chạy đến ôm tay anh mẹ nói chuyện gì với anh mà vui thế còn chủ đề gì ngoài em mẹ kể chuyện em hồi bé đấy rồi chuyện bác gái không thích hoa hồng miyako nhìn xấu hổ nhớ lại lần anh tặng loài hoa này lúc đó chơi yêu nhau cô e ngại nên đã đổ thừa là mẹ thích được rồi hai đứa đi chơi đi nhớ lời bố con dặn đấy nghe chưa cháu sẽ đưa nhân về đúng giờ ạ à ông bà thành nhìn đôi trẻ xíu rít lên ô tô rồi mới quay lại bàn đá uống nước tôi thấy thằng bé này được ông ạ à. nhìn cử chỉ chăm sóc tỉ mỉ của nó dành cho con nhiên nhà mình là tôi thấy ưng rồi bà mới gặp nó một buổi mà đã kết luận được còn phải xem lâu dài thế nào thanh niên thời nay đứa nào chẳng chăm sóc bạn gái như thế lấy về rồi mới lộ bản chất thế ông này tôi tin vào trực giác của phụ nữ con nhiên nhà mình có gì để nó lợi dụng đã một đời chồng chưa làm ra tiền đang còn đi học chúng nó quen nhau không yêu thì là gì với lại tôi thấy thằng bé này tướng tá ok đời f một sau này ngon lành phải biết đấy tỷ lệ số đo cơ thể tay chân dài cổ cao vai rộng mặt góc cạnh được cái bà này bà có thể rời xa cái giáo án sinh học của bà được không cái gì mà f một với cổ dài bà làm như nó là vượn ấy ô thì tôi dạy sinh học nên tôi mới biết thế nào là chọn giống tốt đúc kết cả cuộc đời mới ra một trang giáo án chọn đàn ông giống chuẩn thời trẻ tôi biết chọn thì còn lâu ông mới đến phần vâng tôi không phải đàn ông giống chuẩn hai đứa con đứa hoa hậu đứa nam vương đấy bà tự phối giống hết đấy là gen trội của tôi được rồi bà vào nấu ăn đi để tôi còn soạn bài ngày mai kiểm tra thằng rể tương lai của bà xem nó có đủ phẩm chất của tôi không xe đi ra khỏi nhà được một đoạn tú vội tấp vào ven đường kéo nhiên vào lòng siết chặt hít hà mùi hương tóc cô anh nhớ em quá anh đến chết mất thôi cả tuần rồi không có em Nhân mỉm cười vòng tay ôm ngang lưng anh. Anh à, bố mẹ em không phải coi trọng tiền bạc như vậy đâu, chỉ là... Anh biết, anh biết bố mẹ muốn thử thách tình yêu của anh dành cho em. Mà kể cả có thực sự như vậy, anh cũng tự nguyện. Anh yêu em như vậy sao? Lẽ nào em còn không biết, còn chưa thực sự tin sao? Nhìn vùi mặt vào ngực anh, nhớ anh rất nhớ. Cả tuần không gặp dài như cả thế kỷ. Mỗi tối mỗi sáng đều nghe giọng của nhau, nhưng chưa bao giờ thấy là đủ hết. Giờ thì tin rồi, tuyệt đối tin. Anh hài lòng ngắm nhìn gương mặt của người trong lòng, đôi môi nhẹ nhàng cúi xuống vẽ hình đôi mắt, chóc mũi, đôi môi, chiếc cằm thon gò má hồng căng mịn, cổ cao ba ngấn trắng ngẩn thơm tho, để lại những dấu hôn vụn vặt. Nhìn của anh có sự mị hoặc khiến anh yêu điên cuồng không thể ngừng nhớ được. Mùi hương trên thân thể cô chầm chậm lên lòi vào khứu giác, vào tóc, vào da, vào thân thể cũng như trái tim anh. Sáng hôm sau mới 6 giờ, cả nhà đang ngủ, Tú đã lò dò bấm chuông, tay sách nách mang đủ các loại rượu bia, hoa quả, bánh trái. Ông Thành ngắp ngắn ngắp dài, được hôm chủ nhật không để gia đình người ta yên ổn gì hết. Hôm qua quên bén không giao hẹn giờ với nó. Cái thằng này, nó ăn phải cái gì của con ông bà mà cứ ảo ảo thế này không biết. Anh để em sách cho, anh đến sớm vậy, nhà còn chưa ăn sáng. Anh cũng chưa ăn, đến đây ăn luôn. Ông Thành nhìn bà Hoa. Thằng này nó tính chơi cái bài ăn dầm ở rể ở nhà ông bà đây hả? Lì thật. Mua làm cái gì, lát nữa đằng nào cũng phải đi chợ với bác. Đến lượt Nhiên và Tú tròn mắt nhìn nhau. Đi chợ á? Không biết bố mẹ cô lại ra bài kiểm tra gì đây? Cả nhà ngồi ăn sáng quay quần trong bàn lớn. Hôm nay bà Hoa nấu bún thang. Tú ngồi ăn suýt xoa. Giờ mới biết Nhiên thừa hưởng biệt tài nấu ăn từ mẹ. Ngon quá xá luôn. Một khung cảnh gia đình đầm ấm như thế này. Anh luôn mong ước từ rất lâu. Cái mà ở gia đình anh không bao giờ có. Nhiên nhìn sang, thấy ánh mắt của anh hơi thẫn thờ không giống như ngày thường có chút thương trong lòng người đàn ông của cô chắc lại nhớ gia đình rồi anh em muốn ăn thịt gà tú giật mình quay trở về với thực tại xé thịt gà thổi đưa đến bên miệng cô nào há miệng ra ông thành bà hoa ở bên kia quan sát từng chút một ông ho một cái thế giới này chỉ có hai đứa thôi à nhìn phụng phịu bố lo mà gấp cho mẹ đi nhìn bọn con làm gì nó nói đúng rồi còn gì nữa lấy nhau mấy chục năm trời rồi Lúc nào cũng tranh ăn thịt đùi của vợ. Tôi tranh lúc nào? Bà nấu rồi bỏ vào bát của tôi thì tôi ăn thôi chứ biết gì. Nhiên và Tú ăn xong trước, kéo nhau ra vườn hồng để bố mẹ trêu chọc nhau cho tự nhiên. Vườn nhà Nhiên đủ các loại hoa hồng, hoa leo, hồng cổ, hồng quế, hồng phấn nữ hoàng, hồng tầm xuân, hồng cung phủ. Tú ôm người yêu trong lòng, hít hà hương thơm của những cánh hồng nở rộ, đời không còn gì hạnh phúc hơn. Hôm nào anh sẽ đặt một gốc hồng Miyako về đây trồng để em ngắm thỏa thích hàng ngày. Cây đấy khó sống Bố đã mua về trồng rồi nhưng không sống được Ra hoa rất ít Vậy thì ngày nào cũng tặng em một bó Không, tốn tiền lắm Em thích nhưng không cần ngắm hàng ngày đâu Hoa ở vườn ngập tràn rồi Thì thoảng tặng em một bó là được Không cần tặng cũng được, em không quan trọng đâu Không được Có cô gái nào là không thích hoa Vẫn trong khả năng của anh, không cần lo Tú cúi xuống chạm môi vào chán nhiên Rồi lướt xuống chóp mũi bờ môi Mùi hương cơ thể cô hệt như những đóa hồng thơm nhẹ nhàng êm dịu len lỏi phủ đầy trái tim anh đôi môi cọ cọ vào trước cổ trắng nõn mát rượi nhìn hơi nhột khẽ cười khúc khích đẩy anh ra nhưng anh lại càng đam mê dứt khoát nuốt tiếng cười của cô vào trong khoang miệng nụ hôn giữa vườn hồng say đắm và mê mải không dứt hôm nay trời nắng đẹp những đám mây non mềm buổi sáng lững lờ trên bầu trời trong vắt không khí cũng trong lành mát mẻ quấn quýt đôi tình nhân đang buộc chặt nhau vào giữa vườn hồng hai đứa hôn xong chưa chuẩn bị vào làm bài kiểm tra đi nhìn hơi ngượng đẩy anh ra tu luyến tiếc rời ánh mắt khỏi đôi môi sưng đỏ ngọt ngào của người yêu thế này nhá tôi chỉ có thể gả con gái cho người đàn ông có thể hết nơi phòng khách mà cũng có thể xuống bếp đeo tạp dề tôi không muốn con tôi những lúc ốm đau mệt mỏi lại phải lết dậy nấu bữa cơm cho chồng vợ chồng phải đỡ đần nhau nó nhặt sau thì anh phải rửa bát nó nấu thì anh cũng phải đứng bên cạnh phụ giúp cho nên đầu tiên là anh đi chợ với bà nhà tôi học cách mua bán chọn lựa thực phẩm đồng ý không có thể đổi ý chưa muộn Không đổi ý con làm Chờ anh nhé anh đi chợ với mẹ Bố con đi cùng anh ấy Ở nhà con còn việc khác Không con không ở nhà đâu Con đi chợ Cái con bé này Ở nhà với bố bắt sâu tỉa cành Con sợ vậy bia hơi của bố làm gì nó à Nhìn hờn dỗi không thèm nhìn bố Kéo anh đi vào trong bếp Mẹ dễ tính lắm anh đừng lo Chỉ có điều mẹ nói nhiều Anh chịu khó nghe rồi vâng dạ là được Anh đừng cãi mẹ nghe không Được rồi anh biết nói nhiều càng hợp với anh em ở nhà ngoan chờ anh về hôm nay anh sẽ trổ tài cho em thấy người đàn ông của gia đình là như thế nào nhé nhìn cười kiễng chân hôn chụt vào má anh được rồi có việc gì khó khăn phải gọi ngay cho em đấy tú và bà hoa đi ra khỏi ngõ nhìn pha trả cho bố đọc báo ngoài vườn ông thành đặt tờ báo xuống hỏi con gái tình cảm của con với cậu ấy thế nào con rất yêu con quên thằng sơn rồi sao người đó không đáng để con phải nhớ con gái con giỏi ở tất cả mọi mặt nhưng về phương diện tình cảm thì con không giỏi ba năm trước khi con một mực đòi cưới thẳng sơn bố mẹ đã không đồng ý con cũng nói con rất yêu ngày trước con không có kinh nghiệm sống còn lần này con chắc chắn bố ạ bố mẹ có thể ngăn cấm thế nào thì con vẫn sẽ yêu anh ấy ở bên anh ấy thực sự con cảm thấy mình có thể thoải mái nói cười không cần phải gồng mình trở thành một người khác bố mẹ không cấm cản tình yêu của hai đứa nhưng con phải xác định tình yêu này sẽ không dễ dàng đâu. Bố có tìm hiểu, cậu ấy là người miền Tây, so với gia đình miền Bắc bình thường sẽ không phải lễ giáo gì nhiều. Tuy nhiên, gia đình thuộc hàng hào bá, con hiểu chứ, nhà họ là chủ vợ lúa lớn ở trong vùng Đồng Tháp 10. Nhìn sững người một chút, gia đình anh như thế sao? Cô cũng không tìm hiểu sâu đời tư của anh, chỉ thi thoảng nghe anh luôn nói anh là hắc công tử Bạc Liêu rồi những mẩu chuyện về bà nội, qua đó mà biết được bà nội là người lễ giáo nghiêm khắc anh cũng không hòa hợp với gia đình lắm tự lập từ lâu thậm chí bỏ ra ngoài hùn vốn với bạn mở công ty bố dù thế nào đi nữa con cũng yêu anh ấy nếu như anh ấy đã chọn con thì chúng con sẽ ở bên cạnh nhau cố gắng vì tình yêu của mình ông thành thở dài con gái ông đã yêu sâu lắm rồi ông có khuyên nhủ cũng không được nữa hy vọng ông nhìn đúng người sẽ mang lại được hạnh phúc cho con ông bà hoa và tú đã đi chợ về bà hoa đi trước anh bước theo sau trên tay cơ man là thực phẩm Nhìn vội chạy lại đón đổ trên tay anh đặt lên bàn bếp. Người đàn ông của em mệt không? Không mệt, có gì đâu, sau này anh cũng sẽ đi chợ cùng em, tập dần là vừa. Cô đưa ly nước sấu lên miệng anh, anh uống đi, em vừa mới pha đấy. Còn của mẹ đâu? Mẹ có bố rồi anh đừng lo. Nhìn chun mũi lau mồ hôi trên trán anh, người đàn ông này của cô thật là thương mà. Cậu Tú xong chưa? Ra đây tôi bảo. Hai người lại lật đật chạy ra vườn, ông Thành đang cầm của con gà trống rúi vào tay Tú. Tú hết hồn Đời còn chưa thấy mặt con gà sống nó như thế nào Quả này chết rồi làm sao bây giờ Mùi méo sạch nặn ra một nụ cười Giờ đến phần làm gà Cắt tiết vặt lông rồi luộc chặt vào Có biết nấu bữa trưa không Bố Con còn không biết làm làm sao anh ấy làm được Bố hướng dẫn qua một lần là biết làm ngay Con đi lên phòng đi Bố dạy lại bài học hôm trước Thằng quân nó nói qua dạy cho con Bác cứ lên dạy cho nhiên đi Bữa trưa hôm nay để con làm cho con mở Youtube ra con làm phút mốt à Tú nghe nhắc đến quân vội vàng ngắt lời ông Thành Cái thằng nhãi mắc dịch kia Sao lại được lòng phụ huynh thế cơ chứ Được đấy, đàn ông phải như thế Bà Hoa đâu rồi Giảng giải cho thằng bé một lần Rồi bà muốn đi đâu thì đi nhá Nhìn khóc thầm nhìn con gà đang quắc quắc trong tay người yêu Làm sao bây giờ Thương anh mà không biết làm sao hết Bố cô đúng là quá đáng mà Em đừng lo, anh làm được hết Em cứ lên học bài đi Lát nữa xuống có cơm ngon canh ngọt mang tâm trạng lo lắng lên phòng đọc sách học bài ông thành tủm tỉm cười xem thằng nhóc kia hôm nay cho cả nhà ăn gì tú ở dưới bếp loay hoay với con gà mở điện thoại xem youtube ngâm cứu một chút rồi cầm dao chặt mạnh một cái đầu con gà đi một nơi thân gà đi một nơi viết bắn tung tóe ra cả quần áo thôi kệ đằng nào lát nữa cũng phải thay sau một tiếng loay hoay con gà đã sạch lông nằm yên trong nồi luộc giờ đến món canh cá giờ đến món canh cá trong hướng dẫn của cúc pet là chỉ cần rán cá rồi xào dưa cà chua, cho nước rồi thả vào. Dễ ợt, Tú làm nhanh thoăn thoát. Sau này nhất định sẽ không bắt nhiên phải đụng vào công việc gì hết. Anh làm hết. Đang học bài, nghe tiếng hét toáng lên của bà Hoa, bố con vội vàng chạy xuống bếp. Thỏ mặt vào thì một cảnh tượng hỡi ôi, không thể tả nổi. Bếp khói bay mù mịt, người đàn ông của nhiên mặt mày mồ hôi vã như tắm, quần áo đầy vết đỏ lỏm như máu, tóc tai rũ rượi, chân dép đi dép không, tay cầm muôi tay cầm đũa, dưới đất bắt đũa lộn xộn vỡ toang, thịt cá bắn tung tóe khắp nơi. Anh, anh làm sao thế này? Có bị thương ở đâu không? Trời ơi, nó làm hỏng hết bếp của tôi rồi. Ôi, máy rửa bát bị long cửa rồi ông ơi. Bàn bếp sao lại vỡ mặt đá thế này? Ôi, cái bộ nổi ba đáy của tôi cháy đen hết rồi. Bộ bát đũa minh long của tôi. Mẹ nhiên muốn khóc ra tiếng mán nhìn đống tan hoang dưới nhà. Nhìn vội vàng thu dọn đống rác trong nhà bếp. Mẹ, mẹ đừng lo, con dọn một tí là sạch bong. Bác, con xin lỗi, ngày mai con sẽ gọi thay toàn bộ đồ nội thất bếp. Tú mang vẻ mặt vô tội không biết làm sao, ban đầu mọi chuyện đã rất suôn sẻ. Trong lúc rán cá anh tranh thủ đi vác bình nước khoáng vào để nấu canh thì lại xem video hướng dẫn thế là quên mất nên cháy cả con cá hỏng cả nồi. Vào lấy bỏ để ướp xong chặt gà nhưng con dao to quá chặt một phát bàn đá bị vỡ luôn. Giờ chỉ còn trông chờ vào món bò và gà luộc vậy. Được rồi, cậu Tú đi vào thay quần áo đi. Không có canh cá thì dùng nước luộc gà nấu măng đi, chuẩn bị ăn cơm trước 12 giờ rồi. Anh tiêu hiểu đi vào tắm gội thay quần áo đi ra, cả nhà đã ngồi bên mâm cơm, nhìn tác phẩm của mình cũng được đấy chứ, mùng đã mắc tận mang tai rồi. Ơ, ờ, nhưng sao mặt ai nấy lạ vậy? Ông Thành thở dài, cậu ngồi xuống mà ăn cơm mình nấu đi. Bố, anh ấy lần đầu tiên nấu, thì bố có bảo gì nó đâu, bố bảo nó ngồi xuống mà ăn. Vâng ạ, à, con mời hai bác, nhân ăn đi em. Tú nhanh nhẹn gấp lấy một miếng thịt gà đặt vào bát mình, lột ra rồi xé thịt đặt vào bát nhiên nhiên giật mình định né nhưng ngậm ngùi đặt bát xuống cậu làm lông kiểu gì con dùng tông đơ của bác để trong nhà tắm ông thành suýt ngất khi nghe thằng con rể tương lai nói bà hoa lát nữa vào vứt cái tông đơ vào thùng rác cho tôi tôi mà phải dùng tông đơ chung với một con gà cọc à nhiên bục miệng cười bố anh ấy cũng sáng tạo mà trong từng đấy thời gian con còn không nấu được nữa là cậu ăn thịt gà trước đi nhà tôi không thích ăn gà Gà đông tảo ngon mà bác Còn với bác gái phải chọn con gà ngày leo được mấy quả đồi Tối ngủ trên cây đấy Tú gấp miếng lườn Anh thích ăn đùi nhưng mà thôi Đành nhường cho bố mẹ vợ Sau này lấy nhân về còn nhiều dịp ăn đùi Vừa đưa lên miệng thì một trận dâng ở cổ ập đến Vội vàng chạy trối chết vào nhà vệ sinh Ôi sao nó hôi hám thế không biết Bác Bác bỏ cái gì vào gà của con vậy Lúc nãy nó còn thơm phức mùi hồi quế mà Ông Thành không thể nói với thằng con rể tương lai Bà Hoa thở dài Ai bày cho luộc gà không mổ bụng Rồi tim gan phổi phèo của nó không lấy ra hả Lòng thì không làm Mề thì vẫn còn phân Cậu ăn được không Còn nhớ lúc đi chợ bác nói với con là Con này mà luộc cả con ngon lắm Nhìn cố nhịn cười Tại mẹ đấy không hướng dẫn đầu đuôi Bố còn không cho con phụ anh ấy nữa Thì làm sao anh ấy làm được Mày chỉ được cái bênh người yêu là giỏi thôi Bác con xin lỗi Lần sau con sẽ làm lại ngon lành Được rồi Cũng may còn bò xào với canh măng ăn đi kẻo nguội lạnh hết rồi. Nhìn gấp một miếng bò cho vào miệng, dùng mình một cái rồi nuốt thẳng vào bụng. Ông Thành nhìn biểu hiện của con gái biết chuyện chẳng lành. Ông cũng khêu một miếng bò nhỏ cho vào miệng nhưng phải nhổ ra ngay lập tức. Cậu cho cái gì vào đây vậy? Con cho mắm muối đường. Sao có mùi gì lạ thế? Ăn thử đi. Tú gấp một miếng e rẻ cho vào miệng. Ôi trời ơi, đây là cái vị gì đời chưa bao giờ nếm qua. Anh cho công thức thế nào? ba thìa cà phê đen, một thìa đường, một thìa dầu, một thìa mắm. Hả? Sao lại cà phê? Người ta ghi rõ trên mạng mà bác. Nhìn nhìn sắc mặt ngắn ngẩm không buồn nói của bố mẹ vội quay sang. Anh không hỏi em hướng dẫn. Người ta viết là thìa cà phê, có nghĩa là lấy cái thìa uống cà phê phin làm chuẩn trọng lượng, chứ không phải cho cà phê vào, anh hiểu không? Tú cười khổ. Lần này anh mất điểm hoàn toàn rồi, làm sao bây giờ? Hai bác, để con vào nấu lại, chắc chắn sẽ thành công nhìn níu anh ngồi xuống cong môi hờn rỗi nhìn bố mẹ ông thành thở ra một cái thôi được rồi không phải nấu nữa muộn rồi cả nhà đi ra ngoài hàng ăn bác hôm nay mọi người muốn ăn nhà hàng nào cũng được con sẽ mời hôm nay cậu phá hỏng hoàn toàn cái bếp nhà tôi mà phấn khởi thế à chiều nay con sẽ gọi điện thay toàn bộ nội thất bác yên tâm nhưng bác này bác có thể cho con biết con được mấy điểm không ạ à? còn có mặt mũi hỏi điểm nữa nhìn mỉm cười xà vào lòng anh Em cho anh 10 điểm, công nỗ lực về tình yêu. Anh nấu thế nào em ăn thế đấy. Chỉ cần anh nấu không quá tệ như hôm nay là em sẽ ăn được. Ông Thành ngán ngẩm lắc đầu nhìn con gái. Người ta nói con gái là con của người ta quả là đúng. Rồi nó bán bố mẹ nó lúc nào không hay. Chỉ có vợ ông là nhất thôi. Tú hạnh phúc cuối nhìn người yêu. Anh thể sẽ học nấu ăn bằng được. Anh có cô vợ dễ thương thế này cơ mà. Nhiên này, em đừng lo. Ngày mai anh sẽ đến đây nấu lại. Ông bà Thành và Nhiên nghe anh nói mà dùng mình. Cảnh tượng nhà bếp vừa rồi vẫn còn là nỗi khiếp đảm. Vậy là cuối tuần nào Tú cũng đến nhà nhân để học nấu ăn, học nội trợ, học làm một người chồng tốt. Anh chàng sáng dạ, học dòng dã một tuần đã biết cách cắt tiết và luộc gà. Thêm một tuần nữa biết thái thịt bò, thêm tuần nữa biết phân biệt các gia vị trong bếp. Trong thời gian học hành cũng tốn không ít bát đũa của nhà người yêu. Ông bà Thành dường như cũng quen với sự có mặt của chàng rể tương lai. Có vẻ xuôi xuôi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mãn nguyện như đối với quân. Ông bà lo lắng con gái đi lấy chồng ở miền Nam xa xôi, còn đã qua một đời chồng cực khổ, rồi đây viễn cảnh làm dâu khó khăn lại còn xa bố mẹ nữa thì không biết sẽ thế nào. Tú đỗ xịch xe ô tô ở cổng, xách một đống đồ vào nhà, chờ đến cửa đã nghe tiếng. Bố mẹ ơi, xách hộ con đi nhiều đồ quá. Cái gì đấy mà sáng sớm nó đã không để cái nhà này yên lành rồi. Con mang đồ sang đây ở luôn. Hả? Cái gì? Mày nói gì lỗ tai bác nghe không phóng? Con sang đây làm dễ. À cái thằng này, Mày thấy ông dễ tính quá phải không? Ai là bố mẹ của mày? Ai đã gả con gái cho mày mà cứ sồn sồn bố với cha mẹ? Bố mẹ, con bán nhà rồi, không có chỗ nào để ở cả, cho con ở đây nhá. Cái gì mà bán hả? Đang ở sau bán vậy con? Bà Hoa tròn mắt hỏi. Con bán chung cư kia đi, con mua một cái khu trong nhà mình rồi, sau này cưới nhiên để nhiên ở gần bố mẹ cho đỡ nhớ. Mày nói như sắp khoai vào ấm ấy nhỉ? Dạ ngõ chưa, ăn hỏi chưa, đi ra khỏi nhà nhanh, ở đây mang tiếng con gái tao, anh, sao anh không nói gì với em vậy cả? Làm sao ở đây được? Anh thật là tủy hứng mà. Tú cười cứ thế xách cái vali đi thẳng vào nhà. Ô cái thằng này, ai cho mày? Nhân chạy theo. Anh, anh làm thế này bố mẹ giận đấy, anh đừng có làm càn. Ông bà Thành đi theo sau không kịp. Ông con rể tương lai đã nhanh nhẹn đẩy vali vào, rót nước uống tự nhiên như người ở nhà. Uống xong một hơi, anh nhìn nhiên đang ngơ ngác, ông bà Thành đang bực tức, miệng vẫn tươi cười. Bác đừng giận con, con làm vậy cũng là muốn tốt cho vợ con thôi. Chung cư kia vừa giao người ta trả tiền cao ngất ngưởng. Con làm ăn kinh doanh thấy hời là phải hốt luôn. Còn căn nhà trong khu này đang làm lại nội thất theo sở thích của vợ con. Chỉ khoảng 3-4 ngày nữa là hoàn thiện thôi. Nếu hai bác không cho con ở đây, con ra ở khách sạn. Hai bác không tin con đưa giấy tờ đây này. Ông bà Thành nhìn nhau. Cái thằng này nó dám đẩy ông bà vào thế bí. Nhìn lườm anh mắt sắc như dao. Anh làm nội thất theo ý em. Anh hỏi ý kiến em chưa? Thế giờ anh ra khách sạn mà hú hí đi. Không phải như thế Bố mẹ làm sao để anh ra ở khách sạn được Anh làm đúng gam màu em thích Nội thất chỉ mới đắp tường thôi Chiều nay chúng mình đi chọn Vợ nhá, đừng dỗi anh mà Tú vội nắm tay nhiên lắc Ai là vợ anh, chưa cưới hỏi gì Thưa hai bác Con làm xong nhà cửa ngoài này Cuối tuần con xin phép đương nhiên về ra mắt gia đình luôn Con muốn giúp vợ con về nhà lắm rồi Chưa để ở đây lâu phân trâu hóa bùn Cậu dám nói bình rượu mơ nhà tôi Bác bác, ý con không phải vậy Ý con muốn cưới càng nhanh càng tốt Nhiên là của con Con không muốn để cô ấy độc thân thằng khác nó nhỏ ngó Thôi được rồi Cậu ngủ ở phòng thắng Vũ Cấm mỏ sang phòng con Nhiên tôi đánh gãy chân đấy Được rồi bác Con chỉ cần ban ngày ở gần em thôi Ban đêm con nhịn vậy Nhiên đỏ bừng mặt kéo anh đi cất đồ Cái người này làm cái gì cũng khiến người ta trở tay không kịp Anh ở phòng anh Vũ nhé Phòng này để không hơi bụi bặm anh chịu khó Tú kéo Nhiên lại ôm vào lòng Được rồi anh ở đâu cũng được Cần em là được anh lừa bố mẹ để sang đây đúng không? Anh không lừa, thật đấy. Anh chuyển về trong khu rồi. Số 2228 tòa D. Lúc nãy em coi hợp đồng rồi mà. Sao lại tùy hứng như vậy? Rồi anh đi làm sẽ xa lắm. Từ Mỹ Đình đến Nguyễn Trí Thanh xa xôi gì đâu. Xa thế nào nhưng gần em cũng thành gần. Đồ dẻo miệng. Không dẻo, thật. Chiều nay mình đi sắm nội thất theo ý vợ yêu nhá. Vì em cái gì anh cũng làm hết, nhảy vào lửa cũng được. Anh cúi xuống cọ cầm vào má cô, cắn môi cưng nựng. Không cho anh nhảy vào lửa Em đau lòng lắm Anh nói vậy thôi Dại gì nhảy vào lửa Nhỡ mày chết nhân răng thằng khác nó hốt vợ anh đi mất Tặng em cái này này Tú cởi cúc áo sơ mi ra Nhìn hết hồn Anh làm gì giữa ban ngày ban mặt Bố mẹ ngoài kia kìa Anh dừng lại đi điên à Cô chạy ra đến cửa bị anh kéo lại Gì thế Anh phát hiện ra là đầu óc của em càng ngày càng giống anh đấy Tú phỉ cười Nhìn người yêu mặt đỏ như quả cà chua Nhìn lướt lên vòng ngực vạm vỡ Mặt càng đỏ hơn đôi mắt ánh lên vui vẻ. "Cái gì đấy, không hiểu đâu?" Tu nắm tay cô đặt lên ngực mình, "Không hiểu thì sờ nhé, sờ để biết em quan trọng ở đây như thế nào." Hạnh phúc lan dần khắp cơ thể Nhiên, trên ngực anh là hình xăm hoa hồng Miyako lồng vào tên cô. "Người anh thiếu hình xăm hay sao mà xăm tên người ta lên đấy, sợ quên mất người ta à?" "Em ngốc, hình xăm chỗ này là ý nghĩa nhất đấy, ai quan trọng nhất mới được nằm ở chỗ này. Em vẫn chưa thật sự tin vào tình cảm của anh?" Cho nên anh muốn làm cho em biết anh yêu em Yêu em hơn tất cả những gì có trên đời này Nhìn ngước mắt nhìn vào đôi mắt long lanh hạnh phúc Em tin, giờ em tin rồi Em tuyệt đối tin vào tình cảm của anh Phòng tay chủ động dâng đôi môi của mình cho anh Nụ hôn ấm nóng sôi sục Thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu Từng tế bào của hai người dạo rực Như muốn nhập làm một Cảm xúc bùng nổ, yêu thương kéo đến ngút ngàn Nụ hôn kéo dài mãi mãi Hôn rồi lại hôn, hôn say quên trời đất đến khi ông bà thành đập cửa ầm ầm đôi trẻ mới dừng lại ăn trưa xong hai người kéo nhau đi sắm đổ nội thất anh để nhiên toàn quyền quyết chọn anh tin cô ấy có mắt thẩm mỹ hơn mình mà không thẩm mỹ thì vợ anh chọn cái gì anh đều yêu cái đó mệt phở râu cả một buổi chiều đã chọn xong nội thất cho căn nhà hai người nhìn nhau ánh mắt lấp lánh họ sắp có một tổ ấm nhỏ rồi có nhà cửa rồi thì em sẽ sinh con cho anh nhé anh thích mấy đứa mấy đứa cũng được vợ anh sinh thì anh đều thích Thật không? Sinh xong rồi em già héo úa anh có còn thương không? Bụng em nhăn nheo ngực em dài đến rốn. Không xấu, em già thì anh cũng già đi. Anh hơn em 5 tuổi, anh chỉ lo anh già trước. Nhìn anh bây giờ hầm hố thế này đã giống bố em rồi. Tú kéo cô vào cửa hàng Doji. Vào đây, vào đây mua dây buộc cổ còn đánh dấu chủ quyền. Em thích bộ nào em chọn đi. Không cần đâu, em không có thói quen đeo trang sức. Không đeo thì bây giờ đeo. Đeo để biết là vợ anh Tú chứ. Suốt ngày mấy cái thằng nhãi sinh viên với thằng thầy nửa mùa cái tâm tia bực cả mình. Nhiên cười, không buồn tranh cãi với vài ớt di động, chăm chú ngắm trang sức, cô chọn một bộ dây mảnh và một cái lắc tay nhỏ. Anh quay sang nhân viên. Có nhẫn kim cương nào đưa ra đây, hoặc cả bộ vòng tay vòng chân, vòng cổ, nhẫn kim cương cũng được. Không cần đâu anh, vàng ý mặt ngọc cũng đẹp rồi. Không được, ít quá. Không lẽ anh lại nghèo đến nỗi không mua nổi một bộ trang sức kim cương cho vợ sao? Vợ anh phải đeo cả bộ từ đầu đến chân, Xem thằng nào không nhận ra vợ của anh nữa không? Anh đúng là, làm như người ta là đồ vật muốn lấy thì lấy dễ lắm ấy. Em không phải là đồ vật, nhưng đầu óc của em ngây thơ, không biết tạo khoảng cách gì cả, chúng nó cứ tưởng đáp lại. Sao hồi trước em tránh anh đấy, mà anh không biết là em tạo khoảng cách đi? Vì em là của anh, nên em cố tạo mấy cũng không được. Nhìn cười khổ với cái lý thuyết lòng vòng khó hiểu của anh, Tú cầm sợi dây mặt kim cương đeo vào cổ thon của Nhiên, người ta nói thật đúng, trang sức tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ. Sợi dây lấp lánh trên cổ khiến cả khuôn mặt của Nhiên sáng bừng lên. Dây này đẹp thật đấy. Em gái ơi, chị chỉ cần một sợi dây thôi, em cất những thứ kia đi cho chị. Không được, để đó cho vợ tôi. Anh đẩy Nhiên ngồi xuống ghế, cầm chiếc nhẫn kim cương đút vào ngón giữa của Nhiên. Em thích không? Rất đẹp, nhưng mà cái này là cầu hôn hả anh? Nhiên có chút hụt hẫng trong lòng, dẫu biết mình đã qua một đời chồng không có gì dám đòi hỏi. Nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, luôn mơ ước một màn cầu hôn đẹp đẽ và lãng mạn rồi lại tự nhủ với mình anh yêu mình thực sự là được không cần gì nữa tú nhìn cô đọc được ngay suy nghĩ của người yêu cái này em phải đeo để người ta biết là đã có chủ đây không phải là nhẫn cầu hôn anh sẽ cầu hôn em ở một nơi thật ý nghĩa và chỉ có hai đứa mình thôi nhìn cười xíp mắt vòng tay qua cổ anh cảm ơn anh yêu nhưng từ nay chỉ mua một bộ này thôi về sau không mua nữa em chỉ chung thủy một bộ này thôi cảm ơn xuông thế sao được rồi đây nhiên hôn chụt vào má anh một cái nụ hôn mát rượi giữa ngày hè của cô khiến tình cảm trong anh lại trào dâng tú thanh toán tiền rồi ôm cô ra khỏi đô di chiều muộn rồi phải về nhà nếu không bố mẹ vợ lại mắng cái tội đưa con gái đi chơi không biết đường về sơn và thúy đi dạo trong trung tâm thương mại qua cửa hàng đô di thì bắt gặp tú và nhiên mắt anh ta long lên sòng sọc sự ganh ghét vì thua cuộc dâng lên cực độ còn vợ cũ nhìn lại ngon hơn xưa gấp trăm lần Biết thế thì còn lâu mới ly hôn Nghĩ đến chuyện phải trả nợ lại càng cay cú trong lòng Nhìn sắp lòi chồng ra rồi đấy Tiếc à Tiếc gì lại lăng loạn, vớ vẩn Thúy nhìn Sơn, mắt lóe sáng lên rồi giả lạ Thế có định trả tiền cho nó không? Không trả, tòa nó gọi lên mà hầu à Gớm Không trả thì nó dám làm gì mà lo Cái loại gan kiến Hay là bảo bà già đưa tiền cho mà trả cho nó Nghĩ sao mẹ đưa tiền cho Thế thì làm lụng mà trả cho nó đi Sơn nửa ngờ nửa vực nhìn Thúy. Mấy ngày nay luật sư của Nhân gọi anh ta điếc hết cả tai, lại còn có giấy của tòa án gửi đến đòi nợ nữa. Sơn biết không thể coi thường pháp luật được. Nghĩ mà cay con vợ cũ, lại dám chơi mình một vố như thế, mà con bồ tự dưng bảo mình trả tiền cho vợ cũ. Cuộc sống này thật đảo điên. Người tưởng tốt mà xấu, người tưởng xấu mà tốt không tưởng. Dạo này anh có vẻ đen bạc rồi đấy. Người ta đã nói rồi. Lúc mà đỏ thì phải đánh to lên thì mới lãi được. Ai rốt như anh? Lúc đỏ đánh nhỏ, lúc đen thì đổ cả đống tiền đánh to. Rồi bây giờ nợ nóng bọn kia tính sao? Tiền đâu ra mà đánh to được? Làm gì? Đưa cho người ta lắm tiền lắm ấy. Mỗi ngày mấy trăm làm như mấy triệu. Muốn làm ăn lớn thì phải tính, chứ không động não thì giàu làm sao được. Em cho anh thêm, anh đi lên ba mà giải trí rồi mình tính. Thúy móc mấy tờ polymer xanh ra đưa cho Sơn, thấy tiền Sơn dịu giọng. Tính thế nào bây giờ? Em nói anh đừng giận chứ, cả cái nhà của anh đấy, Nói thật chứ như cái hũ nút Ở chật trội thế làm chó gì Người ta làm ăn buôn bán mới cần ở mặt phố Bà già ở đấy cho phí đi Mỗi tháng tiền thuê nhà được có mấy chục triệu Không tận dụng cái cửa hàng đấy Mà làm việc khác đi đỡ phải thuê nhà Có phải hơn không Giờ bán được cái gì Anh chỉ biết buôn điện thoại thôi Mà điện thoại có ai lên phố cổ mua đâu Ấy chết mẹ Em tính thế này Dù gì rồi mình cũng phải về ở với nhau thôi Em đang cần mặt bằng mở spa Anh lại đang cần tiền trả nợ còn phải trả cho cái con vợ cũ của anh nữa không thể coi thường pháp luật được hay là anh để lại căn nhà cho em cái gì mà để lại bà già không chịu bán nhà đâu đợt trước định mua chung cư xin ít tiền đấy mà còn chửi cả ngày ô anh từng tuổi nào rồi mà cái gì cũng nhất nhất phải nghe theo mẹ thế sao dốt thế anh là người thừa kế mảnh đấy cơ mà đằng nào chúng mình cũng sẽ là vợ chồng của chồng công vợ thôi anh thấy em có tiếc đồng tiền nào cho anh không spa của em làm ăn có ngon lành không Bỏ tí vốn máy móc ban đầu rồi cứ ngồi đó rung đùi mà đếm tiền, chả phải bỏ vốn sau nữa. Số tiền bán đất phố cổ anh còn có thể mua được vài cái chung cư ngon lành. Mua chỗ Vincom, Metropolis đào tấn, kim mã đi, thành giới thượng lưu ngay. Hoặc nếu không thì bạn em nó đang bán chung cư ở Đống Đa, vùng nội thất hoàn chỉnh. Nó mới nhận nhà tháng trước, mà nó kẹt tiền phải bán để kinh doanh. Mình mà mua, nó để rẻ 3 tỷ thôi. Sơn ngẫm nghĩ, có vẻ Thuy nói cũng đúng. Quả thật, spa của nó làm ăn hút bạc đời chỉ ngồi thu tiền thật sướng Còn vợ cũ tưởng là sẽ kiếm được đứa ngon hơn tao hả Còn lâu Chúng mày cứ đợi đấy Thúy nhìn người tình Ánh mắt lóe sáng khấp khởi trong lòng Sơn ăn nằm ở chiếu bạc Mạnh dạn đặt 20 triệu ván đầu tiên Thằng Ri học tốc chạy vào báo với thằng Rần Thằng Rần vội bấm điện thoại ngay Anh hai Thằng chồng cũ chị dâu nó lại đến chơi bài Có làm như trước không Nó dặm này chơi nhỏ không có nhiều tiền đâu Cho nó thắng đậm bốn ván đầu đi Tiền ăn được của nó chia cho anh khứa bảy Chúng mày ba Các ván sau tất tay cho anh Đến khi nào đủ một tỷ thì dừng lại Anh, bọn em đội ơn Được rồi, cứ làm đi Đưa được nó vào chồng muốn độ con xe nào anh làm cho con đấy Mày cứ làm theo như cũ Nhớ là phải cho nó thắng vài ván đầu nghe chưa Các ván sau làm thế nào cho nó thua một tỷ Nói với anh em Anh hai cho chia đều tiền lãi để chúng nó còn biết sắp xếp Làm đi Mai có tiền chơi gái không phải làm lục đi đòi nợ thuê cực khổ dần truyền đạt lại cho Ri. Anh ơi, sao anh bảo không làm mà muốn có ăn thì ăn cứt? Ri không hiểu gì chồng tay lên hỏi. Thằng ngu này, chỉ cần làm như hôm trước, mày có nhanh lên không, tao sút cho một cái về mà ăn bòi. Thằng Di lại học tốc chạy ra chia bài, Sơn chơi hai ván đầu tiên thắng được gấp đôi, nhớ lại lời con bồ nói đỏ kiểu gì tiền cũng chạy vào túi, máu lên lại đặt cược 100 triệu, ván đó Sơn thắng đậm gấp ba, càng chơi lại càng ham, càng chơi lại càng máu. Sơn Liều mình đặt 400 triệu vào ván ba cây để ăn được gấp đôi, hắn nghĩ không cần làm kiếm tiền thật dễ. Cầm quân bài cuối cùng trên tay, Sơn run rẩy một chút, điểm đang ngang bằng với Thằng Ri, chỉ còn một nước nữa thôi. Hai thằng nhìn nhau ánh mắt tóe máu. "Mày hạ đi." "Mày trước đi." "Đứa nào chả như nhau, thì mày hạ đi." Thằng Ri hạ con bài cuối cùng, Sơn nhìn xuống, máu bắt đầu rút dần, gương mặt đang đỏ rực bỗng chốc biến thành xám ngoét, cơn xanh nổi lên dữ tợn trong bàn bài tiếng cười khoái trá của đám con bạc khát máu đang càng làm cho hắn ta như chìm vào cõi chết trời trời lại được không nói cho chó nghe à ri vội hút tiền trên bàn cho vào túi chạy thẳng ra khỏi sới bạc thằng rằn ngồi vào sới hắt hàm hết tiền rồi thì cút mày mày cho tao lấy lại một nửa được không lấy gì mà lấy mày bỏ ra có một trăm triệu mất chừng đấy tiếc đéo gì về nhà vét tiền ra đây chơi tiếp không thì cút nhà tao không còn tiền nữa không có tiền thì cút, tiền ít đó hít thơm à. Sơn đi ra khỏi sòng bài, đờ đẫn vì chỉ trong mấy tiếng đồng hồ đã mất sạch, giá như dừng lại lúc được 400 triệu, không lẽ số mình đã đen nhanh như thế? Phút trước phút sau đỏ đã thành đen, quá cay cú, hắn ta nôn nóng quay vào, ánh mắt đỏ rực ngồi vào chiếu. Dần, tao vay tiền được không? Vay rồi bao giờ trả, bao nhiêu? 100 triệu đi. Chỗ này vay một lãi bốn đấy, mà bọn tao đang chơi lớn không chấp nhỏ không có tiền thì biến đừng có mà quấy quả sơn hăng tiết lên ai bảo bố mày không có tiền tao vay nóng hai trăm củ tao đặt cả vào ván này tú tắt điện thoại ánh mắt tinh thông môi mỏng khẽ nhếch lên bàn tay voi tròn thành nắm đấm rồi thả ra trong nhà ông bà thành đã ngồi vào bàn anh đi vào ngồi bên cạnh nhiên bất cứ ai làm cho nhiên tổn thương sẽ không bao giờ anh bỏ qua bà hoa liên tục cấp thức ăn cho đôi trẻ ăn đi các con ăn mà lấy sức còn sửa nhà. Ông Thành tròn mắt nhìn vợ, bà ấy có thể quay ngoắt 180 độ từ hôm qua sang hôm nay vậy. Bà Hoa, bà có thể kiềm chế một chút cho tôi không? Bà có biết từ lúc nãy đến giờ tôi chỉ ăn rau không? Bàn thì không phải bàn xoay, mà sao đĩa thịt lại để, để hết về bên hai đứa nó vậy? Ông nói nhiều làm gì, chúng nó còn trẻ phải ăn thịt, chứ ông ăn thịt cả đời rồi không thấy chán à? Tôi ăn thịt cả đời nào, có mỗi miếng thịt bà dai nhách, ngày nào tôi cũng phải nhai đi nhai lại chứ ông đừng có nói nhiều bệnh gút còn chưa chữa khỏi thì thịt với thà cái gì ăn rau luộc đi nhiên và tú cười ngặt nghẽo bữa cơm nào cũng được xem bố mẹ diễn hài tú thật sự yêu thích gia đình này yêu bố mẹ nhiên anh có cảm giác ở đây anh còn thoải mái hơn ở nhà bố mẹ nhiên từ lâu cũng không xem anh là người ngoài nữa hai bác còn có ý này hai bác xem có được không ông bà nhìn nhau thằng này nó mà nói ra câu nào là hiểm câu đấy phải hết sức đề phòng chúng tôi dán mồm anh à con cưới nhiên rồi con ở rể ở đây luôn được không cái gì ông thành thẳng thốt chưa hiểu thằng rể tương lai có ý gì ừ ở đây cũng được thêm bát thêm đũa bà hoa bao giờ cũng muốn con gái ở gần mình cậu đã mua nhà rồi thì đi mà ở chưa đến ở rể làm phiền vợ chồng già này làm gì sao anh lại muốn ở với bố mẹ vậy anh không ngại sao không bố mẹ em cũng là bố mẹ anh với lại con mê tài nghệ nấu ăn của bác gái quá rồi ô cái thằng này thế là công đào tạo từ hôm đến giờ bỏ sông bỏ biển à biết ngay là có ý đồ mà không phải đâu bác con cũng muốn vợ con gần bố mẹ mà chứ còn con bao giờ cũng muốn chăm sóc nhiên không gần gũi gì hết ở ngay trong khu này xa xôi gì hai thế hệ sống với nhau không hợp lấy vợ về thì phải hốt nó về mà chăm chứ lại còn bố mẹ vợ chăm cho cả đôi à cậu lãi thế tú tiêu nghỉu thế thì thôi vậy con hốt vợ con về bên ấy nhiên cười tủm tỉm người yêu của cô nhưng đôi lúc cô cũng không hiểu anh nghĩ gì ăn xong thằng tú vào ngủ với bác bà hoa ra ngủ với con nhiên tú suýt nữa thì phụt miếng cơm ra khỏi miệng bác cái gì thế ạ à? con ở đây một tuần rồi mà đêm nào cũng ngủ với bác bác không nhớ bác gái à nhớ nhung gì sống với nhau cả đời rồi già như cái mõ rồi ông thành bà hoa liếc một cái gằn giọng làm cho ông thành rụt cổ tôi nhỡ mồm bác làm thêm chén nữa rượu này ngọt quá uống một lúc thì ông thành ngà ngà say. Nhìn và mẹ dọn dẹp xong ra ngoài vẫn thấy hai người kia chúc hết chén này tới chén nọ. Trời ạ, à, uống ít thôi. Nhìn cướp chén rượu trong tay anh. Anh uống với bố vợ em lo gì. Tú lẻ nhè lại nhảy. Thằng này ấy thế mà nó uống kém bố con ạ. À. Thế mà nó cứ vênh cái mặt lên, cháu không say. Chỉ dũng sĩ diệt mồi là giỏi. Nhân phì cười nhìn mặt bố đã đỏ gay. Vậy mà tay vẫn cầm chén rượu. Kiểu này chỉ một lúc nữa là bố gục thôi. Tú uống thêm một vài chén. Mắt trước mắt sau thấy ông Thành đã ngà ngà chui tọt vào phòng, nhìn chốt cửa lại. Cô đang ngồi tựa vào cửa sổ cầm giá vẽ, tô hoa quả đặt bên cạnh, con mèo mướp nằm giặt trong lòng dương mắt lên nhìn nhiên. Một tay anh xách con mèo quẳng bộp xuống sàn, con mèo chó chết này suốt ngày chiếm chỗ của người khác. Trời ơi, anh làm gì thế? Bé na xương mềm như thế nó gãy chân đấy. Nó ngã từ cây cau xuống còn sống nhăn răng em lo cái gì? Lo cho người yêu của em đây này. Anh bế cô lên đặt vào lòng mình ngồi tựa vào cửa sổ, Nhìn đặt bút vẽ xuống sờ sờ cầm anh Người yêu em làm sao mà phải lo nào Công việc của anh có gì khó khăn không Em không đủ kiến thức để giúp anh được Anh vất vả rồi Công việc của anh vẫn suôn sẻ Thậm chí còn làm ăn phát đạt hơn khi có em Chỉ có đời sống tinh thần của anh là gặp vấn đề thôi Vấn đề gì Anh ở đây không thoải mái à Tú đưa bàn tay mềm mại của cô lên miệng ngậm từng ngón Thật hạ sách khi nghĩ đến ở đây Sẽ được gần gũi với người yêu Hải bác thật là đến một cái hôn cũng không có cơ hội. Người tính không bằng trời tính là thế đấy. Nhìn nhột cười khúc khích ôm ngang lưng anh. Em yên tâm, hôm nay sẽ thành công. Thành công gì? Lát nữa thì biết. Anh chuốc say bối hả? Không, say thì làm ăn được gì? Đừng hỏi nữa, tốn thời gian lắm. Điện thoại reo. nhìn cầm lên nhìn màn hình rồi lại nhìn sang anh. Em nghe nhé. Ừ, em nghe đi, sợ anh ghen à? Nhìn cười cười lắc đầu áp tai nghe, bên kia nói gì đó, cô căng mặt lại một chút chui vào ngực anh giọng lạnh đi nợ cũ chưa trả anh còn có mặt mũi hỏi vay tiền tôi sao thật là trơ trẽn rồi cô dập máy lạnh lùng tú ôm chặt người yêu trong lòng ánh mắt cũng lạnh theo nó nói gì với em anh ta hỏi em vay tiền bảo là cần có việc gấp thằng đàn ông mặc váy hôm trước còn hùng hùng hồ hồ đe dọa lắm cơ mà em cũng không biết nữa em chỉ sợ anh ta không chịu nhả ra đồng nào thôi em yên tâm nó sẽ phải nhả ra không thiếu một đồng nếu nó hẹn gặp em, tuyệt đối phải gọi anh đi cùng nhớ chưa? Em nhớ rồi, em cũng không đến gặp một mình đâu, anh lại phạt em như lần trước không xuống giường được." Nhiên cười ngẩng đầu lên hôn chụt vào má anh, người đàn ông này tính cách có chút tùy tiện và phóng khoáng, nhưng lại rất tốt và cưng chiều cô. Thời gian này cô thực sự quên mất, mình đã trải qua cuộc hôn nhân đầy đau khổ mà đắm chìm tận hưởng hạnh phúc của anh mang lại. Giờ chồng cũ gọi điện nói hỏi vay tiền, không hiểu tại sao trong lòng cô lại cảm thấy lo lắng bất an. Thôi kệ anh ta, giờ cô có cuộc sống mới rồi, anh lại yêu mình như vậy, hạnh phúc đến đâu cứ tận hưởng đến đó thôi, tương lai thì tính sau. Anh, em yêu anh. Anh cũng vậy, rất yêu em. Anh cúi xuống cắn cắn cầm cô, bàn tay hư hỏng còn chui vào trong váy khám phá, mặc cho nhiên ra sức ngăn lại. Già rẻ nhiên của anh trắng trẻo, lại trơn bóng mát mịn, giờ một cái lại muốn thêm. Nhìn ngồi trên đùi anh hơi cong người ra sau cửa sổ một tay anh thỏa mãn nắn bóp hai trái hồng mềm, tay kia đặt ở trong váy ngủ nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn bị bàn tay của anh làm cho các giác quan lộn xộn mụ mị đầu óc. Hai tuần rồi hai người không gần gũi, quả thật cô có chút khát khao được anh chạm vào, nhưng khi cặp đôi đang chìm sâu trong tình ái thì ông Thành gõ cửa ầm ầm. 11 giờ rồi sang ngủ đi, để con gái tôi còn ngủ giữ gìn nhan sắc. Nhìn ngượng ngùng đẩy anh ra, tú hầm hầm bước ra ngoài, món ngon còn đang ăn dở, Người bố vợ này lúc nào cũng nhằm đúng lúc súng đã lên nòng Ở nhà nhiên được một tuần Nhưng ông bà Thành canh như canh giặc Tối nào bà Hoa cũng kèm con gái Ông Thành thì kèm rể tương lai Có hôn hít một cái cũng khó Ông Thành ngủ lại tỉnh như sáo Không làm ăn được gì Làm cái gì mà mặt hầm hầm vậy Bị bình rượu mơ dỗi à Đâu có bác, tại bác thì có Ơ cái thằng này, tao làm gì Bác chia cắt con và nhiên Tao chia cắt bao giờ, mày ăn nhờ ở đậu ăn dầm ở dề cả tuần rồi còn đòi cái gì nữa nhưng mà bác ơi bác cho con xuống núi một hôm đi con thèm thịt mày tưởng tao được ăn thịt à mà đòi xuống núi tao cũng ăn chay một tuần rồi đây này bác bác hay là hôm nay chúng ta ăn thịt đi ông thành vơ cái chổi lông cái thằng này nó không biết trời cao đất dày là gì lại còn đòi ăn thịt con gái ông quay trước quay sau đã thấy con rể nằm trên giường đắp chăn tủm hung kín mặt bác mà đánh con là kiểu gì sáng mai nhân cũng khóc sưng mắt đấy Ông Thành hết nói nổi với thằng con rể tương lai, tắt điện lên giường nằm. Ông nằm một lúc, thấy cái gì đè nặng trên bụng mình, bực bội hất ra. Được một lúc, cánh tay cứng như thép của người nằm bên cạnh quảng sang ôm chặt lấy ông. Tuổi già đã khó ngủ thì chớ, thằng cu này ngủ lại hỗn hào vô cùng. Không đêm nào nó không gác, không ôm mệt gần chết. Ông Thành đạp cho một phát, mà ông tướng không chịu buông, tay lại còn sờ sờ nắn bóp một lúc mới thả ra. Ông Thành hú hồn, cái thằng ôn này, may mà nó không sờ ở phía dưới, nó lại còn ngáy như con trâu. Không biết sau này lấy nhau rồi, làm sao mà con gái của ông ngủ được với tiếng gáy của nó đây? Ông vừa nhắm mắt thì nghe tiếng thì thào bên tai. Bác động đậy gì đấy? Bác đi ngủ đi. Mày sờ soạn như thế thì bố ông cũng không ngủ được. Con tưởng bác là nhiên. Bác, con hỏi thật nhá. Bác nhịn một tuần như vậy không thấy bức bối à? Bức cái gì mà bức? Tao già rồi, báu gì cái món ấy nữa? Chúng ta là đàn ông cả, bác cứ khai thật đi, còn là con không chịu được đâu Con yêu nhiên muốn chết Con thể từ ngày quen con gái bác Con chỉ mới ăn được hai ba lần nhưng đã nghiện lắm rồi Chứ còn bác thì lấy nhau mấy chục năm Bác gái lại đẹp như mệnh phụ phu nhân vậy Bác mà không muốn là bác có vấn đề về sinh lực đấy Ông Thành nghiến răng ken kết Thằng này nó dám khinh thường bố vợ tương lai sao Ông điên lên lại không gả con gái cho bây giờ Nhưng mà sao ông lại thấy trong người cứ bứt rứt khó chịu thế cơ chứ Mùa thu mà nóng hết cả người Mồ hôi bịn dịn bức bí Bác làm sao mà cứ cựa hoài vậy con không ngủ được Hay là bác nhớ bác gái rồi Nhớ cái gì mà nhớ Lấy nhau mấy chục năm rồi Vậy thôi con lại mượn bác ôm tí cho dễ ngủ Cái thằng này bỏ tay ra Ông Thành vội vàng quay lưng về phía tú Mà kể ông cũng nhớ bà thật Mấy chục năm rồi Có lúc nào xa bà quá một đêm đâu Vợ ông lại còn rất đẹp nữa chứ Năm mươi rồi mà ra đường người ta cưng ở bốn mươi Bác Con sang gọi bác gái sang bóp lưng cho bác nhá Chứ ngủ như này con gác là mai bác không dậy nổi mà đi dậy đâu ừ thì mày lắm chuyện tú vội vàng hất chăn dậy đi ra cửa không để cho ông thành kịp trở tay tú lò dò đến bên cửa phòng nhiên thì thấy bà hoa rón rén đi ra bà hoa nhìn thấy bóng dáng cao to đi đến hết hồn suýt rớt tim ra ngoài bác gái con đây mà bác trai đau lưng bảo con sang gọi bác sang bóp lưng bác sang nhanh đi bà hoa vội vàng đi sang anh mừng húm nhẹ nhàng mở cửa rồi chốt bên trong đi đến giường thấy người thương đang ngủ say ánh sáng vàng của đèn ngủ mơ màng tưới tắm lên người cô lộ ra cánh tay trắng trẻo và gò má mịn màng những sợi tóc lòa xòa che lấp một bên má trông lại càng đáng yêu và quyến rũ anh nằm xuống thu hết dáng vẻ ngủ say của cô vào trong tim nhẹ nhàng vén tóc trên má đặt môi hôn xuống không nhịn được lại di chuyển đến môi mà cắn nhẹ nhìn đang ngủ say thấy có gì ươn ướt trên môi mình hé mắt rồi hoảng hồn mở to mắt nhìn thấy người trước mặt anh Sao anh lại ở đây? Nhớ em nên trốn sang. Ôi không, bố mẹ mắng chết bây giờ, anh về bên bố đi. Không về, anh muốn ôm em ngủ cơ. Không được, mẹ vào bây giờ, anh đi ra nhanh đi, chắc là mẹ đi vệ sinh thôi. Mẹ sang phục vụ bố rồi, em không phải lo. Sao tự dưng mẹ lại sang với bố? Anh bày trò gì à? Tú dứt khoát ôm trọn cô vào lòng. Bố thèm mẹ thì gọi sang, chứ anh làm gì đâu. Không phải, anh khai nhanh lên, anh làm gì? Nếu không thì không được động vào em đâu. Anh thể là anh không làm gì cả Anh chỉ mang bình rượu ba kích về thôi Tối nay bố uống chục chén Làm hết một đĩa hầu thôi mà Nhìn nhìn anh phì cười Sao cô không biết người đàn ông của mình lại mưu cao thế nhỉ Anh trả lời hết rồi Giờ thì anh vào cuộc đây Nhớ mùi vị của em đến điên người đây rồi Hôm nay bố mẹ mà không cho Thì anh cũng làm liều Nhìn cười ôm ngang người anh Rồi nhỡ may mình xa nhau Anh làm sao chịu được Anh lại tìm ong bướm đúng không Làm gì có ong bướm nào anh bị cô Hoàng Diệp Nhiên nắm giữ hồn vía, còn vía đâu mà đưa cho lũ ong bướm kia? Xẻo. Đôi môi nhiên bị anh nuốt lấy từ cuối cùng, say đắm mặc quyện chặt. Bàn tay nhanh chóng kéo dây váy ngủ của cô xuống, ôm trọn cơ thể mềm mại vào lòng mà vút ve mơn man làn da trơn mịn. Nhiên bị lạc vào thế giới thần tiên. Dường như trong cơ thể có một thứ gì đó đang đốt cháy một nửa, nhiệt liệt quay cuồng. Nhiên, anh ăn chay hai tuần ròng rã rồi. Thêm một ngày nữa anh đột tử mất. Đêm nay mình thức nhé nhiên mỉm cười Cô cũng nhớ và muốn anh phát điên lên rồi Chắc bố xa mẹ cả tuần cũng không chịu được Như thế này là bố mẹ ngầm cho phép Cô không từ chối nữa Khẽ cười ôm cổ anh Hai người bắt đầu nhập làm một Say trong men tình Một đêm triển miên không dứt Ánh nắng ấm áp của mùa thu lên thật cao Nhìn vẫn đang ngủ rất say Đêm qua đến 5 giờ sáng mới rời được nhau Cô thật sự mệt và ngủ say quên trời quên đất Trái ngược với nhiên Tú trải qua một đêm trắng Nhưng lại như được tiết thêm sinh lực hôn chụt người yêu một cái rồi sảng khoái bước ra vườn hồng, hít hà hương thơm. Ông Thành đang tới hoa nhìn thẳng con rể tương lai. Con gái tôi đâu rồi? Vợ con đang ngủ, bác hôm nay có vẻ tươi tỉnh thế, đêm qua thế nào hả bác? Thế nào là thế nào, bọn tôi đâu trẻ sung sức như các cậu. Thì con có hỏi gì chuyện ấy đâu, bác gái đi chợ rồi ạ, à? con quên không dậy sớm chở bác đi. Đang ngủ đừng có làm phiền, để bà ấy nghỉ ngơi. Tu móc mồm cười tận mang tay nhìn ông Thành mặt đã đỏ lên, thôi để con đi mua phở sáng về để hai người phụ nữ quan trọng của cuộc đời chúng ta nghỉ ngơi chiều nay con xuống bếp cậu cứ đi mua ăn sáng đi đừng có xuống bếp nhà tôi tốn bạc lắm mà cậu lo liệu nhà cửa xong xuôi thì về nhà mà ở tôi không chứa chấp nữa đâu mang tiếng con gái tôi ra mai kia là nội thất xong con đặt vé rồi cuối tuần này con đưa vợ con về nhà sơn nằm ở sới bạc hai ngày liên tục hết xen các tay đánh bạc lấy kinh nghiệm rồi lại đánh hai trăm triệu nợ nóng giờ đã thành con số năm trăm rằn nhếch môi cười xảo trá, đẩy sắp tiền sang về phía Sơn. Mắt Sơn đỏ quạch như đến cơn nghiện, đẩy nửa cọc tiền ra giữa sới. Hết một ván thua, ván tiếp thua, ván tiếp nữa lại thua. Sơn hốt hoảng như người điên. Anh ta nhầm tính trong đầu, nhưng các con số loạn xạ không rõ ràng. Chỉ nhớ mang máng đã phải ký giấy nợ hơn một tỷ và phải trả trong ba ngày. Bây giờ biết trông chờ vào ai, chỉ còn con bồ giàu nữa thôi. Sơn vội vàng gọi cho Thúy. Thúy ơi, cho anh tiền anh đi gỡ lại, anh nợ nhiều quá rồi chúng nó giết anh mất của núi đấy mà cho à suốt ngày bài bạc giờ sáng mất ra chưa sao em bảo anh cứ chơi em đưa tiền cho anh chơi anh bị điên à tôi đưa cho anh chơi giải trí chứ móc đâu ra tiền mà cho không ngu thì chết sơn chợt nghĩ đến lần đầu tiên cũng chơi bài cũng nợ nhưng rồi có nhiên gánh hộ một nửa số nợ mới yên thân bây giờ còn ai có thể gánh nổi đây những ngày sau sơn chạy vạy khắp nơi nhưng cũng không ai cho vay tiền anh ta đánh liều gọi điện cho vợ cũ nhưng cũng không được Thậm chí cô còn không thèm nghe máy Nhắn tin thì không trả lời Không dám nói với bà Thu Tìm đến Thúy thì bị chửi lút mặt Giờ trốn đi đâu Chúng nó đã dọa nếu trốn thì bà già sẽ không được yên Em đỡ để anh chết sao Anh đợi bọn xã hội đen hôm trước Lần này chúng nó sẽ làm những gì Thúy nghĩ ngợi một lúc nhìn Sơn nói Em có ý này Nhưng không biết anh có đồng ý không Theo em đó là cách giải quyết êm đẹp nhất mà anh cũng không phải lo lắng về tương lai nữa. cái chuyện bán nhà hôm trước em nói với anh đấy, không nhớ à? Sơn nhớ lại lời Thúy hôm trước, thấy ánh sáng le lói ở cuối đường hầm. nhưng mà để thuyết phục được bà Thu thì không phải là dễ. em nói thế thôi, chứ không lại bảo con này phỉnh nịnh bán cả cửa cả nhà. em đi có việc đây, anh cứ suy nghĩ đi. đằng nào chúng mình cũng yêu nhau, em là chỗ thân thiết nhất. Thúy đi rồi, Sơn ngồi nghĩ lại một lúc, không ra kế gì có thể khiến bà Thu đồng ý, bánh liều đi về nhà lục tung cả nhà không thấy cái sổ đỏ đâu được một lúc bà thu đi bộ về thấy nhà cửa hỗn độn thằng con trai thì mặt như mất sổ gạo ngồi ở bàn bấm điện thoại liên tục thằng này ngồi đấy làm gì đấy vào mà nấu cơm tối đi cơm nước gì con không muốn ăn mẹ nấu đi mày lại còn bảo bà già này nấu cho mày ăn à con cái mất nết mẹ mẹ còn tiền không tiền nào ở chỗ tao mà suốt ngày đòi tiền cho thuê ốt để đâu hết rồi mồm tao không phải ăn hàng ngày à mẹ hay là đổi sang chung cư đi ở đây chật trội quá con không cưới vợ được mày có bị điên không hả con nhà phố cổ bao nhiêu người mơ ước lại đòi bán đi cưới vợ thì ở bên sở ba của con thúy chưa lo lắng cái gì con sao mà ở rể được nhục lắm bây giờ mày không ở bên đấy thì ở nhà chắc biết thế nhưng mà chưa cưới nó khác mày đừng có linh tinh vớ vẩn mảnh đất này ông bà nội để lại còn hương khói bố mày ở đây đừng bao giờ mơ tưởng bán đi Ngày nào tao còn sống ở cái nhà này Thì không bao giờ được động đến Thôi được rồi mẹ nói nhiều quá Bây giờ mẹ đưa tiền Con ra mua nửa con ngăn chặt rồi về ăn đi Đói lắm rồi không vào bếp được đâu Bà thu hử một tiếng Lấy chìa khóa mở tủ lấy tiền đưa cho con trai Sơn liếc thật nhanh Ánh mắt sáng lên một cái Rồi vội cầm tiền đi nhanh ra ngõ mua đồ ăn Một lát sau đã thấy sách túi ngan Bốn canh măng đi về Lại còn thêm chai rượu nhỏ Mua rượu làm gì? Ai đến chơi nhà à? Lâu lắm mẹ con mình không uống Chứ làm gì có ai Này con Thúy làm ăn cũng được Cho nên con ăn mừng một tí Gọi nó đến đây luôn đi Bà Thu nhớ lại số tiền lãi đầu tư mà phấn khởi trong lòng Giờ này đông khách lắm Nó không sang được đâu Mai con bảo nó sang Bà Thu uống mấy chén rượu lừ đừ say Ăn thêm vài miếng ngan nữa rồi lên giường ngáy như sấm Sơn mắt trước mắt sau Thấy mẹ đã say mềm Mới nhẹ tay rút chùm chìa khóa bên hông của bà Xón dén đi đến tủ gỗ mở cửa tìm cho ra sổ đỏ Sơn mừng rỡ, run run cầm cuốn sổ giấu trong túi, để Nguyên bắt đũa ăn dở trên bàn chạy một mạch đến chỗ người tình. Thúy cầm sổ đỏ trên tay mừng suýt rớt nước mắt, thành quả bao lâu cung phụng và nhẫn nhịn của cô ả. À. Anh này, với diện tích này em trả cho anh 8 tỷ, đấy là giá cao nhất. Nhà bác em rộng 40 mét vuông, hai mặt phố bán được có 10 tỷ thôi. Ừ được rồi, đưa một ít trước đây. Làm như tiền là giấy ấy, mai đi làm công chứng mua bán nhà đất đã, đằng nào chẳng lấy nhau, lắm chuyện tiền với bạc mà cái chuyện chung cư em mới nói hôm trước anh có đồng ý không ừ nhanh lên ngày mai đã phải trồng một tỷ cho chúng nó rồi phải gỡ bằng được mấy hôm trước sơn đang thèm tiền chơi bạc chẳng nghĩ được cái gì gật đầu lia lịa sơn ôm tiền đến sòng bài luyến tiếc ký xong tờ giấy trả nợ một tỷ thì thằng rằn đặt lên bàn tờ giấy thứ hai hắn liếc một cái mặt đã chuyển sắc tao trả rồi tại sao lại có cái này cái này là của chị dâu tao cái gì chị dâu mày là đứa nào tao có nợ nần gì hả sơn đứng lên khỏi chiếu bạc định đi ra ngoài nhưng bốn thằng xăm trổ đã vây quanh đi đâu trả hết lại cho chị dâu tao không tao đánh mất xác mẹ chúng mày tao đéo biết con chị dâu mày là ai hết nhầm người rồi nhầm cái gì mà nhầm lôi nó ngồi vào ghế buộc nó lại sơn giật mình nhìn lên răng nghiến vào nhau ken két ánh mắt rực lửa nhìn người ngồi trước mặt thằng chó sao mày lại ở đây hả cái đầu mày không suy nghĩ được à Tao đến đây lấy lại số tiền của vợ tao Muốn về thì trả hết 800 triệu đây Tao không liên quan đến mày Tao trả cho cô ấy Rằn đâu, hành động Anh không thích nói nhiều với nó Vâng, thưa anh hai Ngày sau đó là một cước vào mõm khiến cho Sơn tué máu mồm Tú nhìn thẳng vào thằng chồng cũ hãm tài của người yêu Phải giữ bình tĩnh hết mức Mới không bóp chết nó Nhẽ ra anh đã xử nó từ lâu rồi Chỉ vì nhiên không muốn bạo lực nên mới cố nhẫn nhịn thôi Thằng rằn thằng ri cứ thoải mái xử đẹp nó cho anh. Đến khi nào nó chịu nôn tiền ra thì thôi. Đánh gãy chân gãy tay mù mắt cũng được. Cho nó sống không bằng chết cho anh. Trần Di lại được nước đấm đá túi bụi. mau mũi sơn học ra chảy xuống cổ, thấm vào áo sơ mi trông thật kinh hãi. Sơn thở những tiếng thở nặng nhọc. Đừng. Tao. Tao trả. Thằng Di cầm một ca nước lạnh hất vào mặt để cho anh tỉnh táo một chút. Sơn được cởi trói, tay thâm tím cầm điện thoại run rẩy bấm. Thúy, Em đến dòng bài cứu anh ra với Anh bị đánh gần chết rồi Mang theo một tỷ đến đây cho anh Tiền nào của núi mà đưa liền một tỷ hả Em xoay ở đâu đi Anh chết mất không chịu được Không có tiền Đưa sổ đỏ đến đây Điên à Có đưa đến đây nhanh không thì bảo Sơn đã gắt lên Tầm 10 phút sau Thúy đi theo sau chân thằng đàn em của khứa đi vào Nhìn thoáng qua Sơn rồi nhìn sang mấy thằng xăm trổ cao to vạm vỡ mà kinh hãi Cái này là Thúy, đưa số đỏ cho chúng nó đi. Sao tôi phải đưa cho các anh hả? Tôi không biết ở đâu. Mày nói một câu nữa, tao nã cho một phát vào đầu bây giờ. Thằng Ri đưa khẩu súng lên. Thúy suýt đái ra quần, vội vàng lục túi rẻ rặt đặt bìa đất lên bàn. Tú liếc nhìn một cái rồi cầm bìa sổ, mở ra xem rồi đưa cho thằng rằn đứng kế bên. Cho nó về, nội trong hai ngày chồng đủ tiền lại thì trả. Thúy đỡ Sơn run rẩy ra khỏi sòng bài lên ô tô phóng về spa. Sơn nằm rên hừ hừ trên giường, để thúy trưởng những vết thương em đi gom tiền đi để anh lấy sổ ra càng để lâu lại càng lãi vay một lãi bốn không thể đùa với chúng nó được tiền đâu ra mà vét được nhanh như thế cũng phải thư thư vài hôm chứ em điên à em thấy chúng nó có súng không hả không được đùa với bọn xã hội đen đâu mẹ con nhiên hóa ra là thằng bồ của nó là đại ca xã hội thảo nào nó muốn bỏ chồng nhanh có ngày tao giết gớm nó đánh cho thừa sống thiếu chết còn to mồm cứ nghỉ đi rồi đây tính cho Nhưng mà em nói gì phải nghe đấy Được rồi, lấy sổ ra là được Mẹ biết được mẹ sẽ lên huyết áp mà chết mất Thúy ra ngân hàng rút tiền Cầm bọc tiền run run Nhưng ánh mắt vẫn lóe lên tia lừa rào hoạt Vội vàng lái xe đến căn biệt thự của khứa rằn Mới vào đã thấy mấy thằng xăm trổ Ngồi chờ sẵn quanh bàn Ai bảo với chúng nó mà nhanh thế Hay là chúng nó theo dõi mình Nghĩ đến đó mà Thúy sợ tóc gáy 800 triệu của các anh đây Đưa sổ đỏ cho tôi, Thúy đặt cọc tiền lên bàn, rằn hất cầm, một thằng lôi máy đếm ra đếm tiền. Trong vòng một nốt nhạc đã xong, Thúy xanh mặt vội vàng mở túi. Tôi quên mất, tiền chưa làm hai cục, vẫn còn thiếu một cục đây. Rằn nhếch môi hung ác, còn đàn bà mất nết định lừa lọc bọn này à? Chỉ tiếc là cái đầu của mày quá ngu xuẩn. Mày muốn dở trò à? Tao cho mày diễn trò này. Một cái tát như trời giáng bên má Thúy khiến cho khuôn mặt của cô ả à lạch hẳn sang một bên. Tôi thể tôi chỉ quên thôi, tôi làm sao dám lừa các anh? Đâu có dễ dàng như vậy. Chúng mày đưa tiền xong, mày lại tìm đến nhà chị dâu tao để hăm dọa thì sao? Tôi thề, chúng tôi nào đâu dám qua mặt các anh. Cái loại mê tiền như chúng mày nói chó nó nghe. Ký vào đây, nếu làm gì chị dâu tao nữa thì xác định với bọn này. Thằng di đặt một tờ giấy trước mặt con Thúy. Con Thúy đọc lướt nội dung tờ cam kết đã nhận số tiền rồi chửi lầm bầm trong miệng. Tao còn mong thằng bồ chó nó tránh xa con đấy chứ ham gì mà tiếp cận nói xong ký rẹt một cái cầm sổ nhìn thằng rằn rè rặt nói tôi nhờ việc này được không tôi sẽ trả tiền chính đáng cái gì trả được cho bọn tao bao nhiêu mà còn dám nhờ cậy các anh làm vệ sĩ cho tôi tôi hứa trả các anh hai trăm triệu con chó này mày nghĩ sao anh em tao thèm hai trăm triệu cút về thúy tiêu nghỉ một lúc rồi hớn hở cầm cái sổ đỏ ra khỏi sòng bài đi đến văn phòng công chứng tư nhân phòng bỉ phong bao cho nhân viên công chứng rồi cầm giấy tờ ra về thúy bưởi ngửa mặt cười sảng khoái chỉ cần chờ chục ngày nữa thôi là có quả ngọt thật xứng với công sức của bà đây bỏ ra bấy lâu nay cũng may là con mồi này vừa ngu lại vừa biết nghe lời tú cầm tiền về nhà đã thấy bóng dáng mảnh mai của người yêu ngồi nơi bàn uống nước cắm hoa hồng anh đi lại bế bổng nhiên lên ôi để em cắm hoa nào nhà có bông hoa này rồi cần gì cắm nữa bông hoa này chưa đăng ký chính chủ nên vẫn phải cắm cô lựa những bông hoa nở xòe khéo léo cắt tỉa cắm rồi ngắm nghía đến khi thật ưng ý tác phẩm nghệ thuật của mình rồi mới dọn dẹp sạch sẽ trên bàn quay sang nhìn anh bỗng dưng gọi cho em sang rồi lại đi em chờ mãi từ sáng đến giờ anh đi có chút việc giờ xong việc rồi việc gì quan trọng lắm sao mà quên cả nhắn em quan trọng chứ cho em xem cái này nhá nhắm mắt lại đi nhiên tròn mắt tò mò cái gì mà nghiêm trọng vậy nghe tiếng sột soạt một chút rồi trong tay mình nặng nặng mở mắt ra nào nhiên mở mắt ra nhìn xuống tay ôi cái gì đây sao lại nhiều tiền thế này anh, tiền gì đây? Tám trăm triệu của bố mẹ, anh lấy chỗ thằng Sơn đấy. Nhìn nhíu mày có chút không hiểu, Sơn lại có thể dễ dàng trả cả số tiền này sao? Anh làm gì anh ta đúng không? Em lo cho nó à? Giọng anh đã hơi lạnh đi. Không, con người ấy không đáng để em để tâm. Em chỉ sợ là để lấy được từng này tiền, anh ta sẽ gây nguy hiểm cho anh. Anh ta không dễ dàng nhả ra từng này tiền đâu. Hơn nữa em cũng thỏa thuận trước tòa chỉ cần năm trăm. Mà giờ từng này em thấy lạ Nó chỉ là cái móng tay Anh khẩy nhẹ cái là xong Không có nguy hiểm gì đâu Em đừng lo lắng Bây giờ tiền đã lấy về được rồi Em thoải mái lên Thưởng anh chứ Anh làm những việc này chỉ để mong thưởng à Ừ Bao giờ cũng mong được vợ thưởng hết Nhìn cười ôm cổ anh ngọt ngào Anh muốn gì cũng được Anh thèm thịt Em chưa nấu ăn Còn phải chuẩn bị đồ đạc để ngày mai bay vào nhà anh nữa cơ mà Còn sớm đi ăn hàng cũng được anh chuẩn bị hết rồi em không cần phải làm gì cả đâu không đợi nhiên đồng ý anh bế thẳng cô đạp cửa xông vào phòng ngủ yêu nhau điên cuồng một lúc thì nhiên ngủ lim dim tú hài lòng nhìn người con gái trong lòng mình má cô vẫn ửng đỏ khi dấu vết hoan ái còn chưa tan cẩn thận kéo chăn đắp cho cô rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài ngủ một giấc đã đến 4 giờ chiều bụng đói cồn cào mà không thấy anh đâu trưa nay hai người yêu nhau quên cả bữa trưa nên cô có chút đói nhà mới làm nội thất cũng chưa sắm đồ trong tủ lạnh không có gì mà ăn cả. Anh đi đâu mà không nói gì vậy? Nhìn đứng dậy đi đến giá sách, cầm một quyển sách lên nằm ở ghế sofa bên cạnh cửa sổ và mở ra đọc. Vừa dở ra thì một tờ giấy rơi ra, cô tò mò mở ra đọc. Nhìn cắn môi, lật những tờ giấy tiếp theo, nước mắt bắt đầu loang trên khuôn mặt tự lúc nào. Cô lau nước mắt đứng dậy nhìn ra ngoài cửa. Cô không biết anh có một gia đình phức tạp như vậy. Một lúc sau cửa lạch cạch mở ra, anh đã về, xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh nhìn chạy ra đỡ lấy đặt đồ lên bàn. Anh mua gì nhiều thế? Anh đặt đồ mai mang vào trong kia. Anh mua bún thang bà ấm cho em đây này. Anh lấy cho em ăn nóng nhá. Nhìn chui vào lòng anh ôm chặt. Anh cứ để đấy, lát nữa em tự làm được. Cô rụi đầu vào ngực anh, không ngăn được nước mắt cứ rơi. Tú giật mình đẩy cô ra. Em sao thế này? Có chuyện gì sao? Em nhớ anh. Anh đi có hai tiếng mà đã nhớ à? Nhìn gật đầu. Em ăn gì cũng được, xuống dưới sảnh ăn phở cũng ngon từ sau anh đừng đi xa như thế nữa từ đây lên phố cổ cũng mười mấy cây chỉ đi mua một bát bún rồi về mất công lắm mất công thì ăn xong lại trả công cho anh mắt mũi lại nhem nhuốc cả rồi có thế thôi mà cũng khóc à anh em xin lỗi vì từ lâu không để ý đến cảm nhận của anh em lúc nãy thức dậy có lấy sách trên giá đọc em xin lỗi em không cố ý em đọc được thư của mẹ gửi cho anh tú thở vào cứ tưởng là cô ấy có chuyện gì, nhìn của anh đúng là mong nước mắt. Mẹ có thói quen gửi thư tay cho anh dù là có điện thoại, ba anh mất sớm, mẹ rất thương anh, cho nên hy vọng cả cuộc đời ở giá để lo cho anh, nhất định bà cũng sẽ yêu một cô gái như em. Em cứ giữ vững tâm thế thật thoải mái vào nhà gặp mẹ anh, còn bà nội có khó tính một chút nhưng em đừng lo, bà nội cũng không làm khó gì đâu, còn chuyện thừa kế tài sản mẹ nói trong thư, em không cần lo lắng, anh thu xếp ổn thỏa cả rồi. Anh Em không cần tài sản gì hết Em cũng không cần trở thành ông hoàng bà chúa Em chỉ cần một cuộc sống bình thường không quá khó khăn Em tốt nghiệp rồi Bây giờ em có thể xin việc làm Anh có công ty nhỏ của mình sẽ đủ kinh tế cho gia đình Anh đừng cố gắng làm điều gì nữa được không Mạo hiểm lắm Em rất sợ Ánh mắt tú hơi trầm buồn rồi dâng lên chút lãnh khóc Em cứ yên tâm yêu anh là đủ Những chuyện khác không cần quan tâm Anh đủ khả năng làm tất cả những điều đó Từ trước đến nay anh sống không có mục đích chỉ ăn chơi đua đòi tiêu pha bạt mạng khi gặp em anh mới bắt đầu suy nghĩ đến những việc này chỉ có như vậy anh mới tự tin mang lại hạnh phúc cho em với lại anh cũng chỉ lấy những thứ thuộc về mình thôi không hại ai hết anh kéo nhiên dựa đầu vào ngực của mình tay vòng qua eo khóa chặt bàn tay anh hơi dùng sức một chút dường như cảm xúc của anh có chút thay đổi nhưng cô cũng không hỏi nhiều ngày mai họ vào trong kia chắc chắn rồi cô sẽ được biết hết các thành viên trong gia đình của anh ngày hôm sau Tú đương nhiên vào Sài Gòn ra mắt gia đình. Bà Hoa cứ nắm lấy tay con gái, ánh mắt đã đỏ lên lo lắng. Con gái bà tuy là đứa trẻ hoàn hảo với ông bà, nhưng dù sao cũng bị mang tiếng đã qua một đời chồng. Không biết rồi gia đình hào bá trong kia có thể chấp nhận được nó không? Cái bà này, để con nó vào đi, sắp đến giờ bay rồi, làm như đi lấy chồng Tây không bằng. Thì con mình lấy chồng miền Tây đấy, xa lắm. Bác gái đừng lo, mẹ con dễ tính lắm, con sẽ yêu thương bảo vệ vợ con hết mực. Bọn con vào khoảng một tháng rồi ra thôi Còn công việc ngoài này nữa mà Ừ, hai đứa đi nhá Vào đến nơi gọi cho bố mẹ Được rồi, con đi mẹ nhá Thấy mẹ như vậy cô cảm thấy có chút buồn Một nỗi bất an vô hình dần dâng lên Mình sẽ vào Sài Gòn gặp hội thằng Phong trước Nghe bảo nó tìm được người yêu rồi Rồi cuối tuần mình về Long An nhá Tìm được rồi á Mừng cho anh ấy thế Anh ấy yêu chị Lam thế mà Ừ, làm sao bằng anh yêu em được Tú kéo nhiên tựa đầu vào vai anh, ấp bàn tay nhỏ lên trên đùi. Em ngủ đi, bao giờ hạ cánh thì anh gọi. Nhìn nhắm mắt tựa vào vai anh. Hội bạn anh cô đã gặp vài lần, họ đều rất dễ gần nên cô không lạ lẫm nữa. Còn nhà anh chưa về lần nào, cô có một chút hồi hộp và lo lắng. Ôi anh Tú tài tử, hôm nay lại về Sài Gòn sao? Anh chọn món gì em phục vụ? Cảm thấy bàn tay nhỏ trong tay mình động đậy, anh vội nắm chặt, trái tim động muốn rớt ra ngoài. Chào em, anh không dùng cho vợ anh một mì ý và một ly cam ấm ôi anh lấy vợ từ bao giờ thế Bọn anh sắp rồi chắc chắn sẽ có thiệp mời em đến đấy hôm nay về ra mắt gia đình cô tiếp viên hàng không ả lên một tiếng rồi cầm menu đi túi nhìn sang bên cạnh cô gái của mình đang nhìn ra ngoài cửa sổ ở dưới mặt đất hay trên mây xanh cũng có ong bướm em phải làm sao đây nhiên cô này không phải anh chỉ quen qua những chuyến bay thôi chưa ngủ với nhau bao giờ hết anh thề nhìn lườm anh. Không biết sau này khi lấy nhau rồi, có cô nào ôm con đến không nữa? Anh đâu có ngu như vậy, phải biết tính hậu quả chứ. Anh đã yêu bao giờ chưa? Yêu em? Không, ý em là trước em. Có. Không sâu đậm hay sao? Chưa bao giờ em thấy anh nhắc tới. Đã từng yêu năm người rồi, nhưng anh không nhớ rõ lắm. Anh đừng có mà điêu, yêu là soạc mà lại không nhớ. Anh không nhớ thật, nhưng với em thì lần nào cũng nhớ, nhớ từng chút một. Anh gãi đầu, mặt lộ vẻ ngây thơ vô số tội. Nhìn lườm anh, mặt bắt đầu hồng hồng, trái tim khẽ đập lên những nhịp hạnh phúc. Người đàn ông này làm gì cũng không thể giận được. Mắt cô dõi theo những tầng mây bay nhẹ ngoài cửa sổ. Cô có chút e ngại khi biết được gia đình của anh như thế nào. Rồi cô sẽ làm dâu trưởng trong nhà, dâu trưởng của dòng họ. Cô không biết mình có hoàn thành được trọng trách đó tốt hay không. Nhưng chỉ cần có bàn tay này nắm lấy, cô tin mình sẽ làm được anh đã bước vào cuộc đời cô lúc rông bão nhất thì chẳng có gì mà họ không thể vượt qua sài gòn đón hai người bằng một cơn mưa tầm tã nhìn ngồi ở sảnh chờ taxi đến tay hứng những giọt mưa mát lạnh hà nội bây giờ đang bắt đầu vào hạ rất hiếm những giọt mưa cột rửa không khí xô bồ bụi bặm vào đây lại bắt gặp cơn mưa có một chút sảng khoái trong lòng em đừng nghịch nước mưa nữa ốm bây giờ anh trông em dễ ốm lắm sao thời tiết miền bắc khắc nghiệt em còn chịu được nữa là nếu ốm đau bệnh tật mà có người yêu chăm sóc bên cạnh Em cũng chịu Em đừng có nói gở Đang yên đang lành khỏe mạnh ốm cái gì mà ốm Xe taxi trở tới Hai người về căn hộ của anh cất đồ đạc rồi đến thẳng nhà Phong Hội bạn đang ở đó Nhạn Phương bạn của Tú nhanh nhẹn kéo Nhiên vào Bay có mệt không Hai người vào đi Đợi mỗi hai người thôi đấy Nhiên mỉm cười theo Phương vào Nhìn người ngồi bên cạnh Phong vô cùng ngạc nhiên Chị Thiên Thanh Cô gái kia cũng rất ngạc nhiên Ô, Nhiên, em là bạn gái của anh tú à trùng hợp thật hai người quen nhau sao nhiên là em gái anh vũ anh nhớ tiệm trà sữa của em tên thiên thanh không em dùng tên đó mấy năm qua lam nhìn phong nói phong ngồi bên cạnh ánh mắt hơi tối một chút khi nghe đến tên vũ bàn tay ở eo người yêu tăng lực một chút nhiên khẽ thở dài hóa ra chị thiên thanh mà anh vũ thầm yêu lại là người yêu của bạn thân anh tú cô có nghe tú kể qua anh phong yêu chị ấy đến mức từ bỏ cả cha ruột từ bỏ cả quyền thừa kế chỉ thương cho anh trai của mình từ lâu lắm mới thấy anh để ý một người như vậy đúng là có duyên mà không có nợ em ngồi vào đây bọn chị sẽ dạy cho em cách đối diện với mẹ chồng hân vợ của chết kéo nhân đi về phía bản gỗ dưới gốc cây me già này để nhiên ở đây các bà đưa cô ấy đi đâu nhiên của tôi trong sáng lắm đừng có nói chuyện linh tinh đấy ông sợ bọn tôi kể thiên tình sử lăng nhăng của ông cho em ấy nghe à phương bĩu môi Mấy cái thằng phong lưu yêu được một cô gái ngoan hiền là giữ dịt Cứ như thể sợ người ta ăn thịt vậy Nhìn gỡ tay anh Em ngồi với các anh không tiện Em quen hết mọi người mà, anh đừng lo Tú hôn lên chán cô Nếu không thoải mái thì gọi anh ngay, nhớ chưa Nhìn đi lại ngồi với hội đàn bà phụ nữ Đều lớn tuổi hơn cô hết Hân, vợ của anh Chiết Làm người yêu Phong Và Phương, em gái sinh đôi với Chiết Còn có một cô gái lai tây bằng tuổi với Nhiên An Trần, người yêu của Duy bốn người này ai cũng đều ưu tú thông minh cho nên nói chuyện với họ rất thú vị cô có một chút ngưỡng mộ nhìn lại mình lại hơi thấy mặc cảm tuổi ít hơn nhưng đã qua một đời chồng lại còn chưa nghề ngỗng gì hết các chị này em có thể nhờ các chị một việc được không Nhìn nhìn về phía mấy người đàn ông đang ngồi nói nhỏ có chuyện gì em cứ nói đi em đang muốn tìm việc làm mà em chân ướt chân giáo vào đây nếu mọi người có thấy ở đâu tuyển thiết kế thì nhắn giúp em một tiếng với ạ à? thằng tú nó không đủ tiền nuôi cô à sao phải làm việc cực khổ vương nhìn nhiên ngờ vực không phải như thế đâu chị em muốn tự lập phải không lam hỏi em không phải đi làm làm gì cho mệt đàn ông phải có trách nhiệm nuôi người phụ nữ của họ chứ hân xen vào chị hân an vẫn phải đi làm đây anh duy đâu có nuôi cô gái tóc nâu cất giọng lơ lớ vì cô giỏi lắm lương mấy ngàn đô một tháng thì đàn ông nào mà nuôi được hân nhìn cô em dâu ngây thơ bật cười em không muốn là gánh nặng của anh ấy nếu em cứ dựa dẫm vào anh ấy thì em sẽ cũng chỉ như ong bướm vây quanh mà thôi em nghĩ nếu lấy nhau thì em cũng cần cố gắng nếu chỉ để anh ấy lao vào kiếm tiền để nuôi em thì hôn nhân sẽ không bền chặt được nữa hân và lam nhìn nhau ánh mắt trao đổi có ý cười con bé này bề ngoài rất dịu dàng và mảnh mai nhưng bên trong lại không hề như vậy thảo nào tú yêu điên cuồng điên dại theo đuổi mà không nề hà định kiến xã hội và gia đình ngăn cấm hay là em quản lý phòng tranh của chị đi Anh Phong mới mở cho chị một phòng tranh Chị đang thiếu người quản lý Chị đang phải điều trị bệnh cho nên không tiện chăm sóc nó lắm Như thế có được không? Chị thấy có công ty nào tuyển để em tự đi phỏng vấn Chứ em mới ra trường Sợ không đủ khả năng đâu ạ Không có gì cả Chị nghe anh Vũ nói em tốt nghiệp bằng giỏi Còn đoạt giải thiết kế đặc biệt của XJ Chị có học qua mỹ thuật nên biết Nếu không có nền tảng mỹ thuật thì không thể giật giải được Nhìn bối rối cái giải đó không phải tự em thiết kế hoàn toàn đâu Anh Tú có hướng dẫn mới được như thế đấy Ông Tú cũng biết cách giam người bên cạnh đấy nhỉ Phương cười ha hả Em học mỹ thuật công nghiệp đúng không Hay là em vào chỗ tòa sạn của chị Làm thiết kế cho tạp chí Đăng tuyển đấy em Nếu vậy chị cho em xin email để em nạp hồ sơ chỗ chị Hân Em cảm ơn chị Lam đã yêu ái Em muốn làm một nhân viên trước để học hành thành thạo Rồi mới dám nghĩ đến việc cao hơn Được rồi Chị mang ơn anh Vũ 3 năm nếu không có anh ấy Chị cũng không giữ được mạng sống Chị gọi anh Vũ là anh trai Thì em cũng là em gái của chị Nên không phải ngại gì hết Bọn chị bốn người chơi thân với nhau Có khó khăn gì em cứ kêu bọn chị là tới liền Phương nghe đến tên Vũ lẩm bẩm Không không ngờ là cái thằng cha bác sĩ Mặt bao giờ cũng vác lên trên trời Mà lại có cô em gái xinh xắn dễ thương như thế này An cười mắc miệng tận mang tay Chị Phương nha Chỉ có chị ghét người ta thôi Chứ ba má thích lắm á Thích cái gì mà thích trong mắt lão ấy chỉ có nhỏ Lam thôi Mà chị với lão như mặt trăng với mặt trời Có gì đâu mà em cứ nhắc hoài vậy Phương chỉ cần nghe đến tên Vũ là đã sôi máu trong người Ôi trời ơi chị Phương Chị đừng nhắc anh Vũ Kẻo anh Phong nhà em anh ấy lại ghen Em không thở được đâu Lam lén nhìn về phía người đàn ông kia Nhìn cười Nghe các bà chị nói chuyện thoải mái trong lòng Cô sắp có việc làm Rồi cô sẽ cố gắng hết sức để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình để anh còn có thể tự hào là có một người vợ đảm đang ở nhà nhưng cũng có hiểu biết ở ngoài xã hội. Nhìn những người bạn gái của bạn anh, cô càng tin một người phụ nữ hiểu biết rộng rãi sẽ được người đàn ông của mình tôn trọng và yêu thương hết mực. Bên kia, Tú, Chiết, Phong, Duy ngồi nói chuyện về công việc và xe cộ. Chiết, tôi ứng trước lợi nhuận ở bệnh viện Vivian được chứ? Được, cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Nhìn có biết chuyện không? Cô ấy chỉ biết một phần thôi. Tôi cần tiền thuê luật sư và bên công an điều tra hoạt động ngầm của thằng tư thằng ba chúng nó muốn chơi thì tôi sẽ chơi đến cùng có gì khó khăn tài chính cứ nói anh em đây sẽ giúp cậu hết mình việc của chúng tôi đã xong rồi giờ chỉ còn cậu nữa thôi tôi chuẩn bị đủ rồi không thể nhờ các cậu cả đời được tôi cần mạnh hơn để bảo vệ cô ấy cậu cẩn thận đấy mấy thằng kia không dễ chơi đâu tôi với ông thạch tính hết cả rồi các cậu yên tâm không vì nhiên thì tôi đã sống chết với cái lũ đấy rồi Ăn tối xong, Tú đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Căn hộ chung cư của anh ở tầng 34 có thể ngắm gần như toàn bộ phía tây Sài Gòn. Về đêm, đường phố sáng lấp lánh những dải lụa trắng chồng lên nhau đầy sức sống. Anh ôm cô ngồi ở ghế mây, bàn tay nghịch ngợp nắn nắn cái má mềm. Hôm nay em mệt lắm không? Anh xin lỗi, đáng lẽ để em ở nhà nghỉ ngơi, nhưng cứ nghĩ hai đứa ở xa nhau anh không chịu được. Không sao mà, bạn anh rất vui và tốt. Em từ trước đến nay không có nhiều bạn như vậy. Có thể em ít nói quá Không ai muốn làm bạn với em Em chỉ thân với mỗi cái hằng vì hai đứa ở cạnh nhà nhau thôi Ừ Mấy thằng đấy mồm miệng độc địa nhưng rất tốt Bọn anh học trung cấp 2 rồi cùng nhau sang anh du học Bây giờ nếu mỗi đứa gặp khó khăn Thì những đứa còn lại sẽ dốc sức mà giúp đỡ Chưa bao giờ cãi vã xích mích nhau Chỉ có thằng Phong và thằng Minh Ngày trước không nhìn mặt nhau một thời gian Vì đều yêu con nhỏ Lam Nhưng bây giờ thì ổn thỏa rồi Vì thằng Minh đã sang Pháp làm việc Hội bạn của anh tuyệt vời thật đấy có phải bạn gái của họ đều rất xuất sắc đúng không? Tú cau mày Sao đột nhiên em lại hỏi như vậy? Nhìn cuộc mắt hơi cắn môi Nói em không tự ti thì là nói dối Em không có cái gì để tự tin cả Bây giờ em không có công việc và sự nghiệp Rồi em còn trải qua một đời chồng nữa chứ Em như vậy hình như có một chút không xứng với anh Tú nhìn xuống gương mặt hơi đỏ hồng của người yêu Anh không cần một người yêu xuất sắc về công việc hay sự nghiệp Anh không cần một người phụ nữ trưởng thành vì gia đình chỉ cần anh làm chủ là đủ hay là em muốn đẩy anh sang cho một cô gái xuất sắc hơn ý em không phải như vậy chỉ là em sợ một ngày nào đó em cứ ăn không ngồi rồi như thế này anh sẽ chán em em lại còn quá mềm yếu nữa không mạnh mẽ quyết đoán được việc gì hết nói thẳng ra là bánh bèo nếu anh thấy chán thì em sẽ thay đổi anh hiểu nhiên đang cảm thấy tự ti anh ôm cả người cô đặt vào trong lòng mình em không bánh bèo mà là dịu dàng từ trong xương khiến cho anh muốn che chở và yêu thương mọi lúc mọi nơi em có biết duyên là gì không nếu chúng ta có duyên thì sẽ ở bên nhau mãi mãi em có biết là anh luôn luôn bị ba thằng kia chửi bới là anh chơi gái quá nhiều không đến lúc gặp em anh không còn tha thiết một ai nữa anh cũng không phải tốt đẹp gì đi học thì học sốt bà nội tống sang anh du học với mấy thằng kia về nước anh cũng không làm được việc anh chỉ có một đam mê duy nhất là xe cộ cho nên đã bỏ công ty của gia đình về mở mấy cửa hàng cho đến khi gặp được em, anh mới tìm được thứ quý giá nhất ở trên đời này. Vậy, em thấy một người đầy khuyết điểm như anh, với một học sinh chưa bao giờ trượt khỏi top 3, vừa xinh vừa ôn nhu dịu dàng, vừa đàn giỏi hát hay như em có xứng không? Em nhiều ưu điểm khiến anh ấn tượng vậy sao? Nói như thế nào nhỉ? Sống gần 30 năm cuộc đời, anh đã tiếp xúc với hàng trăm phụ nữ, qua đêm không thể đếm và nhớ hết được. Anh cũng đã từng rung động trước một vài người, nhưng chưa từng có cảm giác muốn che chở như với Nhiên. Những cô gái vây quanh anh đều là những người trang điểm kỹ càng, khoác những bộ cánh rất hoàn mỹ. Cũng có những người yểu điệu thục nữ, có những người rất thông minh mạnh mẽ, nhưng thực sự chưa bao giờ anh coi họ là đối tượng để bảo vệ. Họ không có điểm thú vị và thu hút như nhiên. Lúc mềm thì rất mềm, còn lúc rắn thì có dùng búa cũng không đập vỡ nổi. Còn nữa, ngay từ lần đầu tiên gặp, anh đã chết chìm trong ánh mắt và nụ cười của cô ấy mà không hiểu tại sao lại như vậy. Sao không trả lời em? em không có điểm gì đặc biệt so với những cô gái trước đây của anh đúng không anh không chú ý điều đó lắm thật sự nhiên chỉ muốn nghẹn người này không nói ngọt được một chút hay sao nhìn về mặt thất vọng của nhiên anh bật cười ôm xiết cô lại yêu vì chưa gặp ai học giỏi mà ngốc như em với lại nhìn là muốn ngủ ngay cho nên không cưỡng được nhiên lử mắt đúng là cô không nên hy vọng nghe được những lời gì tuyệt vời từ miệng của anh tú bật cười ưu điểm của em chính là làm cho anh yêu tất cả mọi khía cạnh như thế đã đủ chưa nhìn bỗng thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào ít ra cũng nghe được lời ngọt ngào rồi cô thích thú dụi mặt vào ngực anh tham lam quân lấy mùi hương nam tính gió thổi từ cửa kính vào mắt rượi hai người cứ ôm nhau như vậy yên lặng cảm nhận hương vị của gió cảm nhận trái tim và hơi thở của nhau bình yên và êm dịu điện thoại của anh đổ chuông dồn dập tú nhìn màn hình nhíu mày tại sao lại gọi giờ này đã mười một giờ đêm rồi Alo, cần gì? Bên kia nói gì đó, Tú nhếch môi cười lạnh một tiếng. Thử xem. Tôi phá cho nát hết luôn. Đừng tưởng thằng này không biết gì. Nhìn nhìn anh ngơ ngác, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ tức giận lãnh khốc này của anh. Có chuyện gì sao? Nhìn đợi anh nói chuyện xong, dịu dàng đi đến ôm anh từ sau lưng. Anh à, có chuyện gì anh nói với em được không? Không có gì cả đâu, em đừng có lo. Anh định giấu em đến khi nào, em không đủ tin tưởng sao? không phải chỉ là em trai cùng cha khác mẹ đang muốn gạt anh khỏi danh sách quyền thừa kế rồi có nguy hiểm gì đến anh không không nguy hiểm gì hết chỉ là anh có nguy cơ mất sạch quyền thừa kế thôi Nhìn thở ra một cái nhẹ nhõm thế thì lo lắng gì đâu anh có thể tự làm về kinh tế mà em cũng vậy nếu vì tài sản mà anh em mất đoàn kết thì thôi anh ạ à. tú ôm cô trong lòng áp cô vào ngực mình ánh mắt anh dõi xuống con đường lấp lánh dưới kia anh không muốn nhiên phải lo lắng bất cứ thứ gì ừ nghe em đừng nói chuyện này nữa anh tắm cho em nhé anh cắn nhẹ vào vành tai nhiên bế cô đi vào nhà tắm không em tự tắm được anh tắm trước đi anh buồn ngủ rồi cả hai cùng tắm nhanh còn đi ngủ mai phải về quê sớm em không nhớ sao không được đâu mặc kệ lời cô nói anh cúi xuống bệnh chặt vào môi cô nhẹ nhàng và lãng mạn anh nhấm nháp vị ngọt của cô hương vị ngọt ngào làm dâng tràn hết đợt sóng này đến đợt sóng khác hai người say đắm trong nụ hôn của nhau Mãi lâu sau khi rứt ra, nhìn thấy người mình không còn một mảnh vải, nằm trong bồn tắm ngập mùi hương của sữa ấm. Sao lại có sữa ở đây? Anh chuẩn bị lúc em xếp đồ cất vali. Anh không cần kỳ công thế này đâu, em tắm nước ấm là được rồi. Anh sẽ chuẩn bị một tuần tắm hai lần sữa tươi như lúc em ở với bố mẹ, để em không còn cảm giác xa nhà. Nhìn nhìn anh ánh mắt lấp lánh yêu thương, anh chiều cô thế này rồi cô sẽ hư mất. Hơi thở của hai người quyện chặt vào nhau gần trong găng tấc. Trong phòng tắm yên tĩnh, hơi nước ấm bốc lên mờ ảo như tiên cảnh. Tâm trí của Nhiên trôi dạt theo đôi môi của anh như những con sóng dập dềnh ngoài biển lớn. Những chỗ mẫn cảm trên người cô anh đều nắm rõ, chỉ cần vài động tác nhẹ đã dấy lên khoái cảm khó kiểm chế. Nhiên chẳng thể nào khống chế được cảm xúc của mình nữa. Cô ngửa đầu ra sau hít từng đợt khí, hơi thở ấm nóng của anh phả trên cổ làm cho cô thật sự ngứa ngáy. Tiếng rên mê người lập tức bật ra từ đôi môi nhỏ nhắn. Tú cười nhẹ, nhìn gương mặt bị mình làm cho ửng đỏ thì thầm. Nhìn của anh, em thoải mái không? Nhìn lắc đầu quẩy quậy, sau đó lại cắn chặt môi khi bàn tay của anh đưa vào giữa hai chân mình. Làn mi dày ươn ướt, ánh mắt bị dục cảm làm cho mơ màng đến đáng yêu. Ngọn đèn mờ ấm áp hắt xuống, đôi môi ẩm ướt khẽ động, vẻ mềm mại ướt át càng mê hoặc lòng người. Phòng tắm nhanh chóng bị nhuốm đầy hơi thở nóng dễ kích thích. Dần dần, hô hấp cũng chẳng thể giữ ổn định. Anh muốn nhân ngay lập tức vật nam tính không chút trở ngại xuyên thẳng vào người cô từng đợt ra vào mạnh mẽ xen lẫn khoái cảm khiến đầu óc cô bắt đầu mụ mị đôi mắt mơ màng thâm trầm nhìn vào khoảng không vô định tú vuốt ve tấm lưng trần nhẵn mịn cố kìm nén cảm giác của mình để nhẹ nhàng di chuyển trong cơn mê loạn anh khó khăn bật ra từng tiếng ngắt quãng nhiên nhiên anh yêu em rất nhiều cứ thế cô và anh triền miên vào cảm xúc của nhau anh rất mạnh mẽ chẳng biết đã hành hạ cô trong bao lâu từng tấc trong nhà tắm đều để lại mùi vị hoan ái cực kỳ nóng bỏng tưởng chừng như cô sắp ngất đi thì anh mới buông lỏng cơ thể của cô tắm rửa sạch sẽ anh lại ôm cô vào giường mà kịch liệt rồi ôm người con gái trong lòng say rất nồng đến sáng bẵng đi hai tuần sau không thấy bọn xã hội đen đe dọa làm phiền sơn mới hú hồn nhẹ nhàng mà sống thoải mái túy nói cô ả à đã lo lót hết bên xã hội đen tầm vài tuần nữa sẽ xong giấy tờ chuyển nhượng đất đai sơn cũng hoàn toàn tin tưởng vào người tình Cuộc sống êm đềm trở lại Sơn chửa đứt Không dám chạm vào cờ bạc nữa Ngày ngày cần mẫn làm ô xin lừa đón Thúy và chạy việc vặt ở spa Cả tuần nay Thúy bận gì không biết Đi tối ngày mà cứ vội vội vàng vàng Nhưng Sơn cũng không để ý lắm Đang nằm dài ăn hoa quả nghịch điện thoại Thì bà Thu gọi điện thoại giật giọng về nhà gấp Về đến ngõ đã thấy bà Thu đứng ở đầu ngõ Phan làng vang xóm với mấy thằng công nhân xây dựng Làm cái gì đấy hả Có vất hết đi ngay không Ai cho chúng mày đến đây tháo cửa nhà tao con thúy nó bảo làm thì gọi nó đến đây cho tao bác chúng cháu chỉ là người làm thuê thôi chị ấy trả tiền cho chủ bảo là cải tạo cửa hàng thì chúng cháu làm thôi bọn mày làm cái gì thế tao là chồng con thúy đây để tao gọi cho nó xem gọi mấy cuộc thúy mới nghe máy hồ ả cất giọng thay thế nỉ non anh yêu gọi gì em em cho bọn công nhân đến cửa hàng làm gì vậy người ta đang buôn bán mà buôn bán cái gì chủ cửa tiệm áo dài em đã gặp rồi đã bảo hôm nay dọn hết đi rồi mà. Cái gì? Sao lại dọn hết đi? Anh không nhớ chuyện em nói với anh đợt trước à? Anh trả đồng ý bán nhà cho em còn gì. Em sửa lại ốt để làm spa. Điên à? Làm gì không bàn bạc gì cả, đã nói với mẹ đâu. Nói cái gì mà nói, anh tự liệu mà nói với bà già đi, không có tiền trả cho xã hội đen ngồi đấy mà ăn cứt cho nói cái gì. Thúy tắt máy cái rụp sơn xanh mặt, không ngờ con bổ nó hành động nhanh thế, giờ không biết nói sao với bà già, vội quay sang mấy thằng công nhân. Thôi dừng đi đã Con Thúy nó bảo bàn bạc lại làm sao Tao vừa gọi cho nó xong Con Con thấy nó làm cái gì cửa hàng nhà mình vậy Mẹ yên tâm Nó làm cái gì cũng chỉ tốt cho mẹ và con thôi Mẹ vào nhà đi Để con đi với nó có công chuyện một chút Bà Thu nghe ù ù cạc cạc không hiểu gì Nhưng thằng con trai đã mất dạng trên đường phố Rút điện thoại ra tìm số gọi cho cửa hàng áo dài Nga à, Bác hỏi một chút Sao hôm nay cháu không mở ốt Mở ốt gì bác ốt dưới nhà bác cháu đi đâu à chị thúy cắt hợp đồng bồi thường rồi mà bác chị còn đền bù hợp đồng giảm tiền thuê cho bạn cháu một tháng hôm sau cháu đến lấy nút đồ còn lại hả cái gì bên kia lao sao bận bị một lúc rồi ngắt máy bà thu hoảng loạn trong đầu cái gì mà con thúy cắt hợp đồng phải chờ thằng sơn về xem thế nào bà thu thấy lòng nóng như lửa đốt tim đập liên hồi sơn chạy bổ đi tìm thúy chờ mãi rồi cuối cùng cô ả à cũng ướn nẹo về giờ ba thúy Thế là thế nào hả? Không bàn bạc gì trước với ai là sao? Bàn với bạc gì? Anh bán cho em rồi còn bàn bạc gì nữa? Bán cái gì? Hôm trước lúc cứu từ sòng bài ra, Lý Nhi nói gì cũng đồng ý quên nhanh thế. Không có con này thì bị bọn nó bắn cho vỡ sọ rồi ấy. Tiền chuộc ra từ sổ đỏ chứ tao nhờ đéo gì mày. Nói nàng như cục cứt. Ừ, quên mất. Cái chung cư chỗ đống đa đứa bạn em nó bán rồi. Không có nữa đâu. Mà cũng không đủ tiền để mua Em mua hộ anh cái chung cư ở ngoại thành rồi đấy Tòa nhà đấy mới xây xong luôn Chủ đầu tư vừa phun nội thất Giấy tờ đây Hôm sau đi nhận sổ hồng là đẹp Sơn ngơ ngác không hiểu con bồ nói gì Nhìn cái đống giấy tờ hợp đồng mua bán chung cư lờ mờ trước mặt Thế là thế nào Tao có biết chỗ này là chỗ nào đâu mà mua Chung cư kia bán rồi không còn Với lại anh chỉ còn từng đấy tiền để mua chung cư này thôi Con này Mày cầm tiền sổ đỏ của tao Giờ bảo hết tiền là sao Đưa sổ đây mày đi mà ở cái chung cư hẻo lánh đây đi sổ nào nữa mà sổ chuyển sang hết tên em rồi giấy tờ đây anh yêu xem đi sơn cầm giấy tờ tay chân run bần bật mặt không còn giọt máu sao tên chủ bìa lại là chu ngọc thúy mày ai cho mày chuyển sang tên mày hả trả sổ cũ cho tao nhanh không tao giết bây giờ mày lừa tao phải không tao ký bao giờ mà bán anh không ký được thì người khác ký thay cũng được sao phải xoắn anh sơn này thời đại này á xòe tiền ra muốn gì trả được Sơn quay sang nắm tóc Thúy giật ngược ra sau Con chó này Mày dám lừa tao à Tao cho mày chết luôn bây giờ Thúy hét lên Tôi có bằng chứng anh đồng ý bán nhà Tôi còn đang ghi âm đây Anh có muốn nghe không hả Không bỏ ra Hai thằng vệ sĩ ngoài kia nó đấm cho vỡ mõm anh bây giờ Hai thằng vệ sĩ chạy vào Sơn vội buông con Thúy ra Thúy cười già lạ bật đoạn ghi âm điện thoại Sơn nghe đến đâu lửa cháy rực hừng hực đến đó Mắt đỏ tươi như máu Tiền thừa của tao đâu Tao chỉ trả nợ 2 tỷ Mày mua lại đất 8 tỷ Còn 6 tỷ đâu Thúy đặt bàn tay móng dài lên vai Sơn nũng nịu Anh thật là Tính cách kiểu gì đấy Trả 2 tỷ Vay em gốc lẫn lãi 2 tỷ Mẹ anh nợ 1 tỷ Còn mỗi 3 tỷ mua căn chung cư cao cấp đó là hết sạch rồi Còn gì nữa đâu Cái gì mà tao vay 2 tỷ Mẹ tao 1 tỷ bao giờ Mày đừng có mà điêu Giấy tờ đâu đưa ra đây Có luôn Trước tiên là giấy vay của bác Đây là chữ ký của bác Thu Anh thấy không Bác bảo vốn 500 triệu, lời được 80 triệu, em làm tròn là 100, tổng cộng là 600 triệu. Hai tháng vừa rồi spa làm ăn lỗ chuệt, anh thấy đấy, dịch bệnh có làm ăn được gì đâu. Bác cổ phần vào thì cũng phải chịu bù lỗ chứ. Bác chỉ lỗ 1 tỷ, chú em đây phải bù cả chục tỷ đây này. Mày câm mồm, mày lừa được ai chứ lừa tao à? Trả tiền cho mẹ tao nhanh. Anh buồn cười thật đấy, không biết đọc à? Có nhìn thấy cái dòng người đóng cổ phần sẽ phải chịu bù lỗ chưa đều không? Ôi, cái dòng chữ bé ti hí Bà Thu có đeo mười cái mắt kính cũng không dịch nổi Sơn nhớ lại cái lần mẹ hí hửng Khoe chung vốn buôn mỹ phẩm với con Thúy mà giật mình Còn chó này Mày lừa mẹ tao à Mày được lắm Tao giết cả tổ tông nhà mày Sơn lao đến Nhưng hai thằng vệ sĩ to cao lực lưỡng đã bẻ mặt tay anh ra sau lưng Thúy cười khoái chí Còn cái tiền 2 tỷ của anh ấy Là phí cho những lần anh dùng ke Đi ba quẩy gái gú đấy Còn đĩ kia Mày lươn lẹo vậy à mày đưa cho tao mỗi lần vài trăm cùng lắm là vài triệu bây giờ mày kê lên hai tỷ à mày có ngày nghiệp quật mà chết tươi vài trăm cùng lắm vài triệu à con này nuôi dầm dày bao nhiêu ngày tháng đớp không khí mà sống chắc được cả mẹ lẫn con đều tham ngu thì chết tôi nói cho anh biết tôi cho thời hạn đến cuối tuần này dọn đồ ra khỏi nhà giấy tờ chung cư chìa khóa đấy về chung cư mà sống cho sáng láng nếu anh làng vàng ở đây hai thằng này nó ngứa tay nó bẻ gãy cổ lúc nào không biết đâu sơn không nói được câu nào đã bị hai thằng vệ sĩ cao to vạm vỡ lôi ra khỏi cửa ánh mắt sơn hẳn lên những tia khát máu kinh hoàng nhìn vào spa còn mất dạy mày biết tay tao tao sẽ giết cả tổ nhà mày